Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Em Như và chị An Hoài đang đến với live stream của nhà mình. Ngày hôm nay là cũng là một cái live stream đặc biệt khi mà có thương hiệu của nhà mát nè, thương hiệu của ABCIP và thương hiệu của sách Blanca sẽ đồng hành trong live stream này. Và cùng có những ưu đãi nữa, thì không biết là ngày hôm nay có những ưu đãi gì chị ha? Đúng rồi, các chị yêu ơi, hôm nay thì mình sẽ có các thương hiệu đồng hành cùng nhà mát. Và chắc chắn thì hôm nay sẽ có rất là nhiều sản phẩm hot hit. Những cái ưu đãi có trong live thứ nhất đó là hóa đơn này trên 300k thì mình sẽ được free ship nhá. Và hôm nay thì Hoài và Như sẽ tặng rất là nhiều voucher từ 300-200k, siêu nhiều các chị ở trong livestream này. Và điều quan trọng nữa thì hôm nay mình sẽ có mã giảm giá trực tiếp trên các thương hiệu luôn. Thì chắc là nếu mà để mã giảm giá thì xíu nữa Hoài sẽ nói với các chị mình sau nhá. Bây giờ thì mình sẽ dành 1 đến 2 phút để tương tác, thì sau đó mình sẽ chơi game. Bây giờ các chị mình chắc là vào livestream chưa có nhiều lắm đâu ạ. Nên là bây giờ mình sẽ tương tác một xíu các chị yêu ha. Rồi không biết là các chị nào mình vào live rồi mình có thể thả xuống cho Như một cái comment nha. Các chị đang coi trên những cái trang nào thì mình có thể tương tác trên những cái trang đó giúp em. Thì nếu mà chị nào mà chưa biết cái livestream đặc biệt, livestream cùng thương hiệu là gì, thì em sẽ nói thêm cho mọi người biết một xíu. Đó chính là ngày hôm nay với thương hiệu nha mát là những sản phẩm về quần áo nè, sẽ đi cùng với thương hiệu đó chính là nhà ABCIP, là thương hiệu đồ ngủ đồ lót cao cấp hàng đầu của Việt Nam chúng ta, đúng không? Nếu mà các chị không biết có thể search lên Google tìm kiếm giúp Như. Cùng với một thương hiệu đó là sách Blanca, đó là những đôi giày này, những chiếc túi sách cực kỳ xịn sò, và giá ngày hôm nay sẽ cực kỳ ưu đãi và sẽ áp dụng trực tiếp trong livestream. Nếu mà chị nào ngày hôm nay lỡ mà mình không săn được ở trong live thì bên nhà sách Blanca sẽ có cái mã để mà các chị mua ngoài live, nhưng mà phải nhập cái mã ở trong live thì mới mua được cái giá ưu đãi đó nha. Em chào chị Mộc Lan nha, cảm ơn chị yêu rất là nhiều đã share bài giúp nhà em này. Em chào chị Tuyết Nguyễn, chào chị Xuân Ngọc Lương. Các chị mình ơi, bây giờ thì hiện tại nhá, Hoài sẽ tặng trước đi. Em Hoài sẽ tặng trước một voucher 300k để áp dụng trên tất cả sản phẩm của nhà Ebizic các chị mình nha. Thì các chị nhà mình nhớ là tương tác cùng Hoài và Như thật nhiều, thì bây giờ chắc là sẽ để đem ra một cái cú pháp để các chị nhà mình chơi mini game và bắt đầu chia sẻ livestream nhé. Rồi bây giờ không biết là lên cái cú pháp gì đây. Những chị nào gọi là tín đồ của nhà gọi là ABCIP, hoặc là mình thích săn những cái mẫu đồ ngủ nè, gọi là đồ mặc ở nhà cực kỳ xịn xò, thì mình phải vào là còn có đồ thể thao. Đúng rồi, ngày hôm nay có đồ thể thao nữa. Em xíu nữa là em quên mất. Bây giờ mình lên một cái cú pháp gì cho nó hay nhỉ. Chắc là mình sẽ ghi là đồng hành cùng iBasic đi, tại vì là món quà này thì sẽ là thuộc về của iBasic. Là Hoài sẽ tặng voucher 300k cho các chị mình nhá. Nếu như thực sự là sản phẩm các chị mình có voucher 300k thì Hoài nghĩ sẽ rất là lợi đấy. Ví dụ một chiếc đầm ngủ đi, bình thường nhà iBasic bán cũng rất là mềm rồi, mà nếu như các chị mình có thêm voucher 300k nữa thì thực sự là mua sản phẩm phải gọi là siêu ưu đãi luôn. Đồng hành thôi đúng không? Rồi ok này, thôi lên cú pháp giúp Như là đồng hành nha. Đồng hành cùng thương hiệu đi. Cho nó dễ, tại vì ngày hôm nay mình like tới ba cái thương hiệu là các chị. Like của nhà mát này, like của ABC cũng như là sách Blanca. Lên cho Như cú pháp là đồng hành cùng thương hiệu. Sau đó mình tag giúp em Như lên 3 đến 5 người bạn vào trong like. À nhớ là chia sẻ giùm em. Chia sẻ là cái quan trọng nhất, lên trên các trang hội nhóm này hoặc là trang cá nhân ở chế độ công khai từ 3 đến 5 lần giúp em Như nhá. Khi nào mà đủ 300 lượt chia sẻ thì em sẽ dành gọi là lướt tặng một chị, tặng một chị một cái voucher 300.000 đồng, áp dụng trực tiếp giảm ngay trong cái sản phẩm các chị mua của ABCIP luôn. Và em bật mí nhẹ là ngày hôm nay giá của ABCIP là đã giảm khoảng tầm là 300-400 ngàn, mà các chị giảm được tặng, nhận được có voucher thì tính ra là nhiều khi là còn được free luôn á các chị ha, thì không còn gì bằng luôn. Rồi nè, đồng hành cùng thương hiệu, em thấy các chị bên Insta cũng đang lên cú pháp luôn nè, thì có thể chia sẻ giúp em nhá. Chia sẻ giúp em đi các chị, nếu mà bên Insta của mình đủ 300 lượt chia sẻ trước thì em sẽ không chia sẻ được. À dạ hả, không bên IG xin chia sẻ. Vậy các thì có các chị bên IG muốn chơi game có thể qua bên Facebook giúp em nha các chị yêu nha. Có thể qua bên Facebook giúp em để mình chơi game, mình săn quà nhá. Và mình chơi khoảng tầm là bao nhiêu ta? Tầm cho em Hoài, bây giờ mình đang ở phút thứ bao nhiêu nhỉ? Để Hoài kiểm tra nhá. Bây giờ thì Hoài đang ở phút thứ 5 là các chị mình, thì mình sẽ chơi với các chị mình đó là tầm 5 đến 7 phút nữa rồi. Đi. Là sau đó mình sẽ kết thúc cái chương trình mini game luôn. Và các chị yêu ơi, hôm nay thì mình tặng voucher khá là thiết thực cho các chị mình nhá. Khi mà có voucher thì mình sẽ được tự do chọn mẫu mã này, tự do chọn sản phẩm thì sẽ ok hơn các chị yêu ha. Rồi, một cái voucher chỉ giá 300.000 đồng, sau khi mà các chị được nhận cái voucher đó thì em còn thêm là hai cái voucher của nhà sách Blanca trị giá mỗi cái voucher 200.000 đồng. Và cùng với ngày hôm nay, nhà mát sẽ tiếp tục tặng cho các chị một phần quà, đó là một em chân váy nha.
kem chân váy này của em nói thật sự là lúc nào lên bán hàng cũng hết. Nhưng mà ngày hôm nay hình như còn vài chiếc hay sao. Nhà Mark đem lên tặng luôn để em xem cái giá của cái em váy này là em này chắc phải là tầm 445 ngàn. Xuất sắc. Là nó còn hơn hai cái voucher kia nữa các chị yêu nhà mình ha. Thì nếu mà chị nào muốn tặng quà ngày hôm nay nhiều lắm các chị, khi mà các chị xem một cái livestream mà đồng hành cùng thương hiệu là rất là nhiều quà. Thành ra các chị tranh thủ giùm em Như nha. 300 lượt chia sẻ khoảng tầm là 5 phút nữa là em sẽ kết thúc chương trình game nha mọi người nha. Nếu mà không đủ thì em sẽ bắt đầu like luôn nha các chị ha. Chừng nào đủ lượt thì mình sẽ tặng quà sau. Các chị ơi, đồng hành cùng thương hiệu không để số điện thoại chiều nha, tại vì cái này không phải là đơn hàng mà chỉ là mini game thôi. Nên các chị mình comment cho Hoài để đồng hành cùng thương hiệu và tag 3 người bạn vào xem livestream. Và nhớ là chia sẻ cái livestream này ít nhất 5 lần lên trang cá nhân để chúng tôi công khai là được nhá. Khi nào lượt tổng chia sẻ của mình đạt 300 thì Hoài và Như sẽ bắt đầu tặng voucher. Còn nếu như tầm mà tới phút thứ 15 mà lượt chia sẻ hoặc là lượt comment các chị mình chưa có đủ cho Hoài ấy, tại vì bây giờ Hoài còn cho mình tới tầm 6 phút nữa thôi là em đã kết thúc cái chương trình mini game rồi. Nên các chị mình cố gắng là chia sẻ thật là nhanh nhá. Sau đó thì Hoài và Như sẽ bắt đầu bán sản phẩm và chắc chắn hôm nay vừa có túi sách này, vừa có cho Hoài đó là giày dép và có thêm cả đồ thể thao nữa, thì các chị mình có thêm sản phẩm của Mark đó là những sản phẩm đầm, chân váy, áo để mình mặc đi chơi đi làm, thì chắc chắn sẽ làm cái livestream khá là bùng nổ đấy ạ. Rồi bây giờ này các chị yêu nhanh tay chia sẻ giùm em đi. Có chị nào mà nãy giờ chào em Như không các chị? Bây giờ là em đã không có cầm cái điện thoại nên là sẽ là các chị nếu mà tương tác comment cái gì mà không thấy là em Như với chị Hồi á. Gọi là trả lời lại, có thể comment lại giúp em sợ nó bị ẩn. Em sợ nhất là nó bị ẩn comment á, có nhiều chị á ẩn là kiểu như các chị không có biết là nó bị ẩn. Các chị buồn, các chị giận, các chị đi ra luôn thì em rất là buồn về cái trường hợp đó, cho nên mình cố gắng là mình tương tác lên giúp em nha. Lượt chia sẻ của mình mới là tầm 40 lượt chia sẻ, tôi và Hoài đang thiếu khá là nhiều các chị yêu ơi, nên là mình cố gắng là chia sẻ và tương tác của nhà em thật nhiều nha. Các chị bên Insta mình muốn chơi game có thể vào bên Facebook giúp em nha, tại vì bên Insta không có gọi là không có chia sẻ không có chia sẻ được, mà không có chia sẻ được thì không có tặng quà được có các chị, cho nên mình cố gắng mình qua bên trang của nhà Mark Fashion giúp em nha. Mình vào mình bấm là Mark Fashion là của trang thương hiệu là sẽ ra thôi đó, mình có thể chơi game xong rồi mình tại vì cái đơn hàng nếu mà các bạn ở bên Insta á thì nó sẽ tương tác nó sẽ nhanh hơn so với cái Facebook, nhưng mà nó lại có cái tính năng là không có chia sẻ được. Có cái này nhưng mà không có cái kia. Rồi em chào chị Mộc Lan nhé. Hoài chào chị Mộc Lan, các chị yêu ơi. Rồi các chị nhà mình hiện tại là Hoài đang ở phút thứ 9 rồi, và mình chỉ còn cho em Hoài là cận là 5 phút nữa thôi là em đã kết thúc cái chương trình mini game rồi. Để các chị yêu nhanh tay chia sẻ cùng Hoài nhá. Em nghĩ là bây giờ lượt xem của mình đang khá là cao, và mỗi chị chỉ cần một lượt thôi là Hoài đã có cho mình đó là tầm là 200 lượt chia sẻ rồi. Và bây giờ thì em chỉ cần lưu ý với các chị mình là 300 lượt chia sẻ thôi, mà trong đó mỗi chị chia sẻ 5 lần thì thật sự rất là nhiều, nhưng mà Hoài chỉ yêu cầu mình 300 thôi. Nên các chị mình cố gắng chia sẻ thật là nhiều giúp em nhé. Rồi bây giờ nhanh tay giúp em các chị ơi, em để em kiểm tra lại nếu mà khoảng tầm là 2-3 phút nữa các chị ha, mà mọi người không gọi là chưa đủ lượt chia sẻ thì chắc là em Như sẽ xin phép là like trước. Rồi trong cái lúc mà em like á, mà cái lượt chia sẻ của các chị nó đủ 300 lượt thì em sẽ dành khoảng tầm 2-3 phút rồi em lướt em tặng quà cho các chị nha. Còn bây giờ thì mình có thể nhanh tay, tại vì em cũng muốn tặng quà đầu like cho cái không khí like nó sẽ xôn tụ hơn được không mọi người. Hoài chào chị Mark Mai nha, em chào tất cả các chị đang xem livestream luôn ha. Các chị nhà mình đang comment khá là nhiều, và cái cú pháp Hoài đưa ra đó là đồng hành cùng thương hiệu tag 3 người bạn vào xem livestream. Tag thì mình sẽ bật dấu @ là mình sẽ tag các bạn bè vào được các chị yêu nhé. Và nhớ là tương tác chia sẻ livestream ạ. Các chị nhà mình hiện tại là Hoài đang ở, mình chỉ còn cho em Hoài duy nhất 5 phút cuối cùng thôi là em Hoài đã kết thúc cái chương trình mini game. Nên các chị mình phải thật là nhanh tay nhé. Bây giờ Hoài đang ở phút thứ 10 và Hoài kiểm tra lại lượt chia sẻ các chị mình thêm một lần nha. Rồi nhanh tay giúp em nha các chị. Em thấy mọi người đang vào rất là đông, cho nên là em nghĩ là mỗi chị chỉ cần cho em xin 1-2 nút chia sẻ thôi là được. Đồng hành cùng thương hiệu và tag giúp em 3 người bạn vào. Mình comment thật là nhiều để một lúc nữa mà em lướt á các chị thì nó sẽ thấy được cái comment mình nhiều hơn á, thì sẽ dễ trúng hơn nha. Mình nhớ là tương tác giúp em. Rồi được bao nhiêu rồi chị ha? Lượt chia sẻ của mình mới được tầm 70 lượt chia sẻ các chị ơi. Em vẫn thiếu tới 230 lượt chia sẻ lần đấy ạ. Nên là các chị mình nhớ đấy. Bây giờ thì Hoài nghĩ là tầm 4-5 phút nếu như các chị mình cùng nhau chia sẻ thì em nghĩ là lượt chia sẻ này cũng không phải là quá cao và khó để đạt được đâu các chị yêu ơi. Là mình cố gắng tương tác cùng Hoài thật nhiều nhá. Bây giờ mình còn 4 phút đếm ngược, và nếu như tổng lượt chia sẻ của mình chưa ok thì Hoài và Như sẽ bắt đầu bán sản phẩm đấy ạ. Hôm nay thì vừa có của sản phẩm của Mark này, vừa có của sản phẩm là của Ibizic và của Saplanka nữa. Nên các chị mình cố gắng là tương tác cùng em nha. Tại vì bình thường khi mà em Như với chị Hoài like là các chị cũng hay hỏi về túi xách hay là giày. Đúng rồi. Và tụi em đang gọi là đi kèm theo. Thì ngày hôm nay là cái livestream có một những cái buổi livestream nhà Mark sẽ xen kẽ vào những cái thương hiệu của nhà ABC cũng như là Saplanka để cho các chị có thể
cùng một live stream mà mình sang từ quần áo tới túi xách tới đồ ở nhà, đồ ngủ thì là quá sức là gọi là gom thời gian lại một lần, khỏi mất công là mình phải phân chia thời gian mình xem cái live này rồi mình xem cái live khác, đúng không các chị? Cho nên đây sẽ là một cái live stream cực kỳ hấp dẫn. Và giá ngày hôm nay thì em thấy là tất cả những thương hiệu đều lên giá cực kỳ ưu đãi cho các chị luôn, và lên cho các chị giá ưu đãi nè, tặng quà nè, tặng free, gọi là free ship nữa các chị. Thì mình nhớ là mình chia sẻ và mình tương tác này giúp em, và các chị xem thử là âm thanh nè, ánh sáng nó ok chưa. Nếu mà nó chưa có gì ổn á thì các chị có thể comment bên dưới giúp em nha. Với lại là các chị yêu ơi, trong live Hoài sẽ có các voucher dành cho các thương hiệu khác nữa và giảm giá siêu siêu nhiều. Chỉ có khi đồng hành cùng Mark thì mới có voucher từ các chị yêu nhá. Là mình nhớ đồng hành cùng em, tí nữa khi mà Hoài bán sản phẩm thì Hoài sẽ đưa voucher cho các chị mình, và voucher giảm khá là sâu cho các chị mình đấy ạ. Và voucher chỉ nhận duy nhất ở trong live thôi nha. Rồi hiện tại bây giờ mình đang ở phút thứ 12 rồi, và đúng phút 15 là chương trình mini game của mình sẽ kết thúc, và Hoài sẽ kiểm tra thêm một lần nữa nhá. Hoài sẽ kiểm tra thêm một lần nữa lượt chia sẻ của các chị mình ạ. Rồi hiện tại lượt chia sẻ của mình vẫn chưa có tăng tới 100 lượt chia sẻ các chị ơi. Bây giờ sao ạ? Chắc là mình sẽ chỉ để 2 phút nữa thôi nha. 2 phút cuối để các chị mình tiếp tục comment và chia sẻ. Nếu như 2 phút nữa lượt chia sẻ của mình không ok thì chắc là Hoài và Như sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm luôn, để tránh mất thời gian của những chị khác nữa. Còn khi nào lượt chia sẻ của mình đầy đủ thì mình sẽ tặng quà sau nhá. Rồi bây giờ là trong chắc là em sẽ 2 phút nữa. 2 phút nữa thì em mong là mọi người, tại vì đầu live nào cũng thấy hai đứa vào kêu gọi livestream chia sẻ hết đó các chị. Và tại vì sao? Tại vì khi mà các chị chia sẻ thì tụi em mới tặng quà được. Cho nên là rất muốn tặng quà. Ngày hôm nay là cứ quà là ngày nào hôm nay là deadline là phải đủ 300 lượt rồi tặng quà nha em. Mà nếu không đủ 300 lượt chia sẻ thì em không tặng quà. Nhưng mà em thì em muốn tặng quà để các chị có thể vui. Khi mà các chị mua, em cũng như là tâm lý của em khi mà em vào livestream mà em chơi game em được tặng quà, em rất là vui với các chị, đúng không? Nó có một cái động lực để mà mình mua hàng nữa. Thành ra là em muốn các chị phải chơi game mình nhanh nhanh lên để mình được tặng quà. Tại vì không những một món quà mà ngày hôm nay đến 3-4 món quà làm các chị, cho nên mình tranh thủ giùm em nha. Có chơi là có trúng, đúng không? Này trúng là trời cho, mà không trúng là trò chơi, được không? Rồi nhanh tay giúp em Như nha. Khác là khoảng bây giờ là em sẽ kiểm tra một lần nữa, nếu mà không đủ thì em Như xin phép là like luôn nha các chị nha. Em like luôn để khỏi mất thời gian của các chị nha mình. Bây giờ hiện tại lượt chia sẻ của mình đang là ở 78 lượt chia sẻ, vậy là chắc là không đủ rồi. Chắc Hoài và Như sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm trước thì các chị yêu nhá. Thì khi nào mà lượt chia sẻ của mình đủ thì Hoài sẽ tặng quà sau. Và hiện tại là mình nhớ là vẫn tiếp tục chia sẻ giúp em Hoài ạ. Vẫn tiếp tục chia sẻ và tiếp tục comment nhá. Các chị mình ơi, bây giờ thì Hoài sẽ để cho Như bán sản phẩm đầu like luôn. Sau đó thì mình sẽ lên tất cả các sản phẩm phía sau nữa. Khi nào một lượt chia sẻ của mình đủ thì các chị cứ báo em, và Như sẽ tặng quà các chị sau nhá. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ để cho Như bán cái sản phẩm đầu tiên là cái set của Như đang mặc. Tại vì nãy giờ các chị mình hỏi sản phẩm khá là nhiều rồi. Bây giờ các chị mình đã sẵn sàng là chuẩn bị mua sản phẩm chưa ạ? Bây giờ chương trình bán hàng của mình sẽ bắt đầu mở bàn các chị yêu nhé. Rồi bây giờ em Như xin phép là like trước các chị yêu nha. Tại vì cái set này của em thì nó còn rất là ít, cho nên các chị cố gắng giúp em nha. Rồi, bây giờ này cả nhà yêu ơi, em sẽ lên cái set đầu like. Cái set này thì trong nó sẽ rất là trẻ trung và năng động. Nếu mà chị nào cái gu mà thích trẻ trung năng động thì có thể là vào ngay giúp em liền. Một em áo kiểu như là một em áo form crop top và các chị ha, rất là xinh. Cái này một lát nữa em sẽ bỏ cái form ra cho các chị xem. Nó sẽ khoảng là tới rốn mình thôi. Nhưng mà tại vì cái chân váy sleeve của em này các chị, cái chân váy của em nó cái lưng nó cao hơn trên rốn của em mình, để mình mặc lên form nó đẹp á thì nó sẽ che mất cảm giác là cái áo của mình nó sẽ dài. Nhưng mà không có, một lát nữa em sẽ bỏ form ra sau. Còn bây giờ em sẽ báo mã cho các chị yêu nhà mình luôn. Ngày hôm nay cái sản phẩm này số lượng nó còn rất là ít. Em sẽ lên cho các chị sản phẩm đồng giá cho cái set đầu like ngày hôm nay nha. Set đầu like đồng giá cho chị yêu nào nhanh tay lên đơn giúp em. Với cái mẫu mã này thì em thấy là chị yêu nào cũng có thể mặc được. Mình có thể mua cả set giúp em, hoặc là mình có thể tách lẻ ra, mình phối được rất là nhiều kiểu đồ. Và giá ngày hôm nay em báo luôn cho mọi người khỏi phải chờ ha. Mã sản phẩm đầu like là mã AA1 giúp em Như. Mã AA1 này với giá gốc là 455.000 là mã áo giúp em nha. Giá gốc là 455.000 ngày hôm nay lên like cho các chị đồng giá với chân váy này luôn. Đó, em sale đồng giá cho các chị set đầu like nha. 215.000 với mã áo này. 215.000 cái phần áo này các chị. Cái mẫu này thì em thấy là cũng không phải là quá xa lạ với những tiếng nồm mà gọi là thời trang nhà mình đâu. Áo quá quen thuộc với thiết kế và kiểu như là áo cổ tim như thế này này các chị ơi, cổ vuông tim như thế này rất là xinh ha. Nó không có bị
hở đâu, tại vì nó sẽ ôm sát cái bầu ngực của mình rất là xinh nha. Cái phần vai nó sẽ có độ co giãn như thế này để cái dây thun á các chị mặc á, khi mà mình mặc lên á mình có thể mặc rớt vai hoặc là trễ vai gì mình cũng lên vai cũng được, rất là xinh. Và cái mẫu này thì em Như sẽ có size cho mình là S, M và L. Các chị 60 cân thoải mái đổ về chốt đơn cho em đi để em xem. Cái mẫu này em có tới 2 màu nha các chị. Phần sau của mình nó sẽ có bo thun như thế này, thành ra là form của các chị tới đâu là đi tới đó luôn nha cả nhà. Áo mấy màu à? Áo em Như có 2 màu nha cả nhà. Một em tông màu hồng baby với một tông màu hồng đỏ tươi, rất là gọi là không phải mặt trời nhưng vẫn thích chói lóa là đây. Cái phần áo này ở bên hông sẽ có dây kéo khóa nha. Có nhiều chị về không có để ý cái dây kéo khóa này cho nên mình cứ mặc vào không á thì nó cũng được, nhưng mà em thấy là nếu mà các chị kéo dây kéo khóa bên hông á, khi các chị mặc vào nó rất là dễ chịu và thoải mái. 215 ngày giúp em. Trời ơi, em nói thật với các chị nha, cái form áo này là quá xinh. Cái form áo này đó, nếu cái form bình thường nó như thế này này cả nhà, khi mà các chị mặc nó y chang áo crop top á, tay tay bao phồng bị như thế này thì nó sẽ che được cái phần bắp tay to, bắp tay thô, và đặc biệt là nó không bị lộ khuyết điểm nha. Phần sau của mình là chạy thun chỉ như thế này nè các chị, thì khi mà chạy thun chỉ như thế này nè, form các chị tới đâu là nó ôm theo tới đó luôn, nó co giãn rất là thoải mái nhưng mà nó không có bị lộ khuyết điểm ra chút xíu nào hết trơn á. Mã sản phẩm lên cho em Như là AA1, cái số lượng của mình không có nhiều, giá gốc là 455, hiện tại đang sale với giá là 215 ngàn. Bây giờ lên tiếp cái chân váy này. Cái chân váy này chị em gái mình phải có một cái nha, tại vì cái mẫu này em nói thật sự là rất là dễ mặc, trẻ trung năng động mà muốn sang cũng được nữa các chị. Nhà mình có áo vest kiểu blazer không các chị, có thể mặc cho em cái chân váy này ở trong, mặc cho em một áo bra, khoác thêm cho em một cái blazer vô nữa là ok, đẹp sang chảnh luôn. Còn muốn năng động thoải mái mặc chung cho em một cái áo thun, mang một đôi sneaker, hay là mình mặc những áo kiểu này nhìn nó cũng dễ thương nữa, đúng không nè. Chân váy lên cho em mã sản phẩm AA2 cho em Như, ngày hôm nay sale luôn 215 ngàn, đúng không cả nhà. Áo 215, chân váy 215 nha. Cái chất vải của mình rất là mềm, nó như là cái vải mà lụa gừng các chị ơi, rất là đã nha, mặc rất là mát. Cái mẫu này của em thì sẽ không có quần bên trong nha cả nhà nha. Cái mẫu này sẽ không có quần bên trong nha. Cái này xếp ly các chị ha. Khi mà nó xếp ly như thế này nhìn nó che được khuyết điểm cho mình rất là tốt. Mẫu này thì em Như sẽ có 2 tông màu. Một cái tông màu nâu nha các chị, kèm thêm cho em là một cái tông màu xanh, mà kiểu màu xanh cobalt luôn á các chị ha. Đây, xuất sắc chưa. Mình phối những cái màu kiểu như những cái tông màu xanh sáng như thế này, khi mà mình phối lên á nhìn nó cũng rất là thu hút và rất là đẹp nha. 215 ngàn, bây giờ lên đơn cho em là gì, mã sản phẩm áo là AA1, còn chân váy sẽ là AA2. Mã kèm màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn. Cái mẫu chân váy của mình nó sẽ là dây kéo khóa nha các chị nha. Dây kéo khóa ở bên hông giúp em Như, khi mà các chị mặc á, cái này là sẽ có size cho mình yên tâm, S, M, L đều có size hết cho em nha. Cái chân váy bên trong á, chân váy bên trong có quần. Chân váy bên trong có quần nha các chị nha. Chân váy bên trong mình có quần cho nên mình thoải mái rồi, em mặc mà em quên luôn á các chị. Cái này có quần nha, chân váy của mình có quần rồi, ok. Đã có quần rồi thì khỏi phải lăn tăn nữa. Rồi chốt đơn cho em liền, nếu mà các chị mua cả set là để được free ship rồi nha. 215 ngàn, trời ơi xuất sắc. Cái này bây giờ nha các chị, nhìn cái chất vải cho em này, nó đẹp xuất sắc, nó đẹp từng cm luôn đó các chị ơi, quá mê. Mà em thấy cái màu này hình như là bình thường cũng ít có đúng không này các chị. Cái màu xanh này, cái màu xanh này nè, bình thường rất là ít có. Màu trắng, màu đen rồi thì có nhiều, nhưng mà em thấy cái tông màu nâu tây với cái tông màu xanh này mặc lên rất là trắng da. Mẫu này mình mặc lên nó cảm giác cái người của mình rất là thon, rất là gọn và cực kỳ hách dáng nha. Nó không quá dài, không quá ngắn nha mọi người nha. Bên trong có quần rất là thoải mái, chất vải nó mềm. Rồi, mã sản phẩm là AA1 là mã áo giùm em Như. Còn mã chân váy á, sẽ là AA2. Đồng giá áo cũng 215 mà chân váy cũng 215 luôn ha. Cái set này khi mà các chị đặt hàng cứ để lại cho em Như là mã sản phẩm kèm số điện thoại. Bây giờ thì các chị tạm ngưng comment cho em là đồng hành cùng thương hiệu, mình tập trung mình chốt đơn cho em. Các chị comment nhiều nhưng mà mọi người không có chia sẻ, không có đủ lượt chia sẻ thì cũng không thể nào tặng quà. Cho nên mình mọi người cố gắng là mọi người chia sẻ để cho em, khi mà đủ lượt chia sẻ thì em sẽ vào em phổ biến lại cái chương trình. Lúc đó mọi người sẽ comment sau giúp em Như nha. Còn bây giờ thì mọi người tạm ngưng giúp em.
tạm ngưng comment rồi mình đặt hàng giúp em. Rồi sau khi mà đủ lượt chia sẻ rồi em sẽ dành 2 phút để em kêu gọi mọi người comment, rồi lúc đó em mới tặng quà, chứ không phải đủ lượt chia sẻ là em vào em tặng quà liền đâu, mọi người yên tâm giùm em Như nha. Rồi bây giờ em sẽ xin phép là like khoảng tầm 1 phút 30 giây cho cái set này nữa. Đầu like thì em sẽ, ngày hôm nay em sẽ like nhanh các chị nha, số lượng thì không có nhiều mà sản phẩm thì rất là nhiều. Cho nên em xin phép like nhanh, chị yêu nào thích cái nào là chốt liền cho em. Mình thích là mình nhích liền. 215 ngàn. Cái set này nhìn chị em này mình phối màu đỏ màu xanh nhìn nó lạ lạ nên nó cũng bắt mắt ha các chị ha. Hay vì các chị có thể phối tông màu này, các chị phối cho em một cái áo thun màu trắng thôi cũng được nữa. Cái túi sách của em đang mang là của Sáp Lanka các chị. Đợi một lát nữa em sẽ like túi sau nha. Đợi một lát nữa em like túi sau, còn để em like đồ trước đi. Rồi cho nó khỏi bị nhầm, tại vì like một lúc nhiều mẫu quá thì nhiều khi nó bị rối lên đó các chị, đợi em một xíu nha. Túi sách này xinh lắm, một lát nữa em like sau. Rồi bây giờ này các chị yêu nhà mình, ai like cái set này thì có thể lên cho em nhanh là mã AA1 kèm cho em màu và số điện thoại nha. Áo thì 2 màu. Em đã nói cái phần này không bao giờ bị lộ khuyết điểm các chị. Phần sau chạy thun chỉ, thành ra các chị đi tới form của mình đi tới đâu là cái đó. Có nghĩa là ví dụ như em như 44 cân đúng không, các chị 50 cân hoặc là các chị 40 cân thấp hơn hoặc là ít hơn em thì đều có thể gọi là form nó sẽ lên y chang em như thế này nè. Tại vì khi mà các chị mặc vào nó sẽ ôm theo cái form của mình rất là đẹp luôn, dễ thương lắm luôn các chị. Đây nhìn cho em nè, các chị 60 kg thoải mái chốt đơn cho em nha. Cái vải này các chị ơi đẹp mà nó mát lắm, các chị sờ và các chị cảm thấy rất là mát nha. Nhận hàng mà được kiểm tra hàng trước khi nhận, màu đỏ thì quá đẹp rồi các chị. Còn lên cho em cái tông màu hồng này rất là xinh. Hai màu này chị nào mà kiểu như là mình thích an toàn mình có thể lấy cho em cái tông màu hồng, không thì mình có thể lấy cho em cái tông màu đỏ này luôn nha. Rồi S, M và L, có tới size XL. Có tới size XL nha, màu áo này em có tới size XL cho nên chị nào 65 cân đổ về. Đó, em vừa nhận được thông báo đó, các chị vào báo là còn size XL cho nên là lên cho em luôn. Chị nào 65 cân bình thường mua cái áo này em đảm bảo không bao giờ có cái giá 215 ngàn nha cả nhà. Thì ngày hôm nay lên nhanh cho em như AA1 kèm màu kèm số điện thoại, 65 cân đổ về chốt đơn, có size XL 4 size, tổng cộng 4 size cho cái màu áo này. Ôi xinh xuất sắc. Còn chân váy thì khỏi phải bày nha mọi người, nhìn cho em nè. Dễ thương lắm, mặc lên rất là hết tuổi, cực kỳ trẻ trung và năng động ha. 215 ngàn luôn, tính ra là ngày hôm nay áo với lại chân váy đồng giá cùng 215 ngàn luôn. Nếu mà chị nào nãy giờ mình mua cả set là đã được free ship rồi ha. Rồi bây giờ em Như chuẩn bị qua mẫu nha. Còn chị yêu nào lấy cái sản phẩm này thì lên nhanh cho em Như là mã áo là AA1 này, kèm cho em chân váy là mã AA2 và số điện thoại giùm em nha. Và em show lại màu cho các chị. Rồi ok, bây giờ là em Như xin phép là qua mẫu luôn nha các chị yêu nhà mình nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua mẫu mới cho các chị mình nhé. Em Hoài sẽ qua tiếp một cái mẫu sản phẩm mới cho các chị em mình ha. Chiếc đầm này thì nãy giờ các chị mình hỏi cũng khá là nhiều rồi, thì bây giờ Hoài sẽ giới thiệu kỹ về mẫu đầm của Hoài đang mặc luôn. Và chắc chắn hôm nay cái mẫu sản phẩm AA3 này hôm nay sẽ là một giá siêu đãi cho các chị em mình. Một chiếc đầm có thể mặc đi làm, để đi chơi và kể cả đi tiệc cho Hoài. Và chị nào đang quan tâm mẫu túi này thì các chị chờ em một xíu nhá. Xíu nữa Hoài sẽ giới thiệu túi cho mình luôn ha. Rồi hiện tại là đối với cái mã sản phẩm đầm của em Hoài đang mặc thì em đầm này mình sẽ có tới 3 tông màu lận các chị nhá. Và trước khi mà để Hoài giới thiệu cái tông màu cho để Hoài báo giá trước cho các chị luôn nha. Mã sản phẩm AA3 với mức giá cho em Hoài là 545 ngàn thì trong live ngày hôm nay Hoài đang giảm tiếp chỉ còn 395 ngàn mẫu đầm của Hoài đang mặc thôi. Siêu xinh luôn các chị mình ơi. Đối với mẫu đầm này thì Hoài sẽ có cho mình các tông màu, đó là màu xanh như Hoài đang mặc này. Em đầm này sẽ có thêm đó là cái tông màu hồng và tông màu đen. Các chị nhà mình xem đối với những cái thiết kế màu sắc như thế này thì da ngăm, da trắng hay là bao nhiêu tuổi mình vẫn có thể mặc rất là ok. Pom đầm vừa thiết kế lịch sự sang trọng vừa đơn giản mà không kém phần gọi là thu hút ánh nhìn cho các chị mình nhá. Ví dụ như các chị mặc đi làm này, đi chơi, đi tiệc tòa nghĩ đối với đầm này mình vẫn có thể ứng dụng được. Và kể cả là các chị mình tầm mười mấy, hai mấy, ba mấy, bốn mấy mình vẫn có thể mặc được đầm này. Tại vì sao, những cái tông màu này đều là những cái tông màu trầm và khá là nhạt các chị yêu ha. Và che khuyết điểm thì khá là tốt cho mẫu đầm này luôn. Bây giờ thì trước khi là các chị mình xem cái form đầm kỹ hơn thì để Hoài sâu màu kỹ hơn một xíu nhá. Đây ạ, màu xanh ạ, màu hồng và màu đen các chị yêu nhá. Bây giờ thì Hoài sẽ để hai cái màu này phía sau và em Hoài sẽ giới thiệu kỹ về cái form đầm của Hoài đang mặc nhé các chị yêu ha. Đúng rồi, đầm này hôm nay chỉ có mức giá cho Hoài đó là 395 ngàn thôi chị yêu nhá. Đầm này cho em Hoài này, mã sản phẩm cho Hoài sẽ là AA3. Đầm chất liệu cho em Hoài đó là cô tông thái siêu dày dặn luôn. Và đầm sẽ có thiết kế cho Hoài đó là hai lớp nhá. Form đầm cho em Hoài này, form đầm dáng cổ, gọi là cổ thuyền. Chứ em này cũng không hẳn là quá là cổ u được các chị. Em này nó sẽ là kiểu dạng cổ cao ấy, cổ thuyền rất là đẹp cho Hoài luôn. Và phần phía trên thì mình sẽ có cho em Hoài đó là phần tay bí phối nhá. Em tay này á, thì nó sẽ làm hai lớp bên trong. Và đầm thiết kế cho em Hoài vẫn là hai lớp luôn.
luôn. Form đầm dáng hơi suông nhẹ, có chiếc ben ở phần eo, nhưng em đầm này không quá ôm sát ạ. Tính ra mà chị nào có phần mỡ bụng này hoặc là phần vòng eo của mình hơi tròn nhẹ một xíu thì mình có thể lựa những cái form đầm này, tại vì nó không phải là thuộc dạng quá ôm mà cũng gọi là vừa phải thôi. Nên là ví dụ như mình ôm sát vào thì nó sẽ rất là dễ lộ phần mỡ bụng, nhưng mà đối với em này thì không có lộ nhiều các chị yêu ha. Đặc biệt phần dưới sẽ có đuôi cá, và thêm một điểm nhấn rất là đẹp của đầm này đó là phần phía sau các chị yêu ha. Không biết là Hoài để tóc như thế này thì các chị mình có thấy rõ cái phần đằng sau không ạ? Phần đằng sau siêu đẹp cho Hoài luôn, đó là có thêm một cái phần dây thắt ở phía sau tạo điểm nhấn cho Hoài. Cái mẫu này thì khi mà mình mặc như thế nó sẽ cảm giác rất là nhẹ nhàng luôn các chị yêu ha. Đó, cái phần nơ đã thắt ở phía sau, và chị nào mà thắt nơ đẹp hơn Hoài nữa thì nhìn sẽ xinh hơn rất là nhiều nhá. Và hiện tại thì các chị nào mình này đầm này Hoài có 3 size để các chị mình lựa chọn, đó là size S, size M và size L. Tầm trên Hoài 65 cân đổ lại mặc đẹp, eo dưới 75 là mình sẽ vừa. Size S cho Hoài này, eo dưới cân nặng cho em Hoài á, đó là dưới 50 và eo dưới 65 ạ. Size M cho em Hoài cân nặng dưới 60 và eo cho em tầm là 58 thôi nhá. Eo cho Hoài dưới là 70 và size L thì eo dưới 75 và cân nặng cho mình dưới 65 là sẽ ok. Đầm này mặc khá là thoải mái, và nếu như chị nào mà bầu bì kiểu như hơi nhỏ nhỏ, gọi là mới tầm 4-5 tháng đổ lại, mình vẫn có thể bon che được những bộ đầm này và mình có thể là tăng size lên xíu để mặc các chị yêu ha. Rồi em Hoài đang thấy các chị mình hỏi cái mẫu này là hiện tại là có màu nào. Màu thì Hoài đang treo phía sau đấy các chị yêu ơi. Đây, màu Hoài đang treo phía sau đấy các chị xem đấy ạ. Em đang có cho mình đó là màu hồng, màu đen các chị mình nhá, và màu Hoài đang mặc sẽ là tông màu bẹ, màu xanh các chị hà. Xanh này là xanh nhạt, không phải xanh quá đậm nên mình không sợ bị tệp da. Đây, Hoài đang treo phía sau hai tông màu tiếp theo đấy ạ. Chị nào mà quan tâm màu nào hay là thích mặc màu nào mình cứ comment Hoài sẽ tư vấn. Thực ra đối với những cái mẫu này á, các chị nhà mình mặc treo Hoài màu xanh cũng siêu dáng da, màu hồng thì siêu ngọt ngào, còn màu đen thì khá là an toàn ạ. Màu đen là cái màu che khuyết điểm rất là tốt các chị yêu nhá. Rồi nhanh tay chốt nhanh trên Hoài mã này nào. Hoài chỉ chốt mẫu này cho mình tầm 2 phút nữa thôi, sau đó Hoài sẽ giới thiệu túi sách và thêm một mã giày để các chị em mình luôn. Tại vì hôm nay thì sẽ có thêm iBasic và Sáp Lan Ca đồng hành cùng các chị mình ở trong livestream, nên là chắc chắn sẽ có rất là nhiều sản phẩm hot. Và bình thường là mình chỉ mua đầm, mua quần áo thôi đúng không ạ? Hôm nay mình có thêm phụ kiện này với mức giá siêu mềm, và điều đặc biệt là hôm nay em sẽ có voucher tặng cho các chị em mình giảm giá trực tiếp trên sản phẩm cùng các thương hiệu khác luôn. Là mình cố gắng tương tác cùng Hoài thật nhiều nhé. Rồi ok, chị Choi, chị Choi Thúy Nga ơi, em Hoài không qua mẫu theo yêu cầu của mình được đâu ạ. Các chị nhà mình chờ em một xíu nhé. Ví dụ như mình chưa thích sản phẩm này thì mình có thể, ví dụ như mình lướt qua một xíu, xíu nữa mình có thể quay lại cùng em. Tại vì một mẫu ít nhất Hoài cũng phải đứng 5 phút nhá. Hiện tại Hoài chỉ lên mẫu này mới được tầm 1 phút 30 giây thôi. Thực ra là các chị mình có thể là thấy lâu, nhưng mà Hoài đã canh thời gian sẵn rồi. Tại vì hôm nay sản phẩm rất là nhiều và Hoài cũng không đứng quá lâu đâu. Và khi em Hoài đang bán hàng thì chắc là em chưa có qua mẫu theo yêu cầu được, tại vì các chị khác vẫn còn đang quan tâm tới sản phẩm nhá. Rồi AA3 trên Hoài là mẫu này các chị yêu ha. Bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu về mẫu túi luôn đi. Bây giờ Hoài sẽ giới thiệu về mẫu túi, sau đó Hoài sẽ vòng lại đầm, tại vì đầm là một cái sản phẩm rất là hot rồi, nên là mình sẽ tập trung vào đầm nhiều hơn nhá. Túi là một cái thương hiệu đấy các chị mình ơi, túi này rất là đẹp trên Hoài nha. Túi này á, hôm nay mình sẽ có cho em Hoài đó là voucher giảm giá trên mã túi này luôn, tại vì cái này là của Sáp Lan Ca, nên là Hoài sẽ có voucher giảm giá các chị mình nhá. Để em xem cái voucher nào, hình như là em nhớ là có voucher được các chị mình, đúng rồi. Khi mà các chị nhà mình mua mã túi hoặc là mã giày của Sáp Lan Ca thì các chị nhà mình sẽ có voucher cho Hoài này, đó là Supply 8 các chị mình nhá. Ghi cho em Hoài đó là Supply 8 thì mình sẽ được giảm giá trực tiếp khi mua ở trang pay ưu đãi cho em Hoài hoặc là kể trong live luôn. Được áp dụng ở trong live của nhà Mark đang live này và những cái trang web của Sáp Lan Ca nữa, thì mình sẽ áp dụng tới ngày 22 tháng 8 các chị yêu nhá. Voucher hôm nay sẽ áp dụng cho tới ngày 22 tháng 8. Các chị chỉ cần nhập mã cho em Hoài đó là Supply 8 thôi là được các chị yêu ha. Rồi bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu về sản phẩm túi nhá. Mã sản phẩm túi này thì như các bạn nhà mình đã ghim lên rồi các chị mình nhá. Đầm giá bao nhiêu? Đầm chị Tường Nga ơi, đầm của Hoài đang mặc mức giá cho em Hoài chỉ có là 395 ngàn thôi ạ. 395 ngàn. Mẫu đầm này khá là mềm đấy các chị mình nhá. Ok, các chị mình thích mẫu này thì nhanh tay chốt mã cho em Hoài, lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số lại cho em Hoài. Vải mặc siêu đẹp luôn các chị yêu ha. Hình như là mẫu này thì em đã ghi mã sản phẩm kể cả là mã giày, mã túi lên cho các chị mình rồi, nên là chị yêu nào mà thích mã túi SA2 thì mình cứ chốt cho em Hoài cái mẫu túi này với mức giá là 412 ngàn, và mình sẽ có thêm voucher nhá. Rồi đầm này cho em Hoài này các chị, form rất là đẹp luôn. Hôm nay mà chị nào chưa sở hữu đầm này thì phải sở hữu ngay cho em Hoài mẫu đầm này. Thực ra hôm nay sản phẩm khá là ít đấy các chị. Hôm nay Hoài thấy sản phẩm khá là ít, không có nhiều như bình thường đâu ạ. Bình thường nhà em lên tới 14 đến 15 sản phẩm, nhưng hôm nay Hoài chỉ lên tầm 9 sản phẩm quần áo cho các chị mình thôi. Nhưng mà sản phẩm nào cũng có mức giá siêu mềm và siêu hot luôn. Đối với khách hàng của nhà Mark hiện tại thì Hoài cũng có một vài điều muốn gửi gắm đến các chị mình, đó là trong thời điểm hiện tại thì đơn hàng của mình nó sẽ đi chậm hơn bình thường một xíu nhá. Nên là chị yêu nào ví dụ trong thời gian này mà mình chờ hàng gấp này, mình cần hàng gấp, thì chắc là mình
cũng thông cảm giúp Mark. Tại vì trong thời điểm này thì hàng sẽ không thể nào đi quá nhanh được các chị yêu ha. Bây giờ đang là một thời điểm mà khá là nhạy cảm đối với Hồ Chí Minh và cả nước luôn. Nên là Hoài mong là các chị mình khi mà mình đặt hàng thì mình có thể là chờ hàng lâu hơn một xíu. Ví dụ như bình thường 3 đến 4 ngày là mình có thể nhận hàng rồi, nhưng bây giờ có thể là 1 tuần tới 15 ngày thì mình mới nhận hàng các chị yêu nhá. Ở những gọi là những cái tỉnh ở ngoài các chị yêu ha, là mình cũng thông cảm giúp Mark nhá. Rồi em đang thấy các chị nhà mình này, các chị yêu ơi đang xem livestream có thể tương tác cùng Hoài thật là nhiều không ạ? Không biết là em Hoài có thấy bị ẩn comment không nhá. Size S là bao nhiêu ký? Size S cho em Hoài dưới 50 ký là mình sẽ mặc vừa, eo dưới 65 là sẽ ok chị yêu nhá. Em đang thấy không biết là bị ẩn comment hay là không, nhưng mà Hoài thấy rất là ít comment của các chị mình trong đấy là lượt xem siêu siêu nhiều luôn. Là các chị nhà mình đang xem livestream có thể là comment cho em Hoài là đang xem được không ạ? Các chị nhà mình có thể hỗ trợ Hoài bằng cách là comment đang xem được. Các chị yêu ơi, Hoài không thấy là comment của các chị mình. Em không biết là bị ẩn hay là các chị nhà mình không tương tác nữa, nhưng mà mình có thể là hỗ trợ Hoài không? Em nghĩ là bị ẩn rồi. Tại là bình thường là comment tương tác của Mark rất là tốt. Các chị nhà mình đang xem livestream, để tránh tình trạng bị ẩn comment, mình bật nút like và cái bài livestream giúp Hoài nhé. Bật nút like hoặc là thả tin cho Hoài nha, thì cái comment của mình nó sẽ không bị ẩn. Đây cái phong đầm phía sau Hoài quay các chị xem này. Đầm rất là đẹp luôn. Đầm này bình thường là 500 mấy các chị mình, gần là 600 ngàn, nhưng hôm nay chỉ có 395 ngàn thôi. Vậy là thực ra Hoài đã giảm khá là nhiều trên sản phẩm đầm đấy ạ. Giảm tiếp thêm 200 ngàn. Và hóa đơn trên 300k thì mình sẽ được free ship. Nên là khi mình mua đầm của Hoài đang mặc thì chắc chắn mình sẽ được free ship các chị yêu nha. Chị yêu thích túi thì mình có thể chốt túi cho Hoài luôn. Tại vì là Hoài đang thấy các chị mình comment đang xem rất là nhiều này. Em chào chị Hoàng Yến nha, chào chị Xuân Ngọc Lương. Các chị yêu ơi, chị nào đang xem livestream có thể comment cho Hoài đang xem đúng không ạ, để Hoài biết là các chị nhà mình có đang theo dõi livestream hay là có nghe âm thanh ánh sáng có ok không các chị nhá. Mình có thể feedback lại cho Hoài. Và trong thời điểm này thì các chị nhà mình ví dụ như mình có nhiều thời gian ở nhà hơn này, mình chăm sóc gia đình bản thân nhiều hơn, thì mình có thể lựa một vài sản phẩm thật là xinh để sau hết dịch là mình mặc chẳng hạn này. Hoặc là những cái mẫu sản phẩm này Hoài thấy là mặc ở nhà, mặc đi chơi, kể cả là dạo phố đi bình thường cũng có thể mặc được, chứ cũng không cần phải là tiệc tùng hay là đi làm mới mặc được đâu các chị yêu ha. Lâu lâu mình dành một ít thời gian, dịch thì thực ra ai cũng gọi là buồn, nhưng mà Hoài nghĩ là thời gian này cũng là một cái thời gian để mình có thể nghỉ ngơi và chăm sóc lại bản thân mình. Nếu như mà công việc mình nó hạn chế lại một xíu thì cũng không sao. Nếu như các chị có thời gian này mình lên livestream mình trò chuyện cùng Hoài, mình có nhu cầu thì mình mua sản phẩm, còn không nữa thì mình cũng có thể là tâm sự những cái vấn đề ngoài lề các chị yêu ha. Hoài vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ cùng các chị yêu mình đấy ạ. Tại vì là Hoài á, lên livestream này em cũng rất là vui. Thực ra nếu như bây giờ mà không lên livestream thì Hoài cũng chẳng biết làm gì các chị mình ạ. Nhưng mà khi mà lên livestream thì mình có thể là trao đổi về vấn đề đó là làm đẹp này, con gái của mình này, cách mít mắt đồ chẳng hạn, rồi là những sản phẩm mình ưa thích, mình thích những sản phẩm nào của Mark, mình muốn em lên những sản phẩm nào, mình có thể comment ở trong livestream luôn. Hôm sau thì em sẽ cố gắng là sắp xếp một cái livestream theo yêu cầu các chị mình nha. Rồi ok, Hoài chốt A3 cho chị Nguyễn Thị Thúy Phượng ạ. Các chị yêu ơi, nhanh tay chốt ngay mã sở hữu cho Hoài này. Em cảm ơn chị Xuân Ngọc Lương rất là nhiều này. Cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Trời ơi, feedback của khách hàng là một cái điều gì đấy mà rất là vui đối với mẫu luôn các chị mình, và kể cả là đối với Mark nhá. Mình lên livestream này chỉ mong là được các chị mình yêu quý thôi. Trước lúc là bán hàng, các chị mình bán hàng chắc chắn là nhu cầu. Khi mà Hoài lên livestream thì chắc chắn là Hoài muốn bán được hàng rồi. Nhưng mà được các chị mình yêu thương thì còn là vui hơn rất là nhiều lần các chị mình ạ. Rồi ok, mẫu này thì bây giờ Hoài sẽ canh thời gian, mình sẽ chỉ chốt với các chị mình thêm 2 phút nữa thôi nhá. Bây giờ đang ở phút thứ 34 và đúng phút thứ 36 thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu. Và chị yêu nào mà nhớ là nếu thích túi sách, mình có thể chốt mã sản phẩm là SA2 kèm thoại với mức giá cho em Hoài là 412.000 cái túi này các chị ạ, 413.000. Và khi mà mình nhập mã giảm giá cho em Hoài đó là Sapline 8 thì mình sẽ được giảm giá trực tiếp tên túi sách và giày của Saplanka các chị nha. Tại vì là thương hiệu nhà đã đồng hành cùng Mark rồi và còn có thêm voucher giảm giá nữa. Nên là chị yêu nào muốn mua giá mềm này, Hoài nghĩ là đối với Abizic hoặc là Saplanka là những cái thương hiệu mà không quá xa lạ với các chị mình, và kể cả là Mark nữa đúng các chị. Nên là chị nào đã từng mua sản phẩm của các thương hiệu khác đang đồng hành cùng nhà Mark này, hoặc là đang mua sản phẩm của Mark, mình có thể là tham khảo thêm giày dép và túi sách hoặc là đồ thể thao. Hôm nay bật mí với các chị mình, em Hoài có đồ thể thao nhá. Một những cái bộ đồ thể thao mà các chị mình có thể sử dụng này để tập yoga ở nhà này, hay là tập thể dục ở nhà. Tại vì thời điểm này mình vẫn phải luôn giữ một cái thể trạng thật là tốt các chị yêu nha. Mình ở nhà nhiều ấy, mình chắc chắn mình sẽ bị kiểu như hơi mệt mỏi hơn so với là mình đi làm, tại vì cái thời gian nó quá dài đi. Thì mình có thể là dùng cái thời gian để nấu ăn này, đọc sách này, tập thể dục này. Nên là biết thế nên là hôm nay nhà Mark đã sắp xếp cùng iBasic sẽ đồng hành cùng các chị mình, đó là thêm đồ thể thao để các chị mình có thể tự tập thể dục ở nhà các chị yêu ha. Rồi mẫu này thì hiện tại Hoài đang gần hết thời gian rồi, và chị yêu nào thích mẫu này là chốt ngay cho em Hoài nhá. Rồi em đọc lại mã và em qua mẫu các chị yêu ha. Mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AA3 với mức giá là 395.000. Hoài sẽ có tông màu cho mình này, đó là màu đen, màu hồng và màu Hoài đang mặc là màu xanh. Đối với mẫu này thì màu nào cũng dễ mặc và màu nào cũng xinh hết các chị nhá. Có thể mặc đi làm, đi chơi và dạo phố hàng ngày cho Hoài luôn. Mặc đi tiệc cũng rất là ok, tùy vào cái phong gọi là cái
tóc các chị mình làm này hay là phụ kiện mình phối thì nó sẽ làm nên những cái sản phẩm khác nhau. Thời trang sản phẩm là do Mark đưa ra nhưng thời trang là do các chị mình tạo nên nhá. Rồi ok, bây giờ chắc Hoài sẽ mời Như qua set đi. Hôm nay Hoài sẽ vừa lên set này và vừa lên đầm xen kẽ cho các chị mình, là các chị mình sẽ không bị nhàm chán đâu nha. Chị nào thích săn áo, thích săn quần thì nhớ đồng hành cùng Như, tại vì bây giờ Như sẽ lên một cái set siêu siêu đẹp cho các chị luôn ạ. À. Rồi bây giờ em Như qua set nha. Cái set này thì em nghĩ là chị yêu nào mình cũng có thể mặc này. Đầm giá bao nhiêu? Đầm là giá 395.000, em free ship mã sản phẩm là AA3 nha chị nha. Rồi bây giờ em Như tiếp tục qua mẫu nha mọi người ha. Các chị yêu nào thích lên set không nè? Ngày hôm nay thì em cũng sẽ lên set nhiều set xinh lắm. Bây giờ em chuyển qua cái set này. Ôi xuất sắc, mọi người ngắm cho em trước nha. Nhìn cho em cái form này các chị. Cái form áo là cái kiểu như là cái phần bèo của chúng mình nè. Cái phần bèo của áo là nó tạo lên cái điểm nhấn cho cả cái áo lên rồi. Cái này các chị khi mà các chị xỏ cái form áo ra thì nó y chang như là một cái form áo baby doll bình thường nha. Tay là kiểu như là tay loe như thế này, rất là xinh. Rồi bây giờ em sẽ báo mã luôn. Còn cái chiếc quần á thì kiểu như là form quần ống suông và chín tấc thôi các chị ha. Thì những chị yêu nào bình thường mình mặc quần suông mà suông dài á thì các chị sợ nó mình 1m50, 1m55 mình mặc nó bị ngắn quá, gọi là bị dài quá hay không, thì đây riêng với chiếc quần này thì các chị khỏi lăn tăn. 1m7 mình mặc cũng được mà 1m50 mình mặc cũng xinh nhá. Em Như là cao 1m58 các chị yêu ha. Rồi bây giờ báo mã luôn nha mọi người. Áo hơi bị chói, đúng rồi á chị Minh Thùy, tại vì em Như đang mặc trắng đen thành ra vào nó hơi chói các chị ha. Em Như đang mặc màu trắng với màu đen là hai cái màu nói chung là khi mà vào live lúc nào nó cũng chói, là cả là màu đen không cũng chói, màu trắng không cũng chói. Bây giờ em mặc nguyên cây trắng đen em biết chắc chắn nó sẽ hơi chói. Rồi lên cho em mã sản phẩm mọi người nha. Em sẽ để cái túi vào cho nó đỡ bớt màu đi ha, nó trắng bớt màu lại. Rồi mã sản phẩm bây giờ em lên, trời ơi xuất sắc lắm luôn á cả nhà. Cái áo của em với lại cái quần của em nha mọi người, em báo giá là mọi người chốt liền giùm em Như được không nè. Mã sản phẩm áo sẽ là AA4 cho em nhé. Cái áo siêu xinh 215.000 ngày hôm nay. Giá gốc là 455.000, em sale còn 215.000. Và hiện tại mẫu áo này em có tới size XL nha cả nhà. Mẫu áo này có tới size XL, thành ra chị nào 65kg đổ về chốt đơn cho em Như liền. Trời ơi xuất sắc. Em phải nói cái áo này là siêu xinh, kiểu như là sao 215.000 mã AA4 cho em nha, có tới size XL nha cả nhà ha. Riêng bên này em chỉ cái gì ạ? AA4 L ML. Có hai size ML mà đọc là có tới size XL thì hiền chi. Rồi em chỉ có hai size là M với L nha cả nhà nha. Sorry cả nhà thông cảm giùm em có hai size M với L nhưng mà các chị size S vẫn mặc bình thường nha. Tại vì cái form này lúc một lát nữa cái gì em sẽ xỏ form ra, nó y chang như là một cái form áo baby doll bình thường. Hiện tại em vẫn đang mặc size M tại vì em hết size L. Nhưng mà cái form này thì em nghĩ là khi mà các chị đóng thùng á thì cũng xinh rồi. Còn khi mà mình xỏ form ra, một lát nữa em sẽ xỏ form cho các chị xem nha. Riêng mẫu này các chị 60kg đổ về chốt đơn cho em mã A4, giá là 455.000, hiện tại đang sale với giá là 215.000. Rồi chốt đơn cho em cái áo này, một tông màu trắng duy nhất nha các chị ơi. Có da thắt nơ rất là xinh, cái kiểu áo này rất là cách điệu nhưng mà nó không có bị quá bánh bèo các chị nha. Cái mẫu này rất là tiểu thư nha, rất là xinh nha. Cái vải này gọi là cái vải mà vải thêu các chị nha. Cái vải chất thêu này các chị nhìn cho em nè. Đó, thêu này là chắc là thêu thủ công luôn chứ không mấy nào mà thêu như thế này được nha các chị, rất là xinh. Rồi, bây giờ này lên cho em là mã AA4 nha. Còn chiếc quần này bây giờ em giới thiệu luôn cho mọi người. Quần này không chốt không được luôn á thiệt sự. AA5 cho em. AA5 ngày hôm nay lên cái quần thực sự quá xuất sắc các chị ơi, 185.000 cái quần này. Cái quần mà kiểu như form quần chín tấc như thế này em thấy rất là xinh, mặc mà thấp thấp người mình mặc cũng xinh đó, nó không có bị kén dáng chút xíu nào hết trơn á các chị. Mình đi làm văn phòng công sở nè, mình mặc em thấy nó cũng xinh, cũng trẻ trung nha. Đi giáo viên, giảng viên hay là học sinh sinh viên mình có thể mặc được cho em cả cái set như thế này cũng được. 185.000 không đủ tiền mua vải luôn á cả nhà. Rồi lên cho em là mã sản phẩm là AA5 là cái chiếc quần này nha. Hiện tại quần này em có tới 5 tông màu, là em sẽ show màu cho các chị xem. Em sẽ show màu ra các chị xem nha. Các chị cứ comment xuống bên dưới, tại vì nhiều khi nó bị ẩn á, em không có thấy được cái comment đó, mọi người thông cảm giùm em. Quần này em sẽ có tới 5 tông màu cho các chị nhà mình. Đây, 185.000 thiệt sự không tin nổi luôn á các chị. Màu này là màu rêu giúp em nha, dây kéo khóa đằng sau giùm em Như. Màu rêu, màu xanh dương. Rồi tiếp cho em màu kiểu màu cam nha các chị nha.
màu cam, màu hồng cam á, màu cam. Rồi tiếp là một cái tông màu xám, tông màu ghi cho em nha. Màu ghi, màu đen, màu cam, màu xanh dương và màu xanh rêu, 185.000 một quần. Thiệt sự nếu mà em không biết lấy màu nào, không biết phải lấy cái màu nào luôn cái chị. Cái mẫu này em thấy mặc lên á, chị nào 1m50 bình thường mặc mà sợ lên form mà bị dài quá, không biết là cái mặt cao, mẫu cao quá mình mặc nhờ, mình mặc có hợp hay không, thì đây em 1m58 em mặc lên cho các chị xem. Cái form quần kiểu như thế này lên form rất là xinh, ống rộng nữa như thế này, các chị nhìn cho em cái ống quần này thì che mọi khuyết điểm cho mình luôn nha. Chị nào mà có nhiều khuyết điểm ở phần chân thì khi mà mình mặc lên nó che rất là tốt, và cái lưng quần của mình rất là cao, cái bảng lưng của mình nó sẽ lên cao lắm. Cái này khoảng tầm 2 phân để nó định hình được cái form eo cho mình nha. 5 tông màu cho em, còn áo thì chỉ có đúng một tông màu duy nhất thôi. Chị yêu nào lấy cái mẫu này có thể lên nhanh cho em là mã AA5 là mã chân, cái là mã quần, còn AA4 là mã vải áo dùng cho em nha. Rồi nhanh tay giùm em nha. 52kg mặc size gì em ơi? 52kg chị mặc giúp em size M nha chị Thúy Nguyễn nha. Mặc size M vừa đủ đẹp nha. Quần có tới 5 màu nè chị, tranh thủ chốt liền giùm em. Em nghĩ là bình thường các chị mà đi làm văn phòng công sở nè, hay là giáo viên á, mà mua một cái quần mà kiểu quần tay hoặc là vuông quần ống suông á các chị, là cái giá nó rất là cao đúng không? Không thể nào mà có con số mà 100 mấy được. Thì ngày hôm nay nhà mát đang lên với các chị với cái chất liệu là cái chất liệu rất là mềm nha, kiểu như là cái vải xô các chị, rất là đẹp luôn á. Lên form này các chị sờ vào cái chất vải á, kiểu nó rất là chuẩn form. Phần trước thì nó sẽ làm cho mình một cái chiếc ly như thế này, để khi mà các chị á, mặc lên á, cái độ phồng của cái ống quần mình rất là đẹp luôn. Được không? 185.000 thì các chị có đi mua vải các chị may cũng không được cái quần này, hoặc là các chị mua bất kỳ đâu cũng vậy luôn. Không thể nào mà lên được cái giá 185.000. Em đang có size cho mình nha các chị nha, S, M và L cho em. Rồi bây giờ lên cho em là mã AA5 kèm cho em số điện thoại luôn nha mọi người nha. Nó bị ẩn comment đó các chị. Áo dạng vừa hay áo crop top vậy, 1m65 56kg vừa không? 1m65 56kg chị mặc đủ đẹp luôn á chị. Chị mặc đẹp luôn á. Để một lát nữa em sẽ cởi cái form ra cho mình xem nha chị Nhung Nguyễn nha. 1m65 nó mặc là ok cho em cái form áo này. Tại vì cái này các chị để một lát nữa em sẽ cởi form ra. Hiện tại là cái áo em đang mặc là còn size M với lại size L. Cái này là cái bèo của nó thôi nha. Cái này là phần bèo thôi, còn cái phần áo bên trong nữa. Phần áo nó sẽ tới này nè các chị. Đó, nó sẽ hơn rúng mình khoảng tầm 2 phân nha. Phần áo sẽ qua rúng khoảng tầm 2 phân cho em nha các chị yêu nha. Cái này là em đang đóng thùng. Đó, em đang đóng thùng mà các chị nhìn cho em cái lưng quần nè. Cái lưng quần mặc như thế này bảo sao vào không hách dáng. Các chị khỏi phải sợ là cái form quần chính tất này, khỏi phải sợ là kén dáng luôn nha. Rồi ok nè, em thấy đơn của các chị nè. A5 cho em đúng rồi, 185.000 nên lấy mẫu quần này các chị. A5 cho chị Thúy Nguyễn ok chị nè. Rồi 56kg thì chị sẽ mặc vừa cho em cái màu áo này với size L nha chị Nhung Nguyễn nha. Chị nhanh tay chốt, hiện tại áo em còn đúng 2 size là M với L thôi. Và một tông màu trắng duy nhất để em xô cái màu quần lại cho những chị nào mới vào sau cho em. Chị cao 1m55 một. Để em đọc cái comment cái đã. 1m55, sao chưa thấy cái comment ta. 1m55, 1m6 gì đây nè, mà không có đọc được, đợi em xíu. 1m55, 1m6 thì mặc cái quần này thoải mái cho em Như nha. Em Như cao 1m58 nha các chị. Em Như cao 1m58 mà em mang cái đôi giày có bao nhiêu đâu ta, có 2-3 phân gì ở các chị. Em mang đôi giày có 3 phân chứ mấy đâu. 1m6 mặc size S, ok chị nha. 1m55, 1m6 mặc size S rồi ok nè. 52 cân mặc size M chị. 52 cân là mặc size M dùm em là vừa đủ đẹp nha. Quần có màu gì em ơi? Đây các chị ơi, 5 tông màu, ok chị Bảo Ngọc lấy AA4 màu trắng nè, size L, có đơn cho mình luôn. Nè các chị, em chưa thấy bao giờ mà show cái bảng màu mà nó nhiều như cái mẫu này. Thật sự, cái form quần này các chị, form quần chính tất mặc lên rất là xinh. Cái này gọi nó là form quần clutch đúng không các chị? Clutch đúng không ta? Form quần clutch á, nó nói mà gọi cho nó cho sang thì nó gọi là cái tên đúng là như vậy. Đúng không các chị? Form quần clutch ống suông nè, chính xác luôn. Còn em thì em nói quần chính tất cho nó dễ. Cái này, cái quần này bình thường các chị mua giá gốc là 425.000, đúng không? Cái áo là bao nhiêu ta? 455.000, rồi cái quần là 425.000 nếu mà các chị mua cái set gần 900.000 nếu mà cái giá gốc bình thường. Ngày hôm nay em đang lên với các chị cái giá áo là 215.000, còn chiếc quần có 185.000 thôi.
thì tại sao, và còn free ship nữa thì tại sao mình không mua, đúng không? Mình nói cho em một cái lý do đi, em chỉ cần biết lý do thôi các chị ha. Rồi nhanh tay cho em, rồi ok chị Nhung Nguyễn lấy A4 size L có đơn cho mình nè. Quần này thì nếu mà chị nào có màu đen rồi, khuyên chân thành nên lấy cho em thêm 2 tông màu nữa. Đây các chị, cái quần này các chị nên lấy cho em ít nhất là 2 tông màu nha. 185.000 mua về để dành mà mặc các chị ơi. Mua về để dành mặc. Cái năm mẫu này các chị đi mua ở đâu 185.000, quay lại chỉ em với. Thật sự quần quá đẹp. Có tới size L giúp em nha. Form quần này các chị mặc lên rất là xinh và không kén tuổi. Không kén tuổi, không kén dáng và không kén địa điểm mặc giúp em Như nha. Rồi 185.000 em sẽ qua mẫu nhanh. Số lượng cái đầm, cái váy này, cái quần này các chị đang lên đơn nè. Chị yêu nào chưa lên thì có thể lên nhanh giúp em, hoặc là lý do là không có tiền. Cái lý do gì không có tiền là thua luôn. Em thua luôn á chị Thúy Nguyễn, thiệt tình á, em tức cái lòng ngực dễ sợ. Trời đất ơi, bà chị của em, lý do không có tiền. Nói một cái mà em buồn ngáo nề luôn, không biết phải lý giải làm sao. Rồi, nhanh tay giùm em chuẩn bị qua mẫu nhé cả nhà. Rồi chuẩn bị qua mẫu giùm em, áo này xinh quá các chị ơi. Chuẩn bị qua thì em sẽ xỏ cái form ra cho các chị xem. Quần A4 màu xanh biển, một size L, chị Nguyễn Tuyền, cho em xin cái số điện thoại. Lên cho em cái mã là, lên lại mã giùm em nè. AA4, 2 chữ A giùm em, đúng mã, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng nha cả nhà. Nha, đúng mã, có số điện thoại thì vì bên em chốt đơn mà hệ thống nhiều khi là em nhắc. Em thấy cái comment em nhắc, có nhiều chị em không thể nào thấy comment là em không có nhắc được. Là chừng đó là hệ thống không có nhận được đơn. Sau đó gọi alo em ơi, chị đơn hàng của chị sao lâu quá không nhận được, là kiểm tra lại là không thấy được đơn hàng luôn. Các chị cố gắng đầy đủ cú pháp giùm em. Mã sản phẩm, áo là mã AA4 cho em nha. Mọi người nghe rõ em nói không này các chị, áo mã gì em ơi? Áo là mã AA4, em có ghi bên dưới cả nhà. Em có ghi bên dưới. Còn quần là AA5 cho em Như nha. Quần là AA5, áo là AA4 nha các chị. Chị Nguyễn Tuyền ơi, chị lấy AA4 là áo, còn nếu mà chị lấy màu xanh dương là cái quần. Cái quần là mã AA5 cho em. Thiệt tình, 185.000 chiếc quần cho em Như nha. Đây cái màu xanh nè. Màu xanh này mặc lên với màu trắng này ngọt không các chị? Ở nhà có áo thun trắng không các chị ơi? Ở nhà có áo thun trắng không? Phối cho em cái quần này cũng đủ xinh nữa. Đó, nếu mà chị nào nha, 1m65, 1m7 á, hồi nãy hình như em có chị đúng không? Chỉ cần mặc cho em một khối form quần close này, thêm cho em một cái áo thun trắng, mang cho em một đôi sneaker vô nữa là đủ đẹp luôn. Đủ tạo ánh nhìn luôn, em nói thật sự. Nhiều khi á, đơn giản mà nó lại đẹp á các chị, đúng không? Càng đơn giản càng đẹp. Đây, form màu ghi cho em nhá. Nếu mà chị nào màu đen mình có nhiều quá rồi, mình đổi cho em đi. Đổi qua cho em màu ghi là một cái màu rất an toàn, thay cho màu đen rất là tốt. Form quần này có túi thoải mái đi làm, để tiền, để điện thoại, xinh xắn luôn. Rồi, tiếp theo là tông màu cam cho em. Mà cái màu cam này nó kiểu như là màu cam phấn phấn à các chị ha. Nó rất là nhẹ chứ không phải là cái tông màu cam đất, cũng không phải là tông màu cam sáng. Màu cam này màu cam trung tính, rất là dễ thương. Tiếp theo là màu xanh rêu cho em Như. Những màu này đã được nhà mát qua gọi là xử lý màu hết rồi, thành ra nó không có bị kén đâu nha các chị yên tâm. 185.000 thì xử lấy. Không, nếu mà chị nào không biết chắc lấy đủ 5 màu cho em luôn quá. 185.000 à, không biết lấy màu gì. Rồi bây giờ em chuẩn bị qua mẫu được chưa cả nhà ơi? Áo mã gì em ơi? Áo mã A4 nha các chị ơi. AA4, 2 chữ A giùm em. AA4 là mã áo, giá 215.000. Giá gốc 455.000 chiếc áo này. Form này 455.000, giá gốc là chuyện bình thường các chị. Là chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay lên cái giá 215.000 thì em thấy là nên mua nha. Cái form tay loe rất là xinh. Đây các chị, bây chắc là bây giờ em sẽ xỏ cái form áo ra thử đi cho các chị xem. Còn không có gì, lát cuối like á, em còn review lại thì các chị sẽ nhìn được tổng thể cho nó dễ. Tại vì nhiều khi em sẽ bỏ ra thì nó rớt rác vài cái, nó không có được đẹp á. Em muốn giữ một hình ảnh đẹp trong mắt các chị. Một lát nữa có gì khi mà em thay ra xong em sẽ cầm cái form áo ấy, em sẽ cầm cái form áo lên cho các chị nhìn. Chứ ở trong này tháo ra nhiều khi nó không có được đẹp á các chị nha. Thông cảm giùm em, nhưng mà em đã nói cái form áo của mình nó sẽ tới rốn, hoặc là nếu mà chị nào cao 1m7 á là nó sẽ mặc là tới rốn cho em, nó form baby doll nha các chị. Còn không, dưới 1m6 thì nó sẽ dưới rốn của mình khoảng tầm 2 đến 3 phân là cùng. Nó như một cái form bình thường nha, form áo phòng, form baby doll. Em đang đóng thùng vào 215.000. Ok chị Bảo Ngọc này, A5 em chốt đơn cho mình luôn nè. Rồi em thấy đơn nè. A5 màu xanh nhé. Rồi ok em thấy đơn của chị Nguyễn Tuyền nha. Thank you chị.
Rồi tiếp nha mọi người nha, em chuẩn bị qua mẫu luôn nha các chị yêu nha. Em chuẩn bị qua mẫu cái quần này 185.000, mã AA5 cho em như 5 màu giùm em. Màu xanh dương, màu xanh rêu, màu cam với lại màu ghi nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu qua giày với lại túi xách cho các chị yêu nhà mình luôn nha. Giày và túi xách em sẽ giới thiệu nguyên một combo luôn nha các chị. Bây giờ chị yêu ơi, đã có áo, đã có quần rồi thì phải có giày và túi xách đi kèm, được chưa nè. Nhưng mà giày này thì em mai thì em không bán. Em bán đôi này. Đó, em bán nguyên combo này nha cả nhà nha. Rồi bây giờ lên cho em combo giày với lại túi xách luôn. Trời ơi, cái màu này các chị, nó sang mà nó đẹp gì đâu á, xuất sắc. Cái tông màu kiểu màu nâu, màu nút với lại màu nâu tay mà phối với nhau á, em thấy là không có gì mà sang bằng hai cái tông màu này. Mà cái form này kiểu form mà búp bê như thế này nữa. Cái đế khoảng tầm đế gót khoảng tầm một phân như thế này nè các chị. Khi mà các chị mang á, nó cũng, chị nào mà không thích cao á, chị nào bình thường mà hay mang giày búp bê á, hay mang giày búp bê thì chốt cho em mẫu này. Em sẽ có hai tông màu được các chị. Mẫu này là của nhà Sáp Lanka giùm em nha. Sáp Lanka là một thương hiệu của Việt Nam. Đó, người Việt Nam xài hàng Việt Nam, dùng hàng Việt Nam chất lượng cao. Mát nè, Sáp Lanka IVC toàn là thương hiệu của Việt Nam hết, được chưa nè các chị. Bây giờ em lên cho mẫu giày trước đi ha các chị. Em lên mẫu giày trước nha. Giày của mình sẽ là mã SA1. Chị yêu nào chưa biết Sáp Lanka, search lên Google liền cho em. Sáp Lanka, đây có tên thương hiệu cho mọi người ở trong, tên thương hiệu ở trong giùm em. Cái chất này là cái chất da mềm nha cả nhà nha. Chất da mềm và đế là chống trơn trượt cho mình, đi rất là thoải mái và cực kỳ êm chân nha các chị yêu nha mình nha. Cái phần bên trong nó sẽ ôm xiết cái phần chân của mình nhưng mà không có bị khó chịu, tại vì cái chất này em đã nói là chất da mềm hết rồi nha. Cái chất da cao cấp hiện tại đầy đủ size từ 35 cho đến 39 giùm em. Và mẫu này giá gốc là 445.000, ngày hôm nay nhà Sáp Lanka sẽ lên cho cái giá cực kỳ ưu đãi là 222.000. Ba con số 2 giúp em. 222.000 cái mẫu này, trời ơi. Đơn giản nhẹ nhàng tinh tế, rất là phù hợp cho những chị yêu nào làm văn phòng công sở, là giáo viên, giảng viên, hay là những chị yêu nào thích sự đơn giản nhẹ nhàng tinh tế mà sang trọng thì có thể lấy cho em cái mã sản phẩm này. SA1 cho em và có hai tông màu đúng không nè. Hai tông màu cho các chị yêu nhà mình, đó là một cái tông màu kem phối với màu nâu và kèm cho em một tông màu đen nữa nha các chị yêu nhà mình. Đây, hai tông màu, được chưa nè các chị. Rồi, ok chưa nè mọi người ơi. Đế chống trơn trượt cho em nhá, xuất sắc mọi người. Cái size này của em nói thật với các chị, cái thiết kế cái màu này quá đẹp. 445.000 cái giá gốc này. Cái chất da tổng hợp này thì em nghĩ là các chị mặc khi mà mang lên nó sẽ không có bị kích ứng gì hết nha, mọi người yên tâm cho em nha. Em đang xem thử cái phần đế này, rất là đẹp luôn. Rồi, ok chưa nè. Bây giờ nè, lên cho em liền cho em mã sản phẩm là SA1 nha. Có chị nào comment bên dưới không, để em đọc comment này, nhìn rõ cho em cái tông màu cho các chị. Một tông màu nude hoặc là tông màu đen cho em, đúng hai tông màu này. 222.000. Các chị mang cái đôi này em nói thật sự rất là êm chân. Bình thường các chị mua với cái giá này không có đâu. Không có cái giá mà 222.000 đâu nha cả nhà nha. Chỉ có trong livestream này nhà Sáp Lanka mới lên cho các chị cái giá này. Còn không thì em nghĩ là không bao giờ có. Rồi, nhanh tay chốt liền cho em như. Rồi, tiếp theo sẽ là mã túi xách ha. Túi xách này em làm đi kèm nguyên bộ luôn. Đây. Đi kèm nguyên bộ luôn. Nếu mà chị nào mua áo, mua quần rồi có thể mua thêm cho em. Những hóa đơn ngày hôm nay các chị mua là để được free ship nha. Rồi, ok các chị yêu. Trên 300 ngàn là sẽ được free ship. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu túi xách nha. Rồi, bên Sáp Lanka Kiên Giang có ship không em? Ship với chị Kiều Trần ơi. Bên em là đang hiện tại vẫn nhà máy vẫn đang ship toàn quốc hết. Những chỗ nào mà bên của mình là ví dụ như là khu vực của mình đang bị phong tỏa hay là gì đó thì không ship được thôi. Còn nếu bình thường thì vẫn ship được hết nha các chị nha. Chỉ là nhiều khi trong cái thời điểm này nè, cái thời gian ship của mình nó hơi chậm, hơi lâu một xíu hơn, chậm hơn vài ngày thì các chị thông cảm giùm em nha. Điều đó là gọi là bất khả kháng, không ai muốn thì các chị thông cảm. Còn chỗ mình bình thường thì vẫn ship hàng ok nha chị Kiều Trần ha. Rồi, nhà Sáp Lanka em có ghim cái thương hiệu bên dưới các chị, nếu mà các chị có thể nhấn vào trang bên dưới để tham khảo và bật theo dõi khi mà nhà Sáp Lanka có những chương trình ưu đãi luôn nha. Rồi, mã phụ nữ Việt là phải mang hàng Việt, đúng rồi các chị yêu ơi. Rồi tiếp nha, em qua tới túi xách nha các chị. Em qua tới túi xách nha. Các chị yêu nào chốt cái mẫu giày chưa các chị? 222.000, em nghĩ là
với một cái thương hiệu nhà sách Lanka mà lên với cái đôi giày á, thì em nghĩ là nó rất là hợp lý để các chị đặt hàng, đúng không cả nhà? Bây giờ những cái đôi giày bình thường á, ở bên ngoài người ta lên với chị, các chị cũng có giá, em không cần biết là bao nhiêu, nhưng mà nếu mà các chị nào thường hay mua giày với những cái chất liệu da mang như thế này mà lên với giá 222.000 thì mình nên lấy cho em đôi này nha. Gọi là nâng niu bàn chân của mình. Nhiều khi các chị mang một cái đôi giày nó thoải mái, nó xịn sò, nó chất lượng thì cảm giác cái chân mình nó cũng dễ chịu hơn. Có nhiều chị cũng hay tiếc á, mình hay mua những cái sản phẩm nó hơi cứng thì khi các chị mang nó rất là đau. Mà cái bàn chân là cái trụ này các chị. Đó, bao nhiêu cái là mình cái chân mình nó trụ hết dưới này nè. Thì mình phải yêu bàn chân của mình thêm một xíu nha. Đó, mình mang những cái sản phẩm nào nó nâng niu bàn chân một xíu để cho nó có lực, nó trụ hết cả cái thân mình. Như thế này 222.000 thôi. Lên cho em SA1 là mã giày, rồi qua tiếp SA2 này các chị yêu. Ok các chị nha, tại vì số lượng em trong cái live sale em cố gắng em bán hết nhiêu đó rồi em qua luôn, cho nên nhiều khi những cái sản phẩm em nói hơi lâu thì các chị thông cảm giùm em. Rồi tiếp theo nha cả nhà, mã túi xách là SA2 cho em các chị ơi. Ngày hôm nay cái này sale đến 50% nha. Túi xách ngày hôm nay em sale 50% cho các chị yêu nhà mình nha. Chị yêu nào thích túi thì nhanh tay giúp em. Với cái form túi kiểu bản trung như thế này thì cái form túi trung như thế này thì em thấy rất là đẹp này, tinh tế nhẹ nhàng cho các chị, rất là sang. Túi này thì phù hợp cho những chị nào đi làm văn phòng công sở giúp em nha. Bên trong này các chị ơi, mẫu này lên cho em là SA2 với giá gốc là 825.000. Ngày hôm nay nhà Max Sáp Lanka sẽ sale cho các chị là còn 412.000. Sale 50% giùm em. Bên trong là cái dây nha các chị, để dây đeo nha. Đó, dây đeo một ngăn cho em nhé, một ngăn có thang mát đầy đủ, có đây các chị, có một cái ngăn ke ngăn nhỏ bên trong đó. Nói chung là cái form ở trong là bình thường, một ngăn bình thường. Đây còn tác mạc đầy đủ giúp em nhé. Rồi lên cho em là mã SA2 825.000, còn sale còn 412.000 cho em. Xuất sắc, form túi quá đẹp. Phòng sân sâu này sau có cái túi nhỏ nhỏ ở chỗ này này các chị ha, để cạc đồ hay là cái gì đó. À, có khắc thương hiệu của Sáp Lanka luôn. Tông màu cũng rất là trung tính, tông màu nút phối màu nâu tay viền đen như thế này, rất là đẹp. 412.000 giùm em nha, mã là SA2. Rồi mẫu này thì em sẽ có một tông màu duy nhất như thế này. Chị nào lấy mẫu này lên cho em là SA2, kèm cho em số điện thoại là sẽ có đơn. Rồi bây giờ em Như sẽ xin phép là qua mẫu luôn nha các chị yêu nhà mình nha. Còn chị nào lấy cái mã áo của em á thì có thể lên cho em là AA4 là mã áo, giá là 215.000. Còn mã quần là AA5, giá là 185.000. Và 5 tông màu giúp em. Bây giờ em Như xin phép là qua mẫu luôn nha cả nhà nha. Rồi các chị mình ơi, bây giờ Tiểu Hoài sẽ đổi cái không khí live cho các chị mình thêm một xíu nhá. Tại vì là trong thời điểm này thì chắc chắn sẽ có nhiều chị này ở nhà mình sẽ cần tập thể dục thể thao, hoặc là ví dụ tập yoga ở nhà chẳng hạn. Thì hôm nay Hoài sẽ mang đến một sản phẩm của nhà iBasic rất là đẹp cho các chị mình nhá. Mẫu sản phẩm này hôm nay mức giá siêu đãi cho các chị, và sản phẩm này Tiểu Hoài sẽ giới thiệu khá là nhanh. Tại vì thực sự đối với sản phẩm của iBasic hôm nay Hoài mang đến mức giá siêu đãi và số lượng hàng thì siêu ít nhá. Cái mẫu này là sẽ bao gồm cho mình là một cái set thể thao các chị mình, và em này là bao gồm hai màu nhá. Mình có thể mặc đi tập gym này, hay là thời điểm này thì mình không thể nào ra phòng tập được ấy, thì Hoài khuyến khích là mình nên tập ở nhà các chị yêu ha, để bảo vệ sức khỏe này, tăng cường cái sức đề kháng của mình lên. Thì những sản phẩm này nó sẽ rất thoải mái các chị mình luôn. Mặc dù là form dáng của nó như các chị thấy là mặc khá là ôm đúng không ạ, nhưng mà em này thì mặc vào siêu dễ chịu nha. Và mức giá cho em Hoài hôm nay, cái mã sản phẩm cho Hoài là IB1 với mức giá là 799.000, thì trong live Hoài giảm trực tiếp cho mình chỉ còn là 399.000 set này các chị yêu. Hoài đang có hai tông màu cho mình, đó là tông màu gọi là đỏ đỗ nhá, và màu Hoài đang mặc là cái tông màu xám phối rất là đẹp cho chị mình. Và giá thành của sản phẩm này thì cũng siêu mềm luôn các chị yêu. Các chị thấy không ạ, một set 399.000, tính ra thì mình mua áo cho em Hoài với mức giá ví dụ như 200.000 đi, quần chỉ có là 199.000 thôi. Trong đó set này bình thường giá gốc cho em Hoài là tới 800.000, tính ra mức giá giảm của mình đã khá là mềm rồi. Và hiện tại mà chị nào thích những cái concept này thì mình cứ mua thử cho Hoài một set để mặc. Tại vì đối với iBasic thì các chị nhà mình cũng biết rồi là sản phẩm là siêu gọi là xịn sò luôn rồi. Những cái concept như thế này bình thường các chị mua ở thị trường á, mềm nhất Hoài thấy cũng là 500 một set nhá. Nhưng mà đối với thương hiệu của iBasic thì là một thương hiệu khá là nổi tiếng, và kể cả là về này, đồ ngủ này hoặc là đồ thể thao thì bán cũng rất là chạy và được khách hàng feedback rất là nhiều. Các chị mình xem cái form nhá, em thấy mặc cực kỳ fit form luôn. Và em này thì nó sẽ có 3 size đầy đủ cho các chị mình, và điều quan trọng là không bị mỏng nha, không bị mỏng và mặc vào nó không bị phản cảm các chị. Tại vì nhiều lúc mà mình mặc bó quá
thì nó sẽ hơi nhìn nó hơi phản cảm một xíu, nhưng mà em này thì không, tại vì chất liệu nó rất là dày và khi mà Hoài mặc lên like, Hoài mặc sát như này cảm giác cũng không có bị khó chịu các chị yêu ha. Là chị nào mà thích IB1 chốt ngay cho Hoài IB1 kèm với Hoài nhá. Rồi em đang thấy các chị mình lên đơn IB1 rất là nhiều này, các chị mình thích IB1 chốt ngay cho Hoài, ok chị Thanh nhàn hồ Hoài chốt mã IB1 cho mình. 52 cân mặc cho Hoài đó là size M. Em này Hoài có 3 size cho mình, đó là size S, size M và size L, và Hoài đang phối cho mình thêm một cái đôi giày thể thao các chị yêu ha. Em này mình tập thể dục thể thao ở nhà rất là thoải mái, tại vì cái độ co giãn của em này nó sẽ dệt các chị. Em này khi mà trên đường dệt nó sẽ có cho em Hoài đó là cái phần lỗ các chị mình, để thứ nhất là thông khí này và thấm hút mồ hôi siêu tốt cho em mình, tại vì đồ này là đồ tập các chị mình ạ. Nên là mặc vào siêu thoải mái, các chị mình chạy bộ những cái sản phẩm này cũng được, tại vì bình thường nó lên đồ dài cũng khá là nhiều, nhưng mà set này thì Hoài sẽ lên cho mình quần ngắn nha. Lưng quần thì siêu cao, nó cũng có tác dụng giống như kiểu là một chiếc ghen bụng vậy các chị mình ơi. Nếu như chị nào đang có vòng 2 và vòng 3 của mình, vòng 2 khá là gọi là tròn đều, hoặc là lỡ bị tăng hơn so với thời điểm lúc trước khi mà chưa có dịch ấy, thì mình nhớ là mặc những bộ thể này, thể dục này này, để mình tập thể dục thể thao, với lại nó có định hình lại cái phong bụng cho mình. Các chị em này khá là ôm nhá, nhưng mà dày dặn nên rất là đẹp cho Hoài luôn. Rồi các chị Thúy Nguyễn, Hoài chốt cho mình mã IB1 các chị ha. 399.000 set này thôi, giữ mức giá rất là mềm các chị. Mình tính ra Hoài thấy là cái set này phải gọi là siêu siêu mềm, tại vì trước Hoài cũng có tập gym ấy, nhưng mà Hoài mua cái áo không thôi là em đã thấy 300 mấy rồi, giờ nguyên cành chỉ có 300 mấy thôi, mức giá khá là ưu đãi các chị mình. Và hiện tại thì iBasic cũng báo là sản phẩm này trên tại shop còn rất là ít. Là chị nào mà thích mẫu này là nhanh tay chốt luôn ở trong line nhá. Đây Hoài quay phía sau các chị xem form này, cực kỳ đẹp luôn, mặc cực kỳ fit form và nó không có gọi là bị quá là lộ khuyết điểm của chị mình, tại vì vải rất là dày. Em này mà vải mỏng thì sẽ rất là xấu nhá. Nhưng mà trên cái sớ vải, kể cả là cái mẫu quần này, Hoài đưa gần mẫu quần các chị xem, cái em này các chị khi mà sờ bên trong á, nó sẽ có cái đường vân nổi trên Hoài, dệt nổi ở bên trong luôn, nên là rất là đẹp và cực kỳ xịn sò nhá. Rồi nhanh tay các chị yêu ơi, Hoài đang thấy các chị mình lên đơn mẫu này khá là nhiều, các chị mình thích mà IB1 chốt ngay IB1 cho Hoài nhá. Hoài sẽ chỉ còn cho mình đó là 2 phút cuối để chốt mã IB1 này thôi. Em này mình cứ tập thể dục thể thao ở nhà, tại vì mùa này các chị mình, nếu không biết là các chị sao, chị em Hoài á, mà nghỉ thời gian dài là em bị chán các chị, em cũng bị stress luôn ấy, kiểu như bình thường đi làm á, thì chỉ mong có thời gian nghỉ thôi, nhưng mà mùa này và ví dụ chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh nghỉ khá là dài và Hoài nghỉ ở nhà nhiều là Hoài cũng khó chịu các chị mình, kiểu như người mình sẽ bị mệt mỏi ấy. Bình thường là thiếu ngủ là mệt nha, nhưng bây giờ là ở nhà nhiều quá cũng mệt nữa. Mình riêng thì mình đem sách ra mình đọc này, rồi mình học nấu ăn này, rồi mình là học trang điểm này, mình làm những cái vấn đề khác, ví dụ chăm sóc cây cảnh rồi là vườn rau. Nhưng mà nếu có những chị mà giống như kiểu em Hoài là thiên về ngủ các chị mình, ngủ nhiều quá là rất là mệt luôn, nên là nhiều lúc tập thể dục thể thao là một điều rất là quan trọng. Và cái cơ thể của mình ấy, tập thể dục thể thao ở nhà này các chị mình sẽ tăng cái sức đề kháng của các chị mình, và chắc chắn là khi mà cái sức đề kháng mình tốt thì bao giờ sức khỏe của mình cũng rất là ok các chị yêu ha. Với cái mẫu này hôm nay mình mua và nhà em vẫn đang ship hàng trong thời gian này được, nên các chị yêu nhanh tay chốt mã sản phẩm cho Hoài là IB1 nha. IB1 kèm loại cho Hoài với mức giá là 399.000. Rồi mình ngắm lại form này cho Hoài thêm một xíu, tiếp tục qua mẫu nhá. Mẫu này thì Hoài bán khá là nhanh thôi, tại vì thực ra giá thành quá là mềm, em giảm cho mình tới là 50%. Và đồ với mức giá này thì Hoài cũng có số lượng siêu siêu ít thì các chị nhá. Cứ dưới cho em Hoài 65 cân sẽ mặc đẹp, và mẫu này mình chốt đơn cho em mã sản phẩm là IB1 với mức giá là 399.000. Rồi bây giờ thì chắc là Hoài sẽ để như qua luôn mẫu sản phẩm đầm mới của nhà MAC luôn các chị yêu ha. Sản phẩm này em có số lượng không nhiều nên là các bạn nhà mình báo là bán khá là nhanh đấy các chị. Chị nào mà cần tư vấn về sản phẩm này thì nhanh tay comment cho em Hoài đó là IB1 kèm thoại là được. Nhà em sẽ có các bạn nhân viên gọi điện và tư vấn với các chị nhà mình nhé. Đây form dáng xem lại lần cuối cho Hoài ha, rất là đẹp luôn. Em này mình có thể là chạy bộ các chị mình này, hoặc là tập trải thảm, tập yoga, hay là tập gym, tập các bài tập căn bản ở nhà thôi cũng rất là thoải mái rồi. Và đối với độ co giãn của em này thì siêu tốt, thấm hút mồ hôi cũng siêu tốt cho các mình luôn nha. Rồi ok, chị Lê Kim Ngân, Hoài chốt IB1. Bây giờ Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mời nha các chị yêu ha. Rồi em qua tiếp cho các chị một em đầm cực kỳ xịn sò nha. Mà các chị biết không, em bật mí xíu như thế này, cái lúc mà em thay cái mẫu này xong á, em coi mã á các chị, em không nghĩ là cái giá ngày hôm nay nó mềm nó như vậy. Tại vì các chị biết cái giá gốc của em này là bao nhiêu không? 700.000, 695.000 đúng không, là cái giá gốc 700.000 đúng không này cả nhà. Nhưng mà ngày hôm nay nhà MAC đang lên cho các chị em đầm này lên giá sale cực kỳ sốc. Có nghĩa là em nghĩ là cái đồng này coi như là tặng luôn á, chứ bán cái giá này thì em nghĩ là không lời lãi trong này nữa rồi. Form đầm rất là đẹp, những chị nào mà đang gọi là cái gu của mình đó là gu sang á,
đơn giản nhẹ nhàng mà sang với thiết kế mà kiểu như là kẻ sọc như thế này. Hai bên hông của mình nó sẽ có những cái foam chích ly để nó tạo được cái độ phồng bên hông, cảm giác cái eo của mình nó sẽ nhỏ gọn hơn và đại cái mông mình lên cho các chị nha. Hai bên nó sẽ có hai cái đai như thế này nữa nha các chị yêu ha. Cái phần em thích nhất là cái phần cổ với là cái phần vai của mình như thế này nè. Các chị nhìn cho em nè, cổ là cổ kiểu như là cổ chữ nhật á, cổ vuông á các chị ha. Rồi cái phần tay các chị để ý cho em, nó không phải là nhà mát, không phải là may kiểu sát nách như thế này nha. Nó sẽ có được cái phần ra để cho các chị che được rất là tinh tế, nó ôm trọn cái phần viền của mình luôn. Khi mà các chị có nghiêng nó cũng không có bị hở bên trong, nó không có bị lộ bên trong, rất là tinh tế của nhà mát cái chỗ điểm này. Em rất là thích cái mẫu này. Và cái mẫu này thì em như sẽ có màu để em show ra, nhưng mà em xin phép là báo cái giá trước nha các chị yêu nhà mình ha. Giá sản phẩm ngày hôm nay 700.000 là cái giá gốc. Lên cho em liền giá bao nhiêu ra các chị ơi. Mã sản phẩm là AA6 cho em. A6 ngày hôm nay giá gốc 695.000, sale còn bao nhiêu đây các chị? 185.000. Và xin phép nha, em xin phép chốt đúng 25 chị. Xin phép chốt đúng 25 chị. Hiện tại em đang like trên nhiều trang, các chị cố gắng chốt nhanh dùm em riêng cái mẫu này. 185.000 còn size S, size M, size L. Đồng này đi làm văn phòng công sở là giáo viên, giảng viên mặc thì quá sang chảnh. Các chị mặc cái đồng này đi tiệc cũng đẹp nữa. Em thấy rất là đẹp luôn á các chị. Thiết kế kiểu như là kẻ sọc kiểu như thế này thì kẻ caro đồ á các chị. Kẻ viền rất là đẹp nha. Và cái em nghĩ là cái họa tiết này thì nó sẽ không bao giờ bị lỗi thời, không bao giờ bị lỗi mốt. Và các chị mặc đi xuyên suốt theo thời gian cho em như ba tông màu. Hiện tại em đang mặc là kiểu màu này là màu xám các chị ha. Màu xám, màu đen với tông màu hồng cho em. Ba tông màu nha. Màu hồng này là màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng. Đây các chị, nhìn cho em cái đai này, kiểu như nó sẽ có một cái đai giả các chị ha. Cái đai giả chỗ này này, mình viền theo cái vòng eo của mình á để nó tạo được cái form eo, nhìn định hình được rất là nhỏ, rất là gọn. Và em hai cái đầm nó chiếc ly rất là xinh. Rồi nhanh tay giùm em liền các chị ơi, 185.000, đừng chần chờ. Cái đây là một cái mã tặng trong cái livestream này luôn á các chị. Nó sẽ là một trong những mã tặng trong cái livestream này. Tại vì cái giá là 700.000 mà sale còn 185.000 thì em nghĩ là sale 70-80% rồi. Cái đầm này sale tới 70-80% rồi. Bình thường các chị săn không bao giờ kịp cái đầm này đâu. Rồi bây giờ lên cho em đầm là AA6 cho em Như nha. A6 kèm size, kèm số điện thoại. Nhiều khi em nó bị ẩn comment, em không có đọc được cái đơn hàng, các chị thông cảm cho em. Ba màu cho em nhá, màu đen này các chị, màu hồng này với lại cái tông màu kiểu màu sáng em đang mặc trên người nha. Trời ơi thiệt sự cái chất vải rất là đẹp luôn á, chất vải nhìn vô kiểu như là vải mà kiểu nó như là vải dạ vậy đó các chị, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi để em xem nè. Cái chất này thì các chị mặc lên rất là đẹp. Cái này là có tông nha các chị ha. Đầm này đầm có tông, bên trong có lót lụa. Một em đầm bút chì. Đã gọi là đầm bút chì rồi thì mặc siêu hách dáng. Khi mà các chị ví dụ như là vòng bụng của mình này, cái chỗ này mình có bụng dưới một xíu đúng không này, mình lỡ ăn hơi nhiều trong cái mùa này thì có thể lấy cho em cái đầm form đầm bút chì như thế này, nó sẽ hách dáng các chị nhà mình rất là tốt. Đây các chị ơi, nó chiếc ly nó để nó đẩy hông lên rất là đẹp luôn. Cái phần sát nách nhưng mà không có bị lộ ra cái gì, nhìn rất là tinh tế nha. 185.000 các chị nhanh tay nè. Rồi chị Nguyễn Hồng Nhung, em thấy đơn của chị nhưng mà lên lại cho em cái mã. Mã là AA6, 2 chữ A dùm em, 2 chữ A dùm em các chị. AA6 kèm cho em màu và số điện thoại, màu đen, màu hồng và tông màu xám em đang mặc trên người rất là trắng da nha. Riêng về mẫu này thì em thấy rất là lịch sự, rất là sang. Chị yêu nào thích sang mà không săn cái đồng này là tiếc lắm luôn rồi. Ok nè, em thấy đơn của chị rồi nha chị Nguyễn Hồng Nhung nha. 185.000 đúng chính xác các chị ơi. Bình thường giá gốc là 695.000, bình thường là giá 700.000 đúng không? Mà cái không được gọi là không có những cái giảm gì hết trơn. Bây giờ các chị có thể mua trong live với giá giảm là 185.000. Nó bằng có một gốc của cái giá gốc thôi các chị. Mà tại sao mình không đặt cho nhanh? Và em chỉ chốt đơn đúng 25 chị thôi nha. Chị yêu nào nhanh tay có hàng. Nhiều khi em không được canh được số lượng á các chị ơi. Nếu mà chạm tay là không có hàng đâu. Nghĩ là đầm này là quá rẻ rồi, nhanh tay. Chưa bao giờ em thấy là nhà mát lên cái giá mà gọi là cái giá sale nó sốc như thế này cho những cái mẫu đầm. Bình thường nếu mà các chị yêu nhà mình á, hay coi đầm của nhà mát á, thì sẽ biết là đầm nhà mát lúc nào cũng phải ít nhất là 500 là giá gốc của nhà. Em đang nói giá gốc nha cả nhà nha.
là 500 trở lên nè, 700, 900, 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi cũng có đầm của nhà mát luôn, là những cái mẫu đầm nhà mát giá nó sẽ cao hơn những so với những cái sản phẩm khác. Và nếu có sale, nếu có giảm thì cũng giảm là khoảng tầm là 30 hoặc là 50% thôi. Ngày hôm nay từ giá em nghĩ là 695.000 các chị, sale còn 185.000. Tại sao mình không đặt để mà em nghĩ là sẽ có dịp các chị cần phải mặc như thế này? Nếu mà chị nào hiện tại mình vẫn đang đi làm văn phòng công sở, công việc của mình đang vẫn diễn ra bình thường, là giáo viên hoặc là mình đang đi làm bình thường, có thể mua liền cho em cái đầm này, đừng chần chờ. Các chị đi làm mà các chị mặc cái đầm này thì còn cái gì bằng nữa các chị? Mình sợ mình đẹp quá thôi chứ không sợ gì hết trơn á. Rồi, lên cho em là AA6 nha, cái này em còn size các chị. Cái này em sẽ còn size cho mình là S, M và L. Rồi, ok nè, em thấy đơn của chị Bích Hiền nè, lấy mã A6 màu xám có đơn cho mình luôn nè, ok nè. Các chị em thấy đơn của mình nhanh tay chốt liền cho em có size cho mình đó. Cái form đầm bút chì sát nách như thế này rất là đẹp nha, rất là mát mẻ, phù hợp trong cái mùa này. Nhưng mà em thấy rất là tinh tế, không hề bị lộ hay là cái gì hết trơn. Rồi, nhanh tay chốt liền cho em mã này, sản phẩm này là có giá bao nhiêu các chị? 185.000 đúng không? Các chị nhìn cho em cái chất này, rất là dày dặn nha, em cầm lên rất là chắc tay, nhưng mà nó không có hề bị nóng. Không hề bị nóng một chút nào, tại vì sao? Nhà mát đã bên trong này lót cho mình một cái lót lụa để khi mà các chị mặc vào nó thấm hút mồ hôi rất là mát. Và những cái đường kẻ này em thấy là nó làm cho dáng của mình nó sẽ cũng sẽ thon và gọn hơn rất là nhiều đúng không? 185.000. Rồi nhanh tay giùm em S, M và L. Hello, em chào chị Phạm Hằng nha. Em chào chị Phạm Hằng này. Hello các chị, 185.000. Free ship hả em? Không có free ship đâu chị Mộc Lan ơi, để em đơn hàng của mình mà trên 300.000 là được free ship đó chị Mộc Lan nha. Nếu mà những hóa đơn nào của mình mà dưới 300.000 thì free ship đồng giá có 20.000 thôi các chị. Đó chứ em không phải là bên nhà máy, em thấy là cái giá ship cũng rất là hỗ trợ cho mình luôn. Bình thường ví dụ các chị em thấy là những chỗ khác là cái giá ship nó sẽ theo cái chỗ bên giao hàng, là sẽ tùy vào khu vực đúng không này. Ví dụ như là Sài Gòn 30, ở những tỉnh thành là 35 hoặc là 40. Còn với nhà mát là đã trợ giá trong cái giá ship luôn, là đồng giá 20.000 toàn quốc cho các chị nhà mình luôn, thì em nghĩ nó cũng không quá bao nhiêu hết các chị ha. Đừng có tiếc 20.000 mà bỏ lỡ 185 cho một cái mẫu đầm như thế này nha các chị, em nói thật sự. Ví dụ cái đầm này 695.000, bình thường mình đắn đo suy nghĩ thì ngày hôm nay 185.000 thì mình đừng tiếc thêm chi mà mình bỏ lỡ. Nếu mà chị yêu nào đã có đơn rồi thì mình có thể gộp đơn để mình đi đơn luôn một lần, hóa đơn trên 300 thì được free ship luôn nhá. Còn không thì một lát nữa mình chơi game với em để được những cái phần quà luôn nha. Hết livestream mới chốt được không à? Sao giờ? Sao hết livestream mới chốt rồi chị Mèo Fanny Sammy? Được nha các chị nha, nhưng mà nếu mà còn hàng nếu còn hàng thì kết thúc livestream thì vẫn lên đơn, nhưng mà sẽ em nói là sẽ ưu tiên cho những chị yêu nào có đơn trong live nè nha các chị, xong rồi mới ngoài live rồi mới qua tới inbox nha các chị nha. Cho nên cố gắng đặt hàng trong live, và em chỉ áp dụng giá trong live cho đến gọi là hết ngày hôm nay thôi. Cho nên các chị nếu mà inbox sau quá nhiều khi nó suy nghĩ coi nhiều mẫu. Rồi một lát nữa chị, một lát nữa sau khi kết thúc livestream, Như sẽ review hết tất cả các mẫu lại từ đầu live tới cuối live để các chị chốt đơn mà. Thật ra các chị lúc đó thì mình nhanh tay mình chốt đơn trong live luôn để mới được ưu tiên. Với lại nhiều khi các chị không có xem được những cái mẫu trước, các chị cứ đợi là kết thúc live tối chiều gì mới đặt, thì lúc đó em sợ là nó hết hàng, với lại nó hết cái size, tại vì hàng sale mà các chị, hàng sale chứ đâu phải là hàng còn đủ size số, đủ số lượng đâu mà mình chần chờ đúng không. Nếu đây là mẫu mới, hàng còn đầy đủ size số thì các chị có thể từ từ mình chốt cũng được, nhưng mà cái đây là hàng sale cho nên là em mong là các chị sẽ chốt nhanh nha, suy nghĩ nhanh, quyết định nhanh nha các chị nha. Rồi ok này, chuẩn bị 1 phút 30 giây để em qua luôn. Vải nhà mát rất tốt, mẫu mã là đẹp, giá phù hợp, các chị cứ an tâm mua hàng nhé. Em cảm ơn chị Nguyễn Tuyền rất là nhiều nè. Đó, chị là đã mua được hàng rồi và em thấy lúc nãy chị có đặt hàng tiếp nè, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Nguyễn Loan hỏi em là giá đầm bao nhiêu, bạn đang mặc size gì? Dạ, đầm này giá gốc là 695.000 nha chị Nguyễn Loan nha. Mã sản phẩm là AA6, hiện tại nhà mát đang sale với giá gọi là sát đáy luôn rồi các chị, 185.000, và hiện tại em đang mặc là size S nha các chị nha. Hiện tại em đang mặc size S. Đầm này em sẽ có 3 size S, M và L cho các chị yêu nhà mình nha. Form đầm sát nách bút chì, mặc rất là đẹp và tinh tế, cực kỳ mát mẻ này. Chị yêu này chưa chốt thì chốt nhanh giùm em. Ok chị Thúy Lâm A6 nè, giày đi chị, đợi em xíu nha, từ New Suborn em like giày tiếp cho mình nha.
Rồi ok nè, em thấy đơn của chị Hoàng Yến là A6 màu hồng phấn nè. Rồi mẫu này em có 3 màu và các chị em thấy cái mã AA6 em đang mặc trên người nè. Cái mã đầm này các chị đang chốt rất là nhiều mà em chỉ có đúng 25 chiếc thôi nha các chị. Màu đen, màu xám và màu hồng phấn dùm cho em 3 tông màu. 185.000 form đầm bút chì mặc rất là hách dáng, chị nào sờ lồ khuyết điểm đâu các chị ơi. Chị yêu nào sờ lồ khuyết điểm chốt giùm em cái đầm này nha, form đầm chích ly đẩy hông rất là đỉnh luôn. Nó sẽ làm cho cảm giác cái phần eo ở trên, cái phần thân ở trên mình rất là thon. Phần dưới này nó cảm giác cái eo của mình nó nhỏ lại và cái phần mông của mình nó đẩy hông mông rất là tốt luôn. Ok chưa nào các chị, form đầm bút chì mà. Form đầm bút chì rất là dễ mặc nha các chị yêu nhà mình. Rồi nhanh tay cho em Như nha. Chuẩn bị em Như qua mẫu luôn các chị yêu ơi. Chốt đơn quá trời luôn. A6 màu xám rồi ok nè các chị. Đầm em mặc là có size nha các chị yêu nha. Ok nè. Rồi em Như chuẩn bị qua luôn nha các chị, có 185.000 không có đủ hàng để lên luôn. Rồi mã là AA6 giá 185.000 và em Như sẽ có 3 size S, M và L. Màu xám, màu đen và màu hồng cho em Như nha. Rồi. Các chị yêu nha. Chân váy phía sau rồi đợi xíu chị Ngân, chị Hoài vào giới thiệu cái mẫu chân váy mã tặng luôn. Rồi em qua mẫu luôn. Ok bây giờ thì Hoài sẽ qua mẫu nhá. Có chị nào mà quan tâm cái mã chân váy ở phía sau thì chờ Hoài một xíu đi ạ. Xíu Hoài sẽ giới thiệu cho mình cái mã chân váy phía sau các chị yêu nhá. Rồi mẫu của Hoài đang mặc hôm nay có mức giá cũng siêu mềm cho các chị mình luôn. Cái set này là một cái sản phẩm rất là hot của MAC luôn các chị yêu nhá. Và hiện tại đối với sản phẩm của MAC còn số lượng siêu siêu ít, với lại là cái sản phẩm này thì Hoài nghĩ là các chị mình không quá xa lạ đúng không ạ? Những cái mẫu này đều là những bộ tập gọi là siêu siêu mới đến với các chị nhà mình ở trong live. Nên là chị nào thích mẫu của Hoài đang mặc là nhanh tay chốt nhanh nhá. Rồi Hoài sẽ lên mã cho các chị mình này. Em áo của các chị nhà mình mẫu này cho em Hoài sẽ là AA7 nhá. A7 là mẫu áo của Hoài đang mặc thì em này đang có mức giá gốc. Các chị yêu chờ Hoài một xíu nhá. Bây giờ Hoài sẽ báo giá các chị mình sau. Rồi ok. AA7 em Hoài đang lên mức giá gốc cho chị mình đó là 455.000. Trong live Hoài giảm tiếp cho mình còn 355.000 các chị yêu ha. Vậy là tính ra mức giá giảm khá là nhiều, tại vì em này á là nằm trong bộ tập mới của nhà em luôn. Và đối với những mẫu áo này thì bình thường nhà em không có mức giá giảm đâu các chị. Bán ở trên website hay là kể cả là bán ở trên trang pay hay là sàn đều đã phần là bán giá gốc hoặc là giảm trực tiếp cho mình tầm 5% thôi. Nhưng mà em này hôm nay Hoài đang giảm cho mình tới là gần 30% lận, là một cái mức giá rất là mềm nha. Và Hoài đang phối hợp cho các chị mình thêm một cái mẫu quần nữa các chị yêu ha. Quần này cho em Hoài là AA8 với mức giá cho em Hoài đó là 395.000. Tính năng nguyên cành này bình thường mình mua cho em Hoài là hơn gần 1 triệu nhá. Nhưng mà hôm nay các chị mình mua nguyên cành cho em Hoài chỉ có mức giá tầm là 700.000 thôi, là mình được giảm khá là nhiều cho em Hoài đấy ạ. Quần 395, áo cho em Hoài là 355. Áo có đầy đủ size và quần cũng sẽ có đầy đủ size nhá. Bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu kỹ về sản phẩm cho các chị hơn nha. Hiện tại thì áo Hoài đang có tới tận 3 màu là các chị mình ơi. Một sản phẩm rất là đẹp và rất là hot mà số lượng màu lại còn có nhiều để các chị mình lựa chọn nữa. Mà hôm nay không chốt sẽ rất là phí nhá. Form áo này là một cái form áo dạng crop top các chị mình, nhưng mà cái em này nó sẽ có cái phần dây để các chị mình có thể là cách điệu này, mình có thể là đeo chéo này hoặc là mình cột ở đằng sau cũng được các chị yêu ha. Hoài thích những cái mẫu áo có thiết kế phần dây như thế này, tại vì sao? Khi mà có phần dây các chị mình sẽ được tự gọi là tự do thỏa thích tạo dáng đối với form đồ luôn. Đấy, mẫu áo này em lên chất liệu cho mình gọi là dạng voan các chị mình nhá. Cái này là dạng kiểu dạng cô tông mà phối voan thôi, chứ ra nó cũng không phải là voan lắm đâu. Kiểu dạng lưới lưới rất là đẹp cho các chị mình, vào bên trong sẽ kèm lớp lót. Các chị em mình đừng sợ là khi Hoài nghe mà Hoài nói tới cái dạng voan lưới ấy, mình sợ là mỏng đúng không ạ? Nhưng mà em này không hề nha, rất là dày dặn tại vì voan cũng có rất là nhiều dòng và em này còn có lớp lót bên trong nữa. Và Hoài đang có màu em đang mặc là màu cam. Màu tiếp theo Hoài có cho mình đó là màu xanh và màu đen ạ. Rất siêu dày dặn và rất là xinh luôn. Hôm nay chị nào mà thích mẫu áo này là phải chốt thật là nhanh tay, chỉ có mức giá là 355 thôi các chị mình nhá. Thôi ok chị Lê. Có quần mà chị đang mặc like không ạ? Có luôn chị yêu ơi. Quần Hoài đang mặc em đã ghi mã sản phẩm lên cho mình rồi này. Quần em đang mặc là AA8 395.000. Quần Hoài sẽ có cho mình đó là hai tông màu các chị yêu nhá. Màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Quần form trên Hoài là form quần jean ống suông, lưng siêu cao và vải thì siêu đẹp. Đối với chất quần jean của nhà MAC các chị mình không lo về chất liệu và form đồ nhá. Trời ơi, đẹp gì đâu các chị. Mà cái màu này lên livestream là đã bị dìm rối. Hoài thấy là ở ngoài nó đẹp hơn rất là nhiều nha. Cái màu jean ở ngoài rất là đẹp, tại vì thực ra khi mà các chị mình mua jean ấy, mình chỉ cần sờ xương xương chất liệu hay là mình chỉ cần gọi là nhìn cái màu sắc thôi là mình đã biết là vải có dễ bị ra màu hay là không, hay là jean có đẹp hay không. Không biết các chị nhà mình bình thường đi mua jean như thế nào, nhưng mà Hoài nha, jean là điều quan trọng nhất, là thứ nhất là form và vải là hai cái điều không thể nào mà bỏ qua một trong hai được. Có nghĩa là vải đẹp mà form không đẹp thì em cũng không mua, mà form đẹp mà vải gọi là
form đẹp mà vải không đẹp thì Hoài cũng không mua luôn. Tại vì là thiếu một trong hai yếu tố là tự nhiên cái quần jean nó xấu các chị mình ạ. Hoài thật sự là thế luôn. Đối với đồ nào Hoài rất là dễ nha. Áo hoặc là những mẫu quần tây hay là kể cả những mã sản phẩm khác thì Hoài quan trọng form nó nhiều hơn. Nhưng mà đối với quần jean mà vải xấu là 100% có form đẹp Hoài cũng không mua các chị. Tại vì cái vải jean là cái vải rất là dễ nhìn vải nhất luôn. Khi mà nhìn cái vải không đẹp và tự nhiên nhìn cái sản phẩm nó mất hết các giá trị của cái mẫu jean. Jean là vải phải đẹp và form phải đẹp các chị yêu nhá. Nên là chị nào mà mua jean là mình phải gọi là chọn rất là kỹ luôn. Nhưng mà đến với nhà Mark tôi Hoài nghĩ là mẫu quần jean này mình sẽ không cần phải gọi là chọn quá nhiều đâu. Tại vì vải rất là đẹp. Quần jean của Hoài mặc thì sẽ có size là hai size là size S và size M chị yêu nhá. Vậy là tầm 58 cân đổ lại thì mình sẽ mặc được quần. Còn áo Hoài có 3 size S, M, L ạ. Form áo cho em này. Đây chị nào thích cái màu giống như em Hoài đi. Em ra ngâm nhá. Hoài thích những cái tông màu gọi là tông màu cháy các chị mình, màu về cái tông màu nóng ấy. Ví dụ như màu Hoài đang mặc là màu cam này, siêu sáng da luôn, màu cam không có bị nổi quá nhá, tông màu trầm rồi các chị yêu ha. Và em có thêm tông màu xanh và tông màu đen. Chị nó thích an toàn lựa màu đen này, thích kiểu như tươi mới xíu mình lựa màu xanh. Các tông màu đều rất là đẹp và áo thì mình chốt mã cho Hoài AA7 nhá. Shop ở Pleiku có mẫu áo này không em? Chị yêu nếu như có shop thì đã có hàng rồi chị yêu nhá. Nếu như có shop thì nhà em vẫn có chi nhánh nhưng mà hiện tại thì Hoài không chắc nữa. Các chị cứ inbox trực tiếp cho nhà em hoặc là mình chốt ở trên live luôn đi chị Nguyễn Hương. Pleiku ơi, tại vì sao ạ? Hôm nay mình mua cho em Hoài cái mẫu này á, là mình sẽ được free ship rồi. Có nghĩa là khi mà mình mua áo của Hoài đang mặc thì mình sẽ được free ship. Nên dù là mình ở toàn quốc ở đâu đi nữa thì mình cũng không có mất phí ship khi mua mẫu này. Thời điểm hiện tại là dù ở tỉnh nào có an toàn hay là không thì Hoài vẫn khuyên thật là các chị mình nên hạn chế gọi là ra đường để mua những cái sản phẩm gọi là không quá cần thiết các chị yêu. Tại vì là mình cứ mua online đi, đi ra cửa hàng cũng rất là nguy hiểm. Mặc dù là cái đơn vị của mình hoặc là cái nơi ở của mình vẫn còn an toàn ấy, nhưng mà để bảo vệ cho cộng đồng và bảo vệ cho sức khỏe của mình và gia đình nữa thì Hoài nghĩ là mình cứ mua online các chị yêu nhé, nó sẽ ok hơn. Và mua ở trên online thì mức giá sẽ mềm hơn ở tại cửa hàng đấy chị Nguyễn Hương Pleiku ơi. Đây áo chị em Hoài này, các chị nhà mình xem phần tay bồng và phần tay bồng này cho em Hoài sẽ có cho mình đó là cái bo chun nhá. Form cổ cho mình sẽ là form cổ cao siêu kín đáo luôn. Hoài quay phía sau các chị xem ha. Đặc biệt ở phía sau ấy, em này sẽ có bo chun các chị mình. Trời ơi, cái mẫu này phải gọi là siêu siêu nhiều điểm cộng luôn các chị. Đằng sau cũng sẽ có bo chun như các chị mình nhá. Khi mà có bo chun như thế này thì eo mình bao nhiêu hay là form người của mình bao nhiêu sẽ siêu thoải mái giúp em Hoài luôn. À vậy là còn một cái nút đằng sau nữa các chị mình ạ. Trời ơi, nhiều lúc là em Hoài quên luôn đấy các chị yêu. Ở đây em quay lại phía sau các chị xem một xíu nữa nhá. Ok, cái mẫu này thì mình sẽ có cái nút đằng sau để gài các chị yêu ha. Nãy là Hoài chưa có gài cái nút luôn ấy. Các chị nhà mình xem lại giúp Hoài nha. Sorry tất cả các chị mình rất là nhiều. Đây mẫu này sẽ có cái nút đằng sau để gài các chị yêu ha. Rất là đẹp luôn ạ. Mức giá hiện tại áo này chỉ có 355 thôi các chị yêu nhá. Đây để Hoài xoay cái mẫu này các chị nhìn rõ hơn này. Đây sẽ có một cái nút đằng sau cho em Hoài tại vì tóc em á nhiều lúc em thả ra nó hơi che một xíu các chị yêu ha. Rồi các chị nhà mình này, lên mẫu sản phẩm nhớ kèm thoại cho em Hoài nhá. Chốt mẫu này là lên ngay trên mã sản phẩm giúp em Hoài này. AA7 cộng với AA8 để chốt nguyên set. Mã sản phẩm này là một sản phẩm rất là hot. Nên Hoài không đảm bảo là hết like thì sẽ còn hàng cho mình đâu. Tại vì áo bình thường là có 3 size và quần có 3 size. Nhưng mà quần hiện tại đã hết size L rồi. Cái quần bây giờ thì Hoài sẽ tập trung vào mã quần để giới thiệu cho các chị lại tiếp nha. Tại vì nãy giờ là mình giới thiệu mã áo rồi, mình chưa có giới thiệu mã quần đúng không ạ. Đây quần cho Hoài các chị yêu nha. Quần em sẽ có hai màu đó là màu xanh đậm và màu xanh vừa phải. Chứ thực ra màu này cũng không phải là quá nhạt đâu các chị ơi. Nó gọi là xanh vừa phải thôi nhá. Và cái màu này thì nó đậm hơn một xíu này. Cái đối với cái em này á, các chị à mình Hoài để gần các chị xem cái chất liệu. Gọi là để lần gần thì mới thấy được cái vân zin và cái chất liệu zin. Nhưng mà cái em này á, ở ngoài đẹp hơn trong live rất là nhiều. Các chị cứ yên tâm và tin tưởng em Hoài nha. Quần zin của nhà Mark thì lưng siêu cao. Các chị mình có thể xem cái phần đáy quần này. Lưng rất là cao và từng đường kim mũi chỉ siêu siêu đẹp cho Hoài luôn. Đối với quần zin á, các chị nhà mình ứng dụng được rất là nhiều sản phẩm. Tại vì ví dụ như quần jean thì Hoài nghĩ là không có chị nào mà không có một chiếc nào trong tủ hết. Quần tây và quần jean là hai mã sản phẩm bắt buộc mình phải có. Tại vì khi nào mà mình cần mặc những cái sản phẩm gọi là đứng đứng một xíu này, mình mặc quần tây. Nào mình muốn mặc cho em Hoài cái kiểu gọi là cá tính một xíu, mạnh mẽ một xíu, hay là mình kể cả là mặc hàng ngày đi, mặc quần jean nó vẫn năng động hơn rất là nhiều các chị yêu ha. Chỉ cần phối cho Hoài một chiếc áo thun trơn nha, áo thun trơn trắng ở trên thôi mà mặc quần với quần jean thì đã rất là đẹp rồi, chứ không cần phải gọi là cầu kỳ phối áo kiểu hay gì đâu. Nên là các chị nhà mình cứ sắm cho Hoài một chiếc quần jean. Và vì sao Hoài khuyên là mình nên có cái quần jean của Hoài đang mặc này, đây là lý do đầu tiên các chị yêu nhé. Cái quần jean á mà lên form ống ôm sẽ rất là dễ lộ khuyết điểm. Thật ra dáng đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp các chị yêu ha. Nhưng mà ví dụ dáng mình nó có hơi có khuyết điểm về vấn đề, gọi là về cái vấn đề nào đấy, thì mình nên chọn những sản phẩm để che được khuyết điểm cho mình thì nó sẽ đẹp. Tại vì Hoài nghĩ là đối với những cái chị, những khách hàng
tệp khách hàng mà có, ví dụ như thứ nhất là phần đùi của mình hơi tròn này, rồi phần bắp chân của mình hơi tròn, hay là kể cả là chân của mình nó hơi là chân lư, chân cong nhẹ, thì mình lựa cho em Hoài form quần ống suông 100% là sẽ được chè với điểm tối đa nha. Các chị mình đừng lựa quần ống ôm, tại vì sao? Khi mà mình biết là chắc chắn là phần lưng, phần chân của mình nó sẽ có không có đẹp lắm hay không có xinh lắm, thì mình vẫn có thể là sự lựa chọn những sản phẩm khác để biến cái phần khuyết điểm của mình thành phần ưu điểm các chị nhá. Riêng Hoài là Hoài cứ thích lựa quần ống suông thôi. Thực ra quần ống suông các chị ở mình hồi trước Hoài hay nghe các chị gọi là ví dụ như thấp thì làm sao mà mặc được quần ống suông này, hay là quần ống suông mặc vào nhìn nó mắc cười, nhưng mà không có hề đâu các chị nha. Quần ống ôm thì rất là đẹp nhưng mà nó sẽ rất là dễ lộ khuyết điểm, dành cho những chị nào gọi là phần chân của mình khá là xinh ấy. Còn nếu như mà mình có khuyết điểm như Hoài thì Hoài thích mặc những cái form quần gọi là như thế này. Mặc dù là chân Hoài thì cũng không có vấn đề gì quá nhiều, nhưng mà Hoài vẫn thích mặc quần ống suông, tại vì khi mặc quần ống suông mình mang cao gót sẽ rất là cao này. Và thứ hai là thoải mái các chị, nó không có bị bó quá. Riêng quần jean của nhà Mark thì em này không có độ co giãn nhiều, nó chỉ có nhẹ nhẹ một xíu thôi, nhưng mà nó không có hề khó chịu tại vì vải rất là mềm. Nhiều lúc mình mặc quần jean mà mình không nghĩ là mình mặc quần jean nữa các chị. Em Hoài ấy, trong tủ thì rất là ít form quần ôm, vẫn có là để mình mặc những cái dịp gọi là bình thường mà Hoài cần phối ấy. Còn đa phần thì Hoài lựa form quần ống suông. Những cái form quần ống suông này bình thường Hoài đi chơi Hoài chỉ cần phối thêm một chiếc áo dây hay là một chiếc áo sun trắng nữa thôi là sẽ đẹp chị yêu nhá. Rồi A8 Hoài chốt cho chị chít chút này, em Hoài chốt đơn cho mình nha. Chị nào mà thích mẫu này em gửi hàng từ Hà Nội à, em là nhà em hiện tại đang gửi hàng từ thành phố Hồ Chí Minh nha chị yêu nhá. Với lại nhà em cũng có rất là nhiều kho các chị yêu, nói chung là tùy vào khu vực của mình đi đơn hàng như thế nào thì em sẽ đi từ đơn hàng đó các chị yêu ha. Có nghĩa là sẽ tìm cái kho gần nhất để đi, tại vì nhà Mark thì có rất là nhiều chi nhánh trên toàn quốc, là trên 20 chi nhánh lận, nên là nhà em có thể là sẽ hỗ trợ đi những cái chi nhánh gần hơn. Nhưng mà tất cả các đơn hàng đều trên 300k hôm nay thì sẽ đều free ship hết các chị mình nhá, đều được free ship hết. Nhưng trong hôm nay á thì các chị nhà mình cứ mua đơn hàng cho em Hoài là được ạ. Còn nếu như mà mình mua hóa đơn trên dưới 300k thì free ship của mình chỉ có 20.000 thôi nha. Chị Hồng Phan Dương em chốt mã A8 cho mình này. Các chị mình ơi, thật là nhanh tay giúp em, tại vì mẫu này Hoài sẽ chỉ chốt cho mình tầm đó là 3 phút nữa thôi nhá. 3 phút nữa thì Hoài sẽ qua mẫu, và trong lúc mà các chị nhà mình chốt cái mẫu này thì chắc là để Hoài sẽ giới thiệu cho mình một cái mẫu túi xách đi. À không, túi sách để xíu nữa đấy các chị yêu nha. Hoài giới thiệu cái mẫu chân váy chứ, này có nhiều chị, rất là nhiều chị hỏi cái mã chân váy này mà chưa giới thiệu này. Cái mã chân váy này mức giá siêu mềm cho em Hoài nha. Trời ơi, chân váy này đây, rất là đẹp, chân váy kiểu dạng gấm với các chị mình. Em này là kiểu dạng gấm hoa, rất là sang các chị mình nhá. Mẫu chân váy này Hoài sẽ có hai màu cho mình, đó là màu trắng và màu xanh ạ. Mẫu chân váy sẽ có cho Hoài là màu trắng và màu xanh. Chân váy 215.000 là mức giá giảm các chị yêu nhá. Vậy là chân váy này giảm trực tiếp 50% cho các chị mình. Tại vì em này bình thường có giá gốc là 445.000, nhưng trong live Hoài giảm trực tiếp cho mình còn là 215.000 thôi. Chị yêu thích mẫu chân váy chốt ngay mã cho em Hoài này, chân váy kèm số điện thoại nha. Các chị xem giúp em Hoài cái chân váy này, thực sự là chưa phải là lần đầu tiên Hoài lên live stream, nhưng mà em chưa có mặc chân váy này bao giờ. Có nghĩa là hồi trước và em thấy Như có lên một lần, duy nhất một lần thôi, còn Hoài thì chưa mặc cái chân váy này bao giờ. Nhưng mà cái form rất là đẹp, tại vì đã có từng lên mẫu rồi, và chị yêu nào mà thích chân váy này chốt ngay mã cho em Hoài nha. Rồi em Hoài đang thấy này, quần bao nhiêu vậy ạ? Quần Hoài đang mặc lên mã sản phẩm cho mình là AA8, giá cho em Hoài sẽ là 395.000 nha chị yêu nhá, các chị bên IG nha. Hoài đọc lại cho mình nhá, AA8 quần cho em Hoài 395.000. Mình xem cái form quần giúp em Hoài siêu đẹp luôn ạ. Rồi cái mẫu chân váy này 215.000. Chân váy này mình có thể phối cho em Hoài với áo kiểu áo sơ mi hoặc áo thun đều đẹp, để Hoài đọc một vài cái comment trên cái IG nhá. Thử áo xem đi ạ. Áo Hoài vẫn đang mặc mà chị yêu ơi, Hoài thì không có thử hết được tất cả các tông màu đâu nha. Em Hoài áo thì em chỉ lên duy nhất cho mình là mỗi mẫu một màu thôi, tại vì thật sự là sản phẩm hôm nay cũng khá là nhiều sản phẩm, và nếu như mà mặc hết thì sẽ không có thời gian, nên là Hoài sẽ chỉ dành một vài phút để mình mặc một mẫu thôi. Còn nếu như mà mặc hết hai mẫu thì chắc là không có thời gian được các chị yêu ơi. Rồi nhanh tay chốt mã này với em Hoài, chuẩn bị qua mẫu nhá. Chân váy này sẽ có cho mình này, em này sẽ có lớp lót bên trong nhưng không phải quần các chị yêu nhá. Cái này là lớp lót thôi, không phải là quần bên trong ha. Chân váy có hai túi hai bên siêu sâu trên Hoài luôn. Cái này mà bỏ điện thoại chắc mất hút các chị. Đây Hoài bỏ thử này. Trời ơi, cái điện thoại này to lắm luôn đấy các chị. Cái này phiên bản thì cũng bự lắm rồi ấy, mà em này là vẫn bỏ được điện thoại, nên là chị yêu nào bình thường lười mang túi xách này. Có những chị là không thích mang túi xách ấy, mà mình cầm điện thoại mình sợ ví dụ như bị giật chẳng hạn, hoặc là mình kiểu như mình thấy vướng víu ấy, thì mình lựa chọn những cái chân váy này mình vẫn có thể bỏ một chiếc cây son môi với một cái điện thoại vào, nó vẫn không bị cộm nha. Tại vì cái túi khá là sâu và em này là form dáng A nên chắc chắn nó sẽ không bao giờ bị cộm. Và các chị xem giúp em Hoài này, phần dưới này sẽ phối viền ren cho em Hoài, sẽ có phối cái đường ren vòng vòng rất là đẹp. Và cái họa tiết màu cho mình sẽ có cho em là màu kem và màu xanh, siêu bắt mắt các chị luôn. Tất cả những sản phẩm của Mark trước giờ Hoài để ý là ít khi mà em lên tông màu quá nổi lắm, đa phần nhà em đều lên tông màu vừa phải cho các chị mình, khá là chậm.
và rất là dễ mặc, răng ngâm da trắng đều mặc ok nhá. Rồi bây giờ Hoài đọc lại mã cho mình nha. Rồi mẫu sản phẩm của Hoài đang mặc này, áo cho em là AA7 355.000, quần là AA8 với mức giá là 395.000. Hai mẫu này em vẫn đang còn đầy đủ size cho áo là 3 size, quần có 2 size là M và L chị yêu nhá. Chị Trần Minh Thùy ơi, mình vẫn tiếp tục chia sẻ giúp em Hoài nha. Khi nào lượt chia sẻ mình ok thì Hoài sẽ tặng quà sau, còn cú pháp thì sau đấy Hoài sẽ đưa lại cú pháp mới. Các chị mình bây giờ mình tập trung vào mua sản phẩm và chia sẻ livestream giúp em ha. Khi nào lượt chia sẻ của mình đạt trên Hoài đó là 300 lượt chia sẻ thì Hoài sẽ bắt đầu tặng quà. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ để như qua mẫu luôn đấy các chị yêu ha. Bây giờ hiện tại là mẫu này Hoài đã hết thời gian rồi và em Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới đi. Tại vì phía sau còn rất là nhiều concept và Hoài đảm bảo là hôm nay các chị mình sẽ không thất vọng đâu. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cho các chị mình xen kẽ thêm đó là túi xách và giày các chị yêu nhé. Rồi, em như qua tiếp mã sản phẩm nha mọi người nha. Hiện tại là em sẽ tiếp tục qua set nha các chị nha. Hôm nay thì ổng có chị Vân Nguyễn ơi. Hôm nay thì em sẽ lên cái giá gọi là cái những cái giá là một ít ít thôi nha các chị nha. Một ít ít nha các chị ha. Tại vì hôm nay là lên like cùng thương hiệu cái giá để trực tiếp sale 70% luôn á kêu đẹp. Hôm nay là đang lên với giá sale là 70% lần các chị. Có những cái sản phẩm mà từ mà giống như là cái đầm vừa rồi em mới like á là giá gốc là 700 mà em sale còn 185 á các chị. Những sản phẩm em sale tới 70% là bình thường các chị không thể nào săn được với giá đó ở đâu. Chỉ có trong live vào ngày hôm nay thôi. Bây giờ em qua tiếp cho các chị một cái set đồ nha các chị yêu ha. Với chị em cái set này thì nó sẽ theo cái khuynh hướng là trẻ trung cũng có, mà nếu mà các chị thích mà để phố mà đi làm văn phòng công sở cũng xinh. Tại vì cái áo thì em đang mặc là theo cái áo kiểu các chị yêu ha, áo kiểu nè. Và một cái chân váy nó sẽ kèm theo cho các chị một cái nịt luôn. Một cái nịt đen như thế này luôn các chị yêu ha. Chân váy kiểu caro xám xám các chị, kiểu màu xám xám rất là xinh. Mẫu này hiện tại thì em sẽ có hai tông màu. Em sẽ nói mã áo trước đi ha các chị ha. Rồi em sẽ lên cho các chị mã áo. Áo ngày hôm nay là AA9 cho em, sản phẩm áo lệp vai rất là xinh. Áo này một bên lệp vai một bên không nha, đây em để phần tóc ra đằng sau. Đây một bên lệp vai một bên không như thế này nha cả nhà nha. Em cầm cái mic đi chị, rồi các chị nhìn cái form rồi em sẽ kẹp lại sau. Đó, cái form áo nó như sẽ như thế này. Các chị lệp vai đó rất là cách điều, kiểu nó sẽ hơi trẻ trung một xíu nha cả nhà. Rồi chị yêu nào lấy cái mã áo này thì có thể lên cho em là AA9 giúp em, A9 sản phẩm này với giá là 215.000 nha cả nhà nha. 215.000 là mã áo cho em. Mẫu này thì em sẽ có tới 3 tông màu. Cái chất liệu là thun gân nha các chị. Xuất sắc luôn. Đây, chất liệu là thun gân, tông màu xanh cho em nha. Tông màu kiểu mà màu cam á các chị ha. Màu này kiểu màu cam mà như là cam dạ quang vậy đó, rất là đẹp. Cái màu này rất là sáng luôn, kèm với cái tông màu xanh bơ của em như luôn. Ba tông màu áo. Chị yêu thích nào thích mẫu này có thể lên cho em là mã A9. Cái chất liệu của mình là chất thun gân. Thành ra các chị mặc á co giãn rất là thoải mái. Riêng về mẫu này thì đủ size F, M và L. Thì em nghĩ là 60 cân đổ về các chị cũng có thể mặc luôn giùm cho em như nha. Tại vì cái này là chất liệu thun gân mà form các chị tới đâu rồi đi tới đó luôn. Nếu mà chị nào kiểu như là không thích mặc lệch vai thì mình có thể mặc lên vai kéo cho nó ngang vai, kiểu chéo vai như thế này thôi cũng được nè các chị. Đó, nếu mà các chị nào không thích mặc rớt vai nha thì em thấy có thể mặc kiểu như thế này cũng xinh. Các chị thích kiểu nào đẹp hơn các chị đó. Thế các chị thấy thích kiểu nào đẹp hơn thì các chị mặc nha. Mặc trên vai hoặc là mặc xéo bên một bên vai như thế này cũng được. Cái giá gốc của em này là 325.000 các chị ơi. Ngày hôm nay đang sale với giá là 215.000 giùm em. 215.000 giùm em cái mẫu này nha. Còn với mã chân váy này nè các chị ơi, em lên cái mã chân váy cho các chị yêu nhà mình nha. Chân váy này bình thường em nói thật với các chị, lên lúc nào cũng hết hàng hết trơn á. Tại vì nhìn nó rất là dễ thương. Nhìn form cái kiểu như là cái form mình mặc á, đi làm cũng được, đi chơi cũng được, học các chị có thể phối cho em đi tiệc tùng cũng xinh nữa. Cái váy chân váy này hình như là em có nhớ là em có đã mặc một lần với cái tông màu đỏ đô này rồi. Em đã nhớ em có mặc một lần với cái tông màu đỏ đô này, phay đằng sau có xẻ hai túi thật luôn á các chị, túi này túi thật luôn. Cái chất liệu vải cho em nè, cái đường gọi là từng cái vân vải rất là đẹp, các chị nhìn có rõ cái vân vải của em không các chị. Chất liệu cô tông nhanh mà từng cái cô tông cái gân gãi của nó rất là đẹp luôn. Rồi kèm theo cho mình cái đai này luôn. Cái đai này đai rời, các chị có thể phối cho em cái lưng theo thắt theo cái chân váy này, hoặc là theo mình tháo ra mình phối được với nhiều kiểu nha. Lên cho em cái chân váy này là mã AA10 giùm em như. AA10 ngày hôm nay giá gốc là 455.000, sale cho chị với giá cực kỳ sốc còn 155.000. Em nghĩ là 155.000 bình thường các chị mua một cái áo thun hay là một cái áo kiểu như em đang mặc đi các chị yêu ha, thì nó cũng quá rẻ so với cái giá này rồi các chị.
155.000 cái mã chân váy này, hai tông màu, một tông màu xám với là một tông màu kiểu cái tông màu mà đỡ đô đô này cho em Như nhá. 155.000 cái chân váy này quá xịn sò, nên lấy cho em luôn cả set đi các chị. Áo kèm chân váy luôn giùm em nha. Bên trong chân váy thì không có quần bên trong nha các chị nha. Chân váy này thì không có quần bên trong giúp em nha. Cái chất liệu này thì nó không phải là chất liệu kiểu von hay là kiểu như là lụa, nó mềm, nó dễ bay, cho nên mình cũng dễ mặc. Rồi chị Yêu nào lấy cái mẫu này nè. AA10 các chị ơi, chân váy là AA10 nha, 155.000. Nếu mà chị Yêu nào á mà gọi là đi làm văn phòng công sở hoặc là giáo viên giảng viên, thích mặc những cái mẫu nhìn cho mình trẻ trung nhưng mà nó sẽ không bị gọi là quá ngắn á, thì lấy cho em cái chân váy này mình có thể phối cho em nha. Một em áo sơ mi trắng thôi đó. Nếu ở nhà, nếu mà chị nào làm văn phòng hoặc là làm giáo viên giảng viên á, thì mình cũng có thể mặc cho em cái chân váy này, phối cho em một cái áo sơ mi trắng thôi cũng đẹp. Chứ em nói riêng về cái mẫu chân váy này thì không có bị kén tuổi nha. Học sinh, sinh viên, đồ trở lên là ai mặc cũng đẹp hết trơn á. Chứ đừng nói là cái mẫu này là kén tuổi, không có nha. Cả cái set đồ em ra mặc này, các chị mua cả set tách rẻ ra mặc vẫn đẹp dùm cho em Như. Rồi áo này với giá là 215.000 giúp em Như nha. Áo là 215.000, mã sản phẩm là AA9 cho em Như. Áo là có 3 tông màu các chị, ui xuất sắc luôn á. Cái đai này tặng kèm theo quá đỉnh luôn các chị. Cái chân váy có 155.000 tặng kèm theo cái đai luôn nè cả nhà ơi. Lên cho em liền cái mã chân váy này nha. Chân váy dài bao nhiêu ạ? Em không biết dài bao nhiêu nhưng mà em Như cao 1m58 nè. Người đẹp em mặc như thế này. Đó, em mặc cao, em Như cao 1m58 mặc như thế này. Nó không có bị quá dài, nó cũng không bị quá ngắn. Nó là một cái chân váy bình thường, nó giống với những cái chân váy bình thường khác các chị. Nó không phải quá ngắn đâu, yên tâm cho em Như nha. Rồi, mình nếu mà mình không biết là mình mặc tới đâu thì mình có thể cho em xin cái chiều cao. Cho em xin cái chiều cao cân nặng đi, em tư vấn size cho cái chị Yêu nhà mình nha. AA10 có size 57kg không xốp? Dạ có nha chị ơi. Em có nha chị Yến Nguyễn nha, 57kg chị mặc giúp em size L nha chị ơi. 57kg mặc giúp em size L. Comment cho em là AA10 màu kèm số điện thoại là sẽ có đơn nhá. Hiện tại có hai màu này, đó các chị, một tông màu xám rất là dễ mặc và cực kỳ tôn da. Một tông màu kiểu màu đỏ đô thì khỏi phải nói, quá sang chảnh rồi các chị ơi, màu đỏ đô kèm tặng kèm theo cái nịt màu đen nữa thì còn gì bằng. Áo nè AA9 nè, rồi ok chị Ngọc Duyên Trần nè, em thấy đơn của mình nha. Chân váy là AA10 giùm em các chị, áo là có 3 màu. Em thì em cũng thích mặc kiểu áo mà nó lệch, mà gọi là xéo vai hơn. Nếu chị nào không thích thì có thể mặc rớt vai giống như là lúc đầu em mặc cũng được nha. Mình mặc kiểu nào cũng xinh, nói chung là tùy vào cái sở thích của các chị, thích mặc kiểu nào cũng được hết trơn giùm em. Đây em sẽ đưa lại cái màu áo cho các chị xem nè. Áo thì em Như sẽ có là 3 tông màu giúp em. Một tông màu là màu xanh bơ, chất liệu là thun ngân giùm em, một tông màu xanh dương cho em Như nhá, và một tông màu kiểu màu cam cam min nữa các chị, rất là đẹp luôn. Rồi ok này, tranh thủ chốt đơn cho em này. Áo này có 215.000 rồi các chị. Cái áo thun kiểu như thế này bình thường lên cho các chị với giá này em nghĩ là quá ưu đãi, 300 mấy mà sale còn 215.000 nha cả nhà. Nếu mà nãy giờ chị nào mua cả set là đã được free ship rồi các chị Yêu nhà mình. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em. Hiện tại là áo là chất thun ngân thì các chị nào 60 cân đổ về cũng có thể lấy giùm em nha. Cái chất liệu là thun ngân là foam của các chị tới đâu là nó sẽ co giãn tới đó, nhưng mà khi các chị giặt á nó không có bị giảo foam, nó không có bị giãn chất ra, cho nên cái mình yên tâm cho em Như. Rồi nhanh tay 1 phút 30 giây nữa em chuẩn bị chuyển mẫu này cả nhà. Mẫu này của em là áo là 3 màu. Cái chất là chất thun mà các chị, đây để em để tóc ra cho các chị nhìn nè. Một bên lên vai, một bên kiểu nó sẽ xéo vai như thế này. Nếu mà các chị không thích thì có thể mặc rớt vai giống như em. Lúc nãy em đang mặc đầu lại đây, mặc kiểu rớt vai như này nè, cho nó cách điệu hơn. Còn không thì mình có thể mặc lên vai như bình thường như thế này của em. Là cái kiểu cổ nó cổ xéo một bên như thế này nha các chị Yêu nha. Chị Yêu nào đang xem like có thể mình chấm bài tương tác. Các chị nhớ chia sẻ like giùm em đi các chị. Chị nào mình mới vào chia sẻ like giúp em lên đủ 300 lượt chia sẻ thì em sẽ tặng quà, lướt tặng quà cho các chị một cái voucher trị giá 300.000 đồng của thương hiệu ABCX nhé. Rồi ok nè, em chốt đơn cho tình yêu AA10 này bên nha, cho chị Duyên Trần luôn nè. Rồi nhanh tay đi các chị, bây giờ em chuẩn bị em qua mẫu tiếp nha. Chị Yêu nào lấy cái mã áo này thì lên cho em Như là AA9 kèm màu kèm số điện thoại giùm em là sẽ có đơn. Còn mã chân váy này của em sẽ là mã AA10 giá là 155.000. Chân váy này thì khỏi phải nói nha các chị ơi, cái chân váy có 155.000. Nó chưa bằng một cái áo thun bình thường các chị mua nữa, huống chi là hôm nay nhà mát đang sale cái giá này nha. Rồi bây giờ em Như xin phép là qua mẫu tiếp nha các chị Yêu nha. Chị Yêu nào lấy mẫu này nữa thì cô để lại cho em mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có đơn hàng nha các chị ha. Rồi qua mẫu luôn mọi người.
Ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua mẫu tiếp theo các chị mình nhá. Em Hoài sẽ qua tiếp theo một cái set thể thao cho mình ha. Hôm nay thì giống như Hoài đã nói thì em Hoài sẽ xen kẽ cho mình là vừa có set thể thao này, vừa có đồ đi chơi của Mark này, và vừa có thêm sản phẩm đó là giày dép và túi sách nữa các chị mình nhá. Thì mình đừng quên là hôm nay sẽ có thêm sản phẩm của iBasic là những cái concept thể thao cho mình. Em này mà đi mặc tập gym hay là tập ở nhà là siêu thoải mái, hoặc là mình mặc bình thường cho Hoài luôn cũng được các chị yêu nhá. Với mức giá giảm hôm nay siêu mềm luôn các chị ha. Mẫu sản phẩm này em đang bán nguyên set ạ. Mẫu này thì không phải là mẫu set rời các chị yêu nhá. Hoài sẽ bán nguyên set cho mình luôn. Và cái sản phẩm này thì khi mà em Hoài giới thiệu kỹ về sản phẩm á thì Hoài sẽ đọc cho chị mình về cái thông số và tất cả các chất liệu của mẫu này luôn ha. Bây giờ Hoài sẽ giới thiệu này. Mẫu này các chị mình nhớ, mức giá gốc khá là cao luôn so với là mức giá sale trước, phải là so với mức giá của nó các chị mình nhớ. Mẫu này cho em Hoài là IB2 ạ. Mã sản phẩm cho em Hoài là IB2, giá gốc là 1.099.000, là 1.1 triệu các chị yêu nhớ. Và hôm nay trong live giảm tiếp 50%, còn cho mình đó là 549.000 một set, hai món cho Hoài luôn. Thật sự mà chị nào mà hay mua đồ tập gym hay là mua những con set thể thao này á, mình cũng biết là một chiếc áo hay một chiếc quần Hoài đang mặc bình thường giá gốc bèo bèo cũng phải 400-500 rồi. Bây giờ là khi Hoài bán nguyên set chỉ có 549.000 thôi. Mà chất liệu này bây giờ Hoài sẽ giới thiệu với chất liệu các chị mình nhá. Em đầm này á là 90% là nylon, cộng cho em Hoài là 10% spandex các chị mình ha. Là đối với chất liệu của em đầm này, em set này thực ra nói ra thì tên nó cũng hơi khó mường tượng một xíu. Tiểu Hoài sẽ giới thiệu về cái chất liệu trước. Thứ nhất đó là nó sẽ có độ đàn hồi giống như cao su vậy các chị mình. Và thứ hai là thấm mút mồ hôi siêu tốt, đặc biệt là không xù lông nha. Tại vì đồ thể thao mặc rất là sát và kiểu như cọ sát rất là nhiều ấy, nên là em cái set này á mà nó bị xù lông thì chắc chắn là không phải sản phẩm xịn sò đâu. Mặc dù là nó sẽ là co giãn, độ co giãn của nó không phải quá nhiều, nó không bị giãn nhiều ấy, nhưng mà em đầm này, cái em set này không nóng. Lai đầm nhiều quá là bây giờ qua lai set cũng nó đầm luôn các chị mình ạ. Nó sẽ không bị nóng ha. Và điểm đặc biệt là em đầm này, cái em áo này các chị thấy không ạ? Cho Hoài nó sẽ có cái phần tay để mình sợ vào. Phần đằng sau sẽ có hình khoét cho Hoài nữa nhá. Cái họa tiết của nó sẽ là họa tiết vân các chị. Màu của em đang mặc sẽ là màu xám, và thực ra em này thì có thêm một màu nữa nhá. Hoài sẽ có thêm một cái màu đó là màu đỏ đỗ các chị mình. Em đầm em cái set này thì cái màu đỏ đỗ nó cũng rất là đẹp luôn. Và chị nào thích an toàn và dễ mặc nhất thì mình mặc cho em Hoài cái màu xám giống em Hoài đang mặc ấy. Cái màu xám đen phối siêu sang luôn. Quần lưng rất là cao. Quần này lưng bản cho Hoài cao siêu cao luôn. Tại vì những cái mẫu quần này nó gần giống như là quần ghen bụng vậy các chị mình. Thứ nhất là để các chị mình hoạt động thoải mái, tập thể dục thể thao, đi lên đứng xuống, giơ tay lên không bị hở là thứ nhất. Và thứ hai nữa, đối với những cái mẫu này á, nó sẽ như một cái ghen bụng, nó định hình lại cái vòng 3 của mình và cái vòng 2 của mình nữa. Nên là khi mà chị nào có cái vòng mỡ này, ví dụ như mình vừa sinh em bé xong, hoặc là trong cái thời điểm mà mình đang giảm cân ấy, thì mình có thể mặc những cái mẫu này để thứ nhất là mình nhìn được cái vòng bụng của mình như thế nào, và thứ hai là nó sẽ định hình và cố định cái vòng 2 của mình để làm cho cái vòng 2 mình nhỏ hơn rất là nhiều nha. Mẫu sản phẩm cho Hoài là IB2 các chị mình ha. Thiết kế này khỏe khoắn, gọn gàng và giúp tối đa hóa hạn chế sự ràng buộc khi mà vận động các chị mình. Đấy là cái điểm đặc biệt của em đầm này nhá. Mình có thể này mix match với những sản phẩm khác để đi dạo phố đi chơi. Tại vì là em set này mình có thể mặc thể dục thể thao, nhưng mà các chị mình có thể là mặc những cái phong cách để mình đi dạo phố, đi thể thao cũng được. Chất liệu tổng hợp co giãn nhiều, đàn hồi tốt và không bị sù lông trong quá trình sử dụng các chị yêu ha. Đối với set này mình có thể là mình mặc cho em Hoài hàng ngày luôn, và cái độ tuổi của mình mặc cũng không có bị kén nữa. Em này thì mình sẽ có size đầy đủ các chị yêu nhá. SML cho em Hoài dưới 65 cân mặc đẹp. Chất liệu này thì siêu co giãn luôn. Rồi ok. Chắc nhờ chị gài lại cho em cái này quá. Rồi Hoài kéo. Hoài định là kéo độ co giãn cho các chị xem mà nó bị bung ra các chị mình là thôi để Hoài kéo cái áo các chị xem nhá. Thực ra cái độ co giãn của nó có nhưng mà không phải là siêu nhiều đâu. Em này co giãn vừa phải, tại vì đúng ra mà cái này mà co giãn nhiều quá là nó bị nhão các chị mình. Tại vì cái em là phối với là nylon với là spandex các chị mình, nên là nó sẽ có độ co giãn khá là ít thôi. Và là khi mà mình mặc trên cơ thể, đối với độ co giãn này là siêu thoải mái cho Hoài rồi. Đấy, mẫu này mình sẽ chốt nhanh các chị yêu nhá. Bây giờ Hoài sẽ chốt các chị mình thêm 3 phút nữa thôi nha. 3 phút để chốt set này thôi, và bây giờ Hoài sẽ đọc comment của các chị mình nhá. Em Hoài sẽ đọc comment của các chị mình mẫu này. Rồi ok. Các chị mình hỏi là 57 cân. 57 cân thì mặc cho em Hoài đó là size 57 cân, mặc cho em Hoài size L chị yêu nhá. 57 cân mặc size L là vừa đẹp. Đây là cái form đằng sau giúp em Hoài tập thể dục thể thao, hoặc là đi tập thể dục thể thao, hoặc là đi tập hàng ngày thôi, đi chạy bộ cho em Hoài cũng rất là xinh cho mẫu này rồi. Rồi em Hoài có cho mình hai màu các chị yêu nhá. Chị yêu thích màu nào chốt ngay màu đó cho em Hoài. Tại vì mẫu sản phẩm này iBasic có mức giá giảm siêu mềm như các chị mình, và đối với cái mẫu này á, các chị nhà mình có thể là mua tại website, mình cũng biết là không có mức giá này nha. Khi mà đồng hành cùng Mark thì mức giá giảm cho cái set này là siêu mềm luôn nè. Hoài đang thấy là mặc mẫu này siêu thoải mái các chị mình luôn, hoạt động thể dục thể thao rất khỏe này, và kể cả là trong thời điểm hiện tại mình không có đi ra ngoài mình tập thể dục thể thao được, mình có thể tập ở trong nhà này, tập ở trên thảm yoga này các chị yêu nhá, những cái hoạt động bình thường thôi mặc, tại vì thấm hút mồ hôi rất tốt và đặc biệt là không có bị nóng các chị yêu ha. Rồi mẫu này thì Hoài chỉ chốt nhanh các chị mình thôi ạ. Nên là chị nào thích IB2 chốt nhanh
IB2 trên Hoài. Em chỉ chốt cho mình đó là 1 phút 30 giây cuối nữa là Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu này các chị yêu ha. Trong cái thời gian chốt mẫu này thì em vẫn còn rất là nhiều cái concept gọi là thể thao hoặc là đồ đi chơi của Mark phía sau rất là nhiều. Nên là các chị mình nhớ đồng hành cùng Hoài từ cuối like nhé. Rồi bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu cho mình một cái mã túi sách đi các chị. Bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu cho mình một cái mã túi sách nhé. Ok, các chị mình ơi, có mình có muốn mua túi sách mà bây giờ Hoài sẽ giới thiệu một cái mã túi sách của shop Lanka cho các chị mình nha. Mẫu túi sách này rất là đẹp cho em Hoài luôn. Đây hiện tại thì mình sẽ có cho Hoài đó là hai tông màu. Em này thì mình đang có mã sản phẩm cho em Hoài này. Chờ em một xíu các chị nhá, Hoài sẽ lấy mã sản phẩm này nha. Ok, mã sản phẩm túi sách này cho em Hoài đó là SA6. SA6 645.000 và đang được đúng. SA4 hả? Đâu, trong này ghi là SA6 chị. Ừ đúng rồi, trong hình chị gửi á. Rồi ok, mẫu này cho Hoài sẽ là SA6 các chị mình nhá. SA6 Hoài đang có hai màu với mức giá gốc cho em Hoài này. Em rồi ok, mẫu sản phẩm này cho em Hoài sẽ là SA4 các chị mình nhá. SA4 đang có mức giá giảm cho em Hoài đó là sẽ có hai màu trên màu này sẽ là màu này cho em Hoài sẽ là màu hồng tím và màu nâu các chị mình nhá. Mẫu sản phẩm cho em Hoài là SA4 ha, SA4 765.000 và đang giảm tiếp còn 382.000 ạ. Các chị mình xem cái mẫu này cho em Hoài nhá, SA4 ha. Mẫu này cho em Hoài sẽ có cho mình hai màu và thực ra màu này là màu phổi các chị yêu nhá. Em này không phải là màu trơn là các chị mình cũng sẽ rất là dễ mang cho em Hoài và mình sẽ có phần dây nhá. Bây giờ Hoài sẽ giới thiệu phần dây kỹ các chị mình, tại vì khi mà Hoài like túi sách á thì chắc là Hoài sẽ để gần các chị mình sẽ dễ xem hơn ha. Túi sách mà để xa thì không có thấy rõ các chị mình. Em này sẽ có phần dây ở bên trong nữa nhá, sẽ có phần dây đi kèm các chị mình này. Và mẫu này cho em Hoài bên trong sẽ có một ngăn các chị yêu ha. Em này không ngăn quá nhiều, một ngăn duy nhất cho em Hoài thôi. Phần phía bên hông thì em Hoài sẽ có thêm trên đó là túi này, rất là đẹp luôn. Có phần cho mình đó là cái em này sẽ là hút nam khóa nam châm các chị yêu ha. Mẫu này mình có thể một là mình mang cho em Hoài như thế này, hai nữa là mình có thể mang cho em Hoài kiểu là dây đeo chéo rất là xinh. Đối với những cái mẫu túi này các chị mình không có khó mang đâu nhá. Và đối với chất liệu da của shop Lanka các chị mình yên tâm giúp em Hoài là những cái mẫu này đều da rất là đẹp và đặc biệt là mình trong cái quá trình sử dụng nó sẽ không bị gọi là hư da của chị mình nha và không có bị bong chóc các chị mình. Kháng nước cũng khá là tốt nữa và Hoài đang có cho mình đó là hai màu. Đây các chị mình xem sản phẩm giúp em Hoài và trên cái logo này mình cũng có logo của nhé shop Lanka các chị ha và sẽ có trên Hoài đó là hai cái nút bọc ở hai bên nữa là một điểm nhấn cho mẫu túi này. Mình có thể mua cái mẫu này sản phẩm cho người thân bạn bè hoặc là mình mua mang hàng ngày cho Hoài cũng được, mang đi làm, đi chơi, đi dự tiệc, đi dạo phố đều rất ok. 382.000 các chị yêu nhé. Đối với mẫu này các chị mình phải nhanh tay chốt tại vì số lượng của nhà em thì siêu xịt luôn đấy ạ. Rồi ok, chị Ngọc Duy Trần em chốt mã sản phẩm cho mình này. Em thấy các chị bên Eagle cũng chốt đơn khá là nhiều và chị nào thích những cái mã sản phẩm của Như mặc hoặc là mã sản phẩm của Hoài mặc nãy giờ thì mình có thể lên đơn luôn cho em Hoài nha. Rồi mã sản phẩm cho em Hoài em này sẽ là SA4 các chị ha. Trong lúc là mình trong lúc đấy thì Hoài sẽ lên tiếp cho mình một đôi giày đi ha. Em Hoài sẽ lên tiếp cho mình một cái đôi giày này cho các chị mình nha. Rồi ok, đôi giày này cho em Hoài sẽ là SA3 nhá. SA3 trên Hoài là mã giày này và hiện tại Hoài đang có hai tông màu để Hoài sẽ lấy một chiếc của màu này với một chiếc màu kia, như thế thì nó sẽ nhanh gọn hơn các chị yêu ha. Đây cũng có logo của shop Lanka các chị yêu ha. Đây mình xem mã giày này trên Hoài nhá. Đây là mã giày các chị yêu ha. Mẫu này trên Hoài sẽ là SA3 465.000 và đang được giảm trực tiếp trên Hoài còn trên Hoài đó là ui chỉ có 232.000 thôi. Nghe cái mức giá khá là giật mình các chị mình ạ. 232.000 trên Hoài mẫu đôi giày này. Vậy là tính ra là sale gần 50% luôn các chị. Ui vậy là sale hơn 50% chứ, 50% cho Hoài luôn đấy nha. Và cái mẫu này khi mà các chị mình mua đôi giày này trên Hoài thì nó sẽ có đầy đủ cho mình 5 size luôn. Đó là size 35, 36, 37, 38 và size 39 nha. Da cho mình sẽ là da tổng hợp và em này sẽ là da nhẵn. Phối cho em Hoài viền của em này sẽ là phối họa tiết các chị yêu ha. Phần phía sau thì phối cho em Hoài là khoét gót này. Có thêm cho mình đó là cái phần co giãn ở phía sau nữa nên các chị mình mang rất là thoải mái. Đế cho mình sẽ là đế tầm 2 cm thôi nên là cũng không quá cao đâu các chị. Bình thường mình cũng không nên mang giày quá bệt nha. Mình mang trên Hoài tầm 2 cm như này sẽ rất là ok tại vì nó vừa tôn dáng này vừa lên cho mình dễ mang nữa. Các chị mình thích mẫu này nhanh tay chốt cho Hoài Hoài là SA3 kèm loại 232.000 đôi này thôi. Size số nhà em có đủ là các chị mình cứ để lại trên mã sản phẩm kèm loại.
các bạn nhà mình sẽ tư vấn sai rồi các chị mình nhá. Đối với giày á thì bên trong đa phần thì nó sẽ có lớp đệm khí các chị mình ha. Đối với cái lớp đệm khí bên trong á thì sẽ thấm hút mồ hôi tốt này, mà mang vào rất là êm chân, đặc biệt là không có bị cứng form ha. Điểm phía dưới nữa thì nhà em sẽ có cho mình đó là cái phần vân để tạo chống trơn trượt. Các chị yêu, nhà mình có đi Hoài nó cũng không có bị mòn cái đế dưới này đâu nha. Hiện tại thì Hoài đang có giá gốc cho em này là 465.000 và đang được giảm trực tiếp chỉ còn 232.000 các chị yêu nhé. Nhanh tay chốt mã là SA3 kèm thoại trên Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công. Cái mẫu này và cái mẫu túi sách lúc nãy các chị yêu, đây là cái mã túi sách và mã giày nhá. Hai sản phẩm này đều là của Sát Lan Ca hết các chị mình ha. Và hai mẫu này là mẫu sản phẩm rất là hot và mức giá siêu mềm cho Hoài luôn. Là chỉ nào thích hai sản phẩm này mình có thể chốt đơn luôn trên Hoài bằng cách đó là lên mã sản phẩm túi cho em Hoài sẽ là SA4, còn đối với cái mẫu giày này cho em Hoài sẽ là SA3 các chị mình nhé. Rồi bây giờ Hoài sẽ giới thiệu lại cái mẫu của em Hoài đang mặc này. Cái set thể thao thì chị yêu nào mà thích là chốt nhanh cho em Hoài ở trong live luôn nha. Set thể thao em lên mức giá các chị mình đó là 549.000 chị yêu ha. 549.000 một set cho Hoài, mã sản phẩm là IB2 ạ. IB2 kèm thoại chất liệu siêu đẹp luôn. Đây ngắm lại cái form một xíu nữa và Hoài sẽ chuẩn bị qua mẫu nhé. Rồi ok, các chị mình đã sẵn sàng qua mẫu chưa? Bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới đi. Tại vì là bây giờ mình vẫn còn cho em Hoài là đồ của MAC này, và kể cả là đồ của Sát Lan Ca hay là của iBasic em vẫn còn rất là nhiều phía sau. Các chị mình nhớ là chia sẻ livestream thật nhiều. Lượt chia sẻ livestream của mình nhiều thì em Hoài sẽ tiếp tục tặng mini game cho các chị mình nhé. Rồi ok, bây giờ các chị nhà mình đã... Em bây giờ thì chắc là Hoài sẽ qua mẫu luôn đi. Còn chị nào thích mẫu sản phẩm nào thì mình vẫn cứ comment và em Hoài sẽ tư vấn, hoặc là Như vào sẽ tư vấn sau cho các chị nha. Rồi, em Như qua một set nên cũng hơi tiểu thư một xíu nha, cũng hơi điệu đà nha các chị yêu nha. Rồi chị yêu nào mình chốt thì mình nhanh tay giúp em. Bây giờ chị yêu nào cái phong cách của mình nó sẽ hơi cái nhìn em nhìn cái áo thì rất là giống như là cô ba Sài Gòn các chị yêu ha, đúng không nè. Còn với cái form chân váy này thì em nghĩ là cũng rất là quen thuộc cho những chị yêu mà hay thường xuyên là mua đồ này, và tại vì nó là một cái chân váy quốc dân đúng không cả nhà, lên đi đâu mình mặc cũng được hết, đi làm, đi chơi, đi tiệc, ở nhà, đi dạo hay là đi đâu cũng mặc cái chân váy này, và nó rất là dễ phối đồ. Thì ngày hôm nay em đang phối cho mình một em áo sơ mi hoa, gọi là một em áo sơ mi họa tiết rất là xinh. Chị yêu nào thích cái phong cách nó hơi tiểu thư một xíu nhưng mà nó hơi điệu đà một xíu mà nó không có bị quá bánh bèo thì mình có thể chốt cho em cái set đồ này. Và cái giá ngày hôm nay cũng sẽ rất là ưu đãi cho các chị em nhà mình, cho nên mình có thể chốt nhanh giúp em nha. Các chị có thấy rõ cái set em đang mặc không cả nhà? Các chị có thấy rõ cái set em đang mặc không này? Bây giờ em lên luôn nha. Mã sản phẩm ngày hôm nay với chiếc áo sơ mi họa tiết này các chị. Với chiếc áo sơ mi họa tiết như thế này bình thường, cái giá gốc mà khi mà các chị mua á là gần 500.000, 495.000 là cái giá gốc cho các em này. Thì bây giờ nhà MAC đang sale với giá là bao nhiêu cả nhà? Mã sản phẩm là AB1 này sẽ lên với giá 215.000 cho em Như nha. Và cái set này của em á, cái áo á, chất liệu là cái cotton mình mặc lên rất là mềm nha. Cái chất vải nó mềm và cái vải nó không có bị nhăn, nó y chang như lụa vậy đó các chị. Nó cotton nhưng mà y chang lụa, mặc rất là mát. Và cái phần tay của mình ở phần bèo nó thêu như thế này nè các chị. Rất là xinh, cái phần bèo thêu thêm tạo cho nhìn cho nó giống như cái phần ở trên này các chị. Đó, cái phần bèo viền thêm ở trên á, nhìn cho nó là điệu đà thêm á. Và cái mẫu này thì em sẽ có hai tông màu, em nói thật với các chị, y chang như là cô ba Sài Gòn vậy đó. Nhìn nó rất là cổ điển, nhìn nó rất là cổ điển đúng không nè, nhưng mà nó cổ điển theo cái hướng mà cổ điển hiện đại á, chứ không phải là theo cái quá xưa cổ nha. Đây nhìn cho em nè, để nó, tại vì nó đã cách điệu lên rồi, một cái tông màu gọi là cái tông màu xanh họa tiết hoa nhí như thế này. Em đang mặc là tông màu be cho em nhá, tông màu be vàng vàng rất là xinh. Rồi, lên cho em là mã sản phẩm này nè. Chốt hả? Chị Sarah bảo là chốt này, chốt thì lên giúp Như là cái mã này là AB1 giùm em Như nha cả nhà. Áo này là mã AB1 cho em, trời ơi điệu đà quá các chị ơi, thật sự cái này mà phối cho em một cái quần jean thôi là cũng đẹp nữa. Phối cho em cái quần jean thôi là cũng đẹp nữa. Cái áo sơ mi này có size S, M và L giùm em Như nha, S, M, L. Lên cho em là mã AB1 giúp em đi các chị, AB1 215.000 cái mã áo này. Hai tông màu giúp em nha, một tông màu xanh và một tông màu be em đang mặc nha. Họa tiết hoa nhí thì lúc nào á mình mặc lên cảm giác nó cũng rất là trẻ trung nè, nó cũng rất là trẻ và cực kỳ gọn người với mọi với lại cái họa tiết hoa này. Bây giờ lên tiếp tới cái chân váy này cả nhà. Em qua tiếp cái chân váy nè. Trời ơi thiệt sự, chân váy này có túi luôn nè cả nhà, wow đẹp quá.
Đây, cái chân váy của mình, cái form nó sẽ rất là, gọi là rất là xòe, rất là tự nhiên. Tại vì những cái đường chích ly ở phần trên như thế này này, thì khi mà mặc lên nó tạo được cái độ phồng và độ xòe rất là tự nhiên cho các chị nhà mình. Thành ra nếu mà chị yêu nào bình thường mình mặc những cái mẫu chân váy, mình sợ là sẽ lộ cái phần ở vòng vòng 2 của mình, là lộ khuyết điểm á, thì nên chốt cho em cái mẫu này. Tại vì form chân váy kiểu như là nó sẽ em như 1m58 thì mặc dài qua gối một xíu. Khi mà các chị mặc như thế này, cảm giác cái chân của mình nó rất là thon, đúng không nè? Tại vì đâu có thấy cái gì nữa đâu mà bảo sao thấy nó không thon, nó không gọn các chị. Bảo sao mà mình không thấy cái lộ khuyết điểm được? Tại vì nó đâu có thấy cái gì cái chân mình đâu, chỉ thấy cái chân váy này thôi. Cái độ phồng và cái độ xếp lên tạo được cái độ xòe nó rất là tự nhiên, mặc lên nó rất là trẻ. Mã sản phẩm này của em là AB2 giúp em Như nhá. Chân váy này của em sẽ là mã AB2 và em chỉ có đúng một cái tông màu trắng duy nhất này thôi cả nhà yêu ơi. Chân váy này chỉ có đúng một tông màu trắng này thôi. Trời ơi xuất sắc luôn này cả nhà. Có túi nha. Cái này thì có mồ, gọi là cái chân váy này không có quần bên trong, tại vì váy dài mà các chị, chân váy dài mà không cần phải do là có quần bên trong. Và cái lụa, cái chất này là chất lụa. Lụa của em kiểu như là nó sẽ rất là dày dặn chứ nó không có bị mỏng. Này này, em đang mặc màu trắng. Tại sao khi mà mặc màu trắng lên đó, các chị có chị hỏi em là ừ em ơi, váy trắng này mặc nó có bị mỏng hay không, nó có bị lộ khuyết điểm hay không đó, chị sợ như vậy. Nhưng mà ở đây em Như đang đứng và live stream trực tiếp với các chị nhà mình, tất cả các ánh đèn đang chiếu thẳng vào Như, thì các chị đang thấy là những cái ánh đèn đang chiếu thẳng vào em á, thì nếu mà cái váy nó mỏng hay là nó có khuyết điểm gì thì các chị sẽ thấy rõ ràng nhất, chứ không phải là em đâu, đúng không các chị? Các chị sẽ là người thấy rõ ràng nhất luôn. Mà đây thì các chị nhìn cho em nè, đâu có thấy là bị mỏng hay là bị gì đâu, đúng không? Cho nên yên tâm chốt đơn cho em cái này, rất là đẹp. Tại vì cái phần xếp ly như thế này nó đã xếp, khi nó xếp lại thì nó cảm giác y như là mình mặc cái đầu váy hai lớp gì đó. Thì các chị cứ yên tâm cho em nha. Có 355.000 thôi. Cái giá gốc của em này là 500.000 nha các chị yêu nhà mình nha. Chân váy này giá gốc 500.000, hiện tại đang sale lên cho các chị là còn 355.000. Nếu các chị yêu nào chống mẫu này là em free ship toàn quốc nhá. Chân váy này free ship toàn quốc nha các chị yêu nhà mình ha. Một tông màu trắng duy nhất và em còn size S, size M và size L giùm em. Rồi AB1 cho chị Yến Nguyễn có đơn luôn nè các chị yêu ơi. Màu B hay là màu xanh đều xinh hết với chiếc áo này. Cái phong cách rất là điệu đà nha các chị yêu nha. Cho nên đừng bỏ lỡ cho em cái set này. Áo là 215 còn chân váy là 355.000. Nên chốt cả set. Cái set này các chị đi làm cũng được nha. Đi làm thì rất là điệu đà rồi này, rất là nhẹ nhàng và rất là đầm thắm. Còn nếu mà mình đi tiệc nè, mình có thể phối cho em một cái kiểu như thế này cũng được. Còn không, các chị có thể phối cho em một cái áo blazer hoặc là áo bra bên trong, phối cho em một cái áo vest thì rất là sang chảnh. Còn không, các chị có ở nhà mình có áo thun, mình có thể phối kèm theo cái chân váy này cho em. Nói chung cái chân váy này ngày hôm nay các chị không biết mình mặc cái gì thì cứ lấy cho em cái mẫu này, mình phối với tất cả những cái mà áo trong tủ đồ thì đều hợp hết giúp em Như nha. Rồi nhanh tay giùm em nè. Bình thường á, cái chân váy lụa này các chị mua giá cực kỳ cao. Em nói thật sự, không có cái giá mà 355.000 đâu các chị. Hàng lụa nha, hàng xịn sò, hàng thiết kế đàng hoàng nha các chị. Sorry mọi người. Cho nên là không sao đâu các chị. Tại vì cái tóc em nó cứ mày corona tránh xa ta ra hả? Cái tóc nó cứ chợt chợt vô là mũi nó khó chịu dễ sợ. Rồi. Hát xì là sợ luôn. Nghe hát xì là thả điện thoại xuống nghỉ coi livestream luôn. Rồi, áo này của em hiện tại chị mới vô xếp mẫu mặc bao nhiêu có size gì? À Set em mặc hả chị Khánh Nguyễn? Set em đang mặc là áo là mã AB1 giúp em Như nha. Họ tiết hoa nhí rất là xinh. Một em áo sơ mi rất là gọi là điệu đà luôn. Giá là của em là 215.000. Màu em đang mặc là màu B, còn màu em đang cần là màu xanh giúp em Như nha. Màu hoa nhí này thì các chị vào cái mùa hè như thế này mình mặc nó cũng rất là mát mẻ. Nhiều khi các chị thấy ở tay dài như thế này mặc có nóng hay không, nhưng mà em xin thưa với các chị là nó không hề bị nóng. Cái chất liệu này là cô tông một lớp giúp em nha, nó không bị mỏng và các chị mặc nó sẽ không bị nóng. Tại vì đã mùa hè rồi thì lên cho các chị những cái sản phẩm nào nó phải thấm hút mồ hôi giúp em. 215.000 là mã áo. Còn chân váy của em thì em chỉ có đúng một cái tông màu trắng này thôi. Có túi xịn sò cho mình như thế này. Với mẫu chân váy lụa như thế này này, các chị yêu nhà mình ơi, bình thường mình mua với giá rất là cao đúng không? Thì em hôm nay đang lên với giá sale cho các chị chỉ có là 315.000 cho em, 355.000 cho em cái chân váy này thôi nhá. Các chị nếu mà chân của mình nó hơi có khuyết điểm nhiều một xíu nè, đó, thì mình cứ thay lấy cho em những cái mẫu chân váy xòe như thế này, che được cái phần bụng của mình này và những che những cái khuyết điểm ở phần chân của mình thì còn cái gì bằng nữa. Hàng lụa mà các chị, hàng xịn sò ngày hôm nay các chị mua cái mẫu này, em free ship toàn quốc nhá.
Chân váy của mình 355.000, em free ship toàn quốc giúp em Như. Hiện tại các size MS, này, size M và size L giùm em. Nhớ giúp em là những hóa đơn của mình trên 300.000 đều được free ship nha. Rồi cả nhà ơi, ok nè, em thấy đơn của chị Thanh Tâm nè, AB1 nè, 215 màu trắng. Rồi ok, chị có đơn cho mình luôn nha. Rồi còn chị yêu nào mình chốt thì mình chốt nhanh giùm em. Chị yêu nào mình mới vào like, mình có thể chia sẻ like giúp em đủ 300 lượt chia sẻ đấy các chị ơi. Hiện tại là hình như là có 124 lượt chia sẻ rồi. Đó, gọi là gần nửa chặng đường rồi. Các chị hai cố gắng lên cho em là 300 lượt chia sẻ, em sẽ lướt tặng một chị một cái voucher trị giá 300.000 của thương hiệu ABC nha. Voucher này sẽ được áp dụng trực tiếp giảm giá ngay trên sản phẩm mà các chị mua của thương hiệu ABC luôn. Sau đó khi mà các chị tiếp tục, gọi là các chị nếu mà mình tương tác tốt với em sẽ tặng tiếp cho chị, các chị nhà mình mỗi chị thêm một cái voucher trị giá 200.000 đồng, và em tặng cho hai chị nữa một, mỗi chị một cái voucher trị giá 200.000 đồng của nhà sáp Lanka. Và những cái thương voucher này cũng sẽ được áp dụng trực tiếp cho em giảm giá trên cái những cái sản phẩm. Còn với nhà mát thì em sẽ tặng tiếp cho các chị một em chân váy mini này nha các chị yêu nha, trị giá 445.000 các chị ha. Cho nên là mình cố gắng mình chia sẻ giúp em đi, chia sẻ giúp em đi, em mới tặng quà được cho mình. Tại vì nãy giờ em thấy đầu like tới giờ các chị có comment chơi game, nhưng mà các chị không có chia sẻ thì các chị cũng không thể nào mà được tặng quà đâu. Áo thun dài tay mới lại lúc lại like mãi gì, áo thun mà thun kiểu của em, áo thun gân đúng không chị, mã gì ta không có nhớ người đẹp ơi. Đợi một lát đi các chị, đợi em lát em ra em xem lại em coi thử cái áo thun em mới phối với cái chân váy mà A9 à. Rồi cái mã đó là mã A9 giúp em nha chị Thanh Thúy nha, giá là 215.000 giúp em nha chị Thanh Thúy. Có ba màu này, màu xanh bơ này, màu xanh dương với lại màu cam min, nó rất là xinh. Rồi ok nè, bây giờ em chuẩn bị em qua mẫu tiếp nha cả nhà. Cô chị yêu nào lấy cái set này thì có thể lên nhanh giùm em Như nha. Bây giờ em chuẩn bị em qua mẫu tiếp đi, cô chị nào lấy thì lấy lẹ giúp em. Rồi ok, qua mẫu nha cả nhà nha. Bây giờ Hoài sẽ qua một cái set mới với mức giá siêu mềm cho mình nhớ. Bây giờ Hoài sẽ qua cái mẫu này các chị yêu ha. Mẫu set của Hoài đang mặc hôm nay mức giá phải gọi là siêu siêu đáy cho mình. Tại vì bình thường mình mua cái set của Hoài đang mặc nó sẽ có cái mức giá dao động trên Hoài tầm là 700.000. Nhưng hôm nay khi các chị mình mua cái set này thì chỉ còn mức giá trên Hoài đó là 310.000 nguyên set thôi các chị yêu nhớ. Nghĩa là áo Hoài đang mặc với chiếc áo thun gân form dáng căn bản cho mình này, tay dáng ngắn trên Hoài, sẽ kết hợp kèm trên Hoài đó là thêm một chiếc chân váy dáng A với chất liệu trên Hoài là cotton. Và chân váy này sẽ có là quần bên trong. Thật ra cái này là quần giả váy các chị yêu nhá. Các em này là quần giả váy ha, và nó sẽ có lớp quần bên trong nữa, thì phần cô tông phối caro siêu đẹp. Và mức giá của chân váy và áo hôm nay chỉ có một chiếc, đó là 155.000 thôi. Trong khi đó mức giá gốc là em này bình thường mua phải hơn 700.000 các chị yêu nhá. Chị nào thích mẫu áo của Hoài đang mặc chốt ngay trên mã AB3 kèm thoại. Còn chân váy của Hoài đang mặc chốt ngay mã sản phẩm cho Hoài là AB4 nhá, để được lên đơn hàng thành công ha. Hiện tại thì chân váy Hoài sẽ có một màu, còn đối với cái mã áo á, thì Hoài sẽ có cho mình đó là ba màu luôn các chị yêu ha. Bây giờ trước khi là mình sẽ vào sâu vào chân váy thì mình sẽ giới thiệu trước cho chị mình mã áo này. Áo Hoài đang có cho mình đó là màu cam này, màu xanh và màu be nhá. Cam xanh và màu be, chất liệu cho em Hoài là thun gân, có độ co giãn siêu nhiều, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Vải này thì đảm bảo một điều nữa là mặc siêu siêu mát cho Hoài nhá. Các chị nhà mình đang cần những cái mẫu áo mà gọi là căn bản nhất, dễ mặc nhất, ai mặc cũng được, da ngăm da trắng hay là người gầy người tròn đều mặc được, thì Hoài nghĩ là mới cái những cái mẫu áo thun mà form dáng hơi ôm nhẹ như này là sự lựa chọn rất là đúng đắn để các chị mình lựa chọn này. Trong thời tiết bây giờ đang là mùa hè chuyển thu thì thời tiết cũng đang khá là hơi hanh nhẹ, nên là mình mặc những mẫu này thì thứ nhất là để cho cái làn da của mình sẽ được bảo vệ là thứ nhất này, và thứ hai là cũng không quá nóng mà cũng không quá lạnh các chị nhé. Khi mà sờ vào thì vải siêu siêu mát cho Hoài luôn. Cái sờ gân này á, nó sẽ giúp cho mình cảm giác là người mình sẽ gầy hơn nữa, tại vì khi mà lên livestream mới nhìn thì nó không có rõ lắm, nhưng mà khi các chị em mình nhìn ở ngoài chắc chắn nó sẽ rất là rõ cái đường vân và mình cảm giác sẽ rất là gầy nhá. Bây giờ Hoài sẽ đọc một vài comment của chị mình ha. Bây giờ Hoài sẽ đọc một vài comment này. Mẫu áo trên Hoài, cái mẫu này á các chị nhà mình, cổ của nó sẽ là cổ tròn luôn nhá, chắc là Hoài phải tháo cái này ra thôi, tại vì vải rất là mềm. Em này vải rất là mềm, và khi Hoài mang cái mic vào các chị mình nó sẽ bị nhún cái form áo ha. Thì Hoài sẽ bỏ cái mic ra ngoài luôn để các chị mình có thể là dễ dàng mình xem được cái form cổ áo này. Là cái form cổ áo giúp Hoài nhá. Form cổ áo sẽ là form cổ áo căn bản, tay dáng trên Hoài sẽ tay dáng ngắn rất là đẹp trên Hoài luôn. Mức giá của áo này chỉ có 155.000 đó chị yêu nhá. Rồi còn mẫu này cho em Hoài, mẫu chân váy của em Hoài đang mặc nhá. Chân váy của Hoài đang mặc thì lên mã sản phẩm cho em Hoài đó là AB4 các chị mình nhá. AB4 với mức giá cho em Hoài sẽ là
155.000 luôn. Trên phải có quần bên trong, chị yêu thích mẫu này lên ngay mã sản phẩm kèm loại cho em Hoài luôn để được chốt đơn hàng thành công ha. Đây các chị mình ngắm cái form dáng cho em Hoài ạ. Rồi mẫu này cho em Hoài, bây giờ mình nhanh tay chốt đơn ngay cho em Hoài và size số hiện tại Hoài vẫn đang còn đủ cho các chị mình nhá. Ok các chị mình này, mẫu này cho em Hoài. Bây giờ thì các chị mình ơi, mình sẽ chốt mẫu này khá là nhanh nhá. Bây giờ Hoài sẽ chốt mẫu này cho mình tầm thêm cho em Hoài đó là 3 phút thôi. 3 phút để chốt mẫu này cho em Hoài nên là mình sẽ tranh thủ là chốt 3 phút mẫu này. Sau đó Hoài sẽ giới thiệu thêm một vài mã sản phẩm rất là dày hoặc túi sách xem kẽ các chị mình ha. Rồi bây giờ em đọc comment một vài comment của chị mình nhá. AB4 Hoài đang thấy các chị mình lên đơn rất là nhiều này. Mẫu áo cho Hoài sẽ là AB3 các chị yêu ha. Nếu như chị nào da trắng thì mình có thể lựa những cái mẫu cho em Hoài đó là những cái mẫu màu cam này, màu be cũng đều rất là dễ mặc, và màu xanh thì siêu hách da hách giảm các chị mình rồi. Tất cả những tông màu này là đều những là tông màu dễ mặc nhá. Áo AB3 cho chị Cool Game CRH này. Áo này chỉ có mức giá 155.000 thôi, vải siêu đẹp các chị nhá. Nếu như mà mình mua nguyên cành cho em Hoài á, mua nguyên cành cho Hoài thì sẽ được free ship các chị yêu nhá. Mình mua nguyên cành thì 100% mình sẽ được free ship ạ. Rồi các chị mình ơi, em đã thấy đơn của chị yêu rồi ạ. Các chị mình cứ lên đơn cho em Hoài nhé, em sẽ liên hệ lại cho các chị mình sau nhé. Áo cho em sẽ có 3 size, đó là size S và size M và size L. Chân váy Hoài cũng sẽ có 3 size cho mình, đó là size S, size M và size L. Tính ra mình mua nguyên set này 310.000 mà còn được free ship nữa các chị yêu ơi. Và nếu như mình mua nguyên set thì sẽ rất là lợi, vì dùng áo phối với sản phẩm khác hoặc là dùng chân váy phối với sản phẩm khác đều rất là xinh nhá. Tất cả các sản phẩm đều rất là dễ phối và rất là dễ mặc cho các chị mình luôn. Là các chị yêu nào mà thích concept này thì mình cố gắng là mình chốt đơn ngay cùng em Hoài nhá. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số loại cho Hoài là được này. Rồi bây giờ thì mình sẽ đọc comment của các chị mình. Em này thì Hoài sẽ có cho mình này size S, size M và size L, áp dụng cho chị nào dưới 65 cân và eo cho em Hoài dưới 75 thì mình sẽ mặc vừa tất cả các mẫu sản phẩm của MAC luôn các chị yêu ha. Tất cả các sản phẩm của nhà em đều có cho mình đó là size số như thế, còn mẫu nào lẻ size thì Hoài sẽ báo cho mình luôn. Cái chân váy này mình sẽ kèm cái dây kéo đồng khóa đồng ở bên hông các chị mình. Cái dây kéo khóa đồng này là một cái điểm nhấn cho mẫu chân váy, và mẫu này thì là quần giá máy ha. Nếu như các chị mình đi ô tô hoặc đi xe máy cũng rất là tiện lợi và mình không có sợ gọi là bất tiện khi mà mang đồ ngắn dưới Hoài nha. Form dáng thì siêu dễ mặc và siêu hách da cho các chị mình luôn. Rồi chân váy có màu khác không bạn? Chị Trần Trần ơi, chân váy này Hoài chỉ có duy nhất cho mình là một màu nhá. Chân váy Hoài chỉ có duy nhất cho mình là một màu. Các chị nhà mình ơi, áo thì em có 3 màu nhưng chân váy duy nhất một màu cho mình thôi. Tại vì cái mẫu này ấy nhà em không phải là hết màu mà là chỉ có duy nhất một màu. Cái màu caro này á mình mặc quanh năm suốt tháng luôn, không bao giờ bị lỗi mốt nhá, mà mặc Hoài cho em Hoài được luôn các chị. Rồi các chị đang ở trong livestream có thể là tương tác cùng Hoài thật nhiều đúng không ạ? Mình đừng quên là em vẫn còn voucher phía sau em Hoài chưa có tặng đâu nhá, nên là các chị cố gắng là tương tác cùng Hoài thật nhiều ha. Chia sẻ cái livestream này lên trang cá nhân cho em Hoài, và nếu như lượt chia sẻ của mình đạt cán mốc cho em 300 đến 350 là Hoài đã có thể tặng cho mình tới 3 cái voucher rồi. Nên là các chị mình cố gắng là xem livestream thì mình tương tác cùng em thật nhiều ạ. Rồi mẫu này nhanh tay các chị yêu ha. Em chốt mã này cho mình thêm một xíu nữa. Sau đó thì Hoài sẽ giới thiệu thêm một vài đôi giày và sau đó thì mình sẽ quay lại cái mã sản phẩm này kỹ hơn cho các chị mình nhá. Cái mẫu này thì nãy giờ Hoài giới thiệu cũng khá là sâu rồi và thật sự là mức giá thành hôm nay thì quá ưu đãi. Và đối với những mẫu này đều là những mặt hàng gọi là sản phẩm mới nhất trong bộ sưu tập mới của nhà em. Các chị nhà mình mà hay theo dõi website hay là hay theo dõi livestream của nhà em thì cũng biết là bao giờ giá trên livestream nó sẽ cũng mềm hơn giá website hay là sàn thương mại điện tử hơn rất là nhiều. Nên là Hoài khuyên thật là các chị có thời gian xem livestream này, mình nhớ săn sale trên live của em thật nhiều nha. Săn sale trên live thứ nhất là có mức giá ưu đãi và thứ hai là chắc chắn các chị mình sẽ còn hàng đấy ạ. Rồi ok, Hoài chúc chị yêu Kumer ạ. Ok chị yêu luôn. Rồi chị Thanh Trần em chúc mã AB3 này, chị yêu Hồng Trần Ánh em chúc mã sản phẩm AB3 cho mình luôn. Rồi AB4 em chốt đơn cho chị Nga Nguyễn ạ. Chị nào thích mẫu này mình tranh thủ mình chốt đơn nhé. Số lượng của mẫu này còn siêu ít luôn, tại vì các chị nhà mình thấy là mẫu này có mức giá cũng khá là mềm và gần như là mềm nhất ở trong livestream rồi. Thì những cái mẫu sản phẩm mà bình thường mức giá thành khá là cao nhưng hôm nay chỉ có mức giá 310.000 một set thôi là các chị mình phải tranh thủ nhé. Và Hoài đang phổ với một chiếc giày, các chị mình thấy không ạ? Hoài đang phổ với cùng một đôi giày của mẫu này của Sát Lanka luôn các chị mình nhá, thì Hoài sẽ lên mã các chị mình luôn ạ. Mẫu giày của Hoài đang mặc lên mã sản phẩm cho em Hoài đó là SA3 các chị mình nhá. Mẫu giày này cho Hoài là SA3. Mẫu giày này cho Hoài là SA3 và em SA3 này đang có SA5 hả? Mẫu này cho em Hoài là SA5 các chị mình nhá. SA5 Hoài lên mức giá là 247.000 các chị yêu nhá. 247.000 đôi giày này, chị yêu nào mà thích SA5 chốt ngay cho em Hoài. Ủa sao đôi giày này mức giá quá trời mềm luôn các chị mình ơi. Đôi giày Hoài đang mang này, Hoài đứng xa các chị xem nhé. Không biết là trong live các chị mình có thấy rõ cái đôi SA5 này không ạ? Em Hoài đang có đầy đủ size cho cái đôi giày gọi là da beo, và cái mẫu này cho em Hoài sẽ là em dạng sandal rất là xinh các chị mình nhé.
Và mức giá hôm nay SA5 này Hoài báo giá lại này 247.000 đó chị ơi. Nhanh tay chốt ngay đôi giày này cho em cao cho mình, đó là tầm 9 xăng nha. Em này là cao 9 xăng và form rất là dễ mang, tại vì nó là gót trụ, các chị phối da siêu mềm luôn. Đấy, chị nào thích đôi giày này chốt cho em hoặc là SA5 kèm Hoài. Còn nếu như chị nào quan tâm set của em Hoài đang mặc thì chốt thật là nhanh nhá. Rồi ok chị yêu, em chốt mã sản phẩm cho mình này, cho chị yêu Khuy ạ. Rồi, các chị mình ơi, em đọc lại mã sản phẩm cho mình nhá. AB3 là mã áo 155.000, váy là AB4 155.000 luôn. Giày cho Hoài đang mang sẽ là SA5 với 248.000 các chị. Size số hiện tại em đang có đầy đủ cho áo này, cho cả giày và cho cả chân váy luôn. Là mình thích mẫu nào thì mình cứ lên đơn cho em bằng cách đó là lên cú pháp mã sản phẩm kèm thôi cho em Hoài trên cùng một dòng comment. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn cho mình sau nhá. Và xíu nữa cuối live thì Hoài và Như sẽ còn dành thời gian để review sản phẩm với các chị mình nữa. Nên các chị mình yên tâm là tất cả sản phẩm phía sau sẽ được review kỹ cho chị mình hơn nha. Và bây giờ thì các chị mình, chị nào còn thắc mắc về sản phẩm của Hoài đang mặc thì nhanh tay chốt đơn và Hoài tiếp tục lên mẫu mới với chị mình ạ. Các chị chốt thì lên trên Hoài mã sản phẩm kèm thôi, em Hoài mới chốt đơn được cho các chị yêu nha. Mình chốt đơn thì mình phải lên trên mã sản phẩm kèm thôi, còn mình comment chốt không là Hoài không chốt đơn được đâu các chị yêu ơi. Rồi các chị Vi Bùi này, Hoài chốt mã sản phẩm AB4 cho mình, AB1 cho chị Ngọc Thảo Trần nhé. Các chị nhà mình thích mẫu nào là mình cố gắng mình chốt đơn ngay, tại vì thời gian này mình lên mã thật là nhanh tay giúp em Hoài. Trong cái những cái mẫu này đa phần là số lượng của em Hoài còn siêu siêu ít cho mình luôn nhá. Nên các chị nhà mình yên tâm ạ. Rồi bây giờ thì Hoài đang về cho mình những cái phút cuối cho mẫu này rồi, nên là mình sẽ chốt cho em Hoài thêm tầm 2 phút nữa các chị yêu nhá. Bây giờ đang ở phút thứ 9 rồi và đúng phút thứ 11 Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu. Và chị nào thích set này thì chốt nhanh cho em Hoài là AB4 cộng AB3 để chốt nguyên set ạ. Giày nữa thì mình chốt cho em Hoài là SA5 nhá. Thì đang nguyên cảnh của Hoài đang mặc chỉ cả giày nha, chỉ hơn có 500.000 một xíu thôi. Mức giá quá là ưu đãi đi các chị mình ơi. Bình thường mình mua cho em Hoài một đôi giày như thế này thôi đã gần cả triệu rồi, nhưng bây giờ mình mua chỉ có là 248.000 một đôi thôi. Set của Hoài đang mặc cũng thế, gọi là tính ra bình thường là cái set này gần là 2 triệu, gần là tầm là 1 triệu mấy chứ các chị mình ha, 1 triệu mấy. Thì hôm nay mình mua cho em Hoài cái set này chỉ tầm cho em Hoài đó là tầm hơn 500.000 thôi, là được giảm trực tiếp quá là nhiều luôn. Là chị nào quan tâm mẫu này là nhanh tay chốt đơn ngay cho em Hoài nhá. Xem lại cái sớ vân áo cho Hoài một lần nữa các chị yêu ha. Đây là sớ vân áo vải này, mình có thể mặc mùa hè này, mặc mùa thu này, mặc mùa đông đều rất là ok. Và chân váy của em Hoài đang mặc thì em này có quần bên trong, nên các chị mình cũng không sợ ngắn và độ tuổi của mình cũng sẽ không bị kén nhá. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới các chị yêu ha. Bây giờ thì Hoài sẽ mời Như qua mẫu đầm mới các chị mình. Và phía sau Hoài còn set thể thao và đầm váy cho các chị mình và túi xách giày rất là nhiều. Các chị cứ đồng hành cùng Hoài ở trong livestream nha. Rồi, bây giờ em Như xin phép là qua với các chị một em váy rất là xinh nha. Cái mẫu này tự nhiên mặc vào cái muốn đi du lịch ghê luôn á các chị. Các chị nào giống em không? Em mặc vào tự nhiên em muốn đi chơi đi du lịch liền luôn á. Rồi, tiếp theo thì em sẽ qua cho mình một em váy hoa rất là xinh và cực kỳ điệu đà nha. Em váy này nó sẽ kiểu như là form nó hơi messy, tại vì em Như là cao 1m58 thì em mặc nó sẽ là dáng nó hơi messy nhẹ một xíu các chị yêu nha. Còn không thì nếu mà chị nào mà thấp hơn thì 1m50 hoặc là 1m48 á thì các chị mặc nó sẽ dài hơn em khoảng tầm 3-4 phân nữa thôi. Thì trong nó cũng sẽ là như một em đầm messy rất là xinh. Cái phần áo này của mình, phần ngực của mình nó sẽ có phần nhún ngực nha các chị nha. Nhún cái vòng một như thế này nè. Đó, nó cảm giác là cái vòng một của mình nó rất là đầy đặn và điệu đà cho em đầm này luôn. Bây giờ lên cho em mã này là một trong những cái sản phẩm cuối của nhà mát ngày hôm nay. Những sản phẩm gọi là một em váy cuối cùng của ngày hôm nay rồi, cho nên em mong là các chị sẽ chốt nhanh cho em cái mẫu này. Một em đầm xanh họa tiết màu trắng trắng, đầm xanh mai trắng đây các chị ơi. Mà sản phẩm là AB5 dùm cho em Như nha. AB5 với giá gốc là 645.000. AB5 với giá gốc là 645.000, hiện tại đang lên với giá sale cực kỳ lên, cực kỳ sốc cho các chị là còn 455.000 và em free ship toàn quốc nha cả nhà nha. 455.000 và em free ship toàn quốc cho các. Rồi, sorry mọi người. Rồi 455.000 cho em mẫu này nha các chị, để em cài lại đi. Nó bị tuột ra các chị ha. Em mén qua bên. Thôi để em cầm luôn cho nó tiện, chứ không nó rớt một lần nữa là hút hồn luôn. Rồi mọi người nghe rõ ha. AB5 với giá là 455.000 dùm em Như. Mẫu này thì hiện tại em sẽ có 2 tông màu cho các chị, một tông màu xanh đậm và một tông màu kiểu như là màu một tông màu đầm xanh với lại một, nó sẽ ngược lại các chị. Em đang mặc là màu nền xanh
hoa trắng, còn cái này là nền trắng hoa xanh dùm cho em Như nha. Đây, nó sẽ có hai màu và nó ngược lại như thế này. Phần đằng sau của cái mẫu đầm này nó sẽ chạy thun chỉ cho các chị nhà mình. Thành ra form của các chị tới đâu là nó đi tới đó luôn. Rất là co giãn thoải mái nhưng mà không hề bị nhão giãn form ra nha. Tay, cái phần tay của mình nó sẽ có bao phồng nhẹ thế này để các chị mặc lên nó cũng sẽ che được khuyết điểm cho mình. Phần dưới của mình nó sẽ không có phải là đầm, gọi là đầm ôm, nó sẽ là form với đầm xòe, thì các chị mặc vào á nó sẽ cảm giác là nó không có bị lộ khuyết điểm ra nha cả nhà nha. Rồi chị yêu nào lấy cái mẫu này thì có thể lên cho em là mã sản phẩm là AB5 giùm em. AB5 kèm cho em số điện thoại luôn. Đâu để em đọc comment của các chị nha. Mạng nó hơi bị lag một xíu, mọi người thông cảm giùm em không có đọc được cái comment luôn á các chị. Rồi sản phẩm này là với giá là 455.000 em free ship á các chị yêu nha mình ơi. Tại vì hóa đơn của mình mà trên 300.000 là đã được free ship rồi. Cái mẫu này nó sẽ tài nhẹ như thế này này cả nhà, rất là xinh. Nó sẽ lộ ra được cái chân, cảm giác nó rất là hết dáng nha. Rất là hết dáng, nó lộ được cái phần chân của mình ra. Đó chị yêu này, chị mình là cứ đưa cái chân mình ra như thế này này. Đó, rất là xinh. 455.000 là hiện tại free ship luôn. Và đầm này là đang có size cho các chị là size S và size M nha. Em không có size L. Mẫu đầm này sẽ có hai lớp, thành ra các chị không có sợ bị mỏng nha. Đầm này hai lớp cho mình hết nha các chị ơi. Chất liệu mặc lên rất là mát. Cái vải này mặc lên rất là mát, đầm hai lớp xịn sò hết, thành ra không có sợ là bị mỏng hay là bị gì hết trơn, yên tâm giùm em Như. Rồi bây giờ lên đơn cho em là AB5 giùm em Như nha. AB5 kèm cho em màu và số điện thoại luôn. Một em đầm trắng nền trắng hoa xanh và một em nền xanh hoa trắng. Các chị nha, chị yêu nào thích cái màu nào thì chốt nhanh giùm em, tại vì hai cái tông màu này rất là dễ phối đồ rồi, rất là dễ mặc và nó không có bị kén da kén dáng nha các chị yêu nha. Đây là mẫu này thì nhanh tay giùm em. 455.000. 455.000 là nhanh tay chốt đơn giùm em free ship toàn quốc nha các chị. Hiện tại mẫu này cũng là một cái mẫu cuối của nhà mát ngày hôm nay rồi. Thì em chuẩn bị em sẽ review lại tất cả các sản phẩm từ đầu like tới giờ. Cho nên chị yêu nào mà từ đầu like hiểu là mình vào xong mình chưa có xem được like á, thì mình có thể ở lại like trong cái giây phút này. Em sẽ giới thiệu lại là lúc đó các chị nghe mẫu, nghe mã này, nghe giá cả ưng ý thì chốt ngay trong like giùm em, để mình được ưu tiên chốt đơn hàng nha. Còn bây giờ thì nhanh tay chốt giùm em cái mẫu này luôn. Các chị ơi, đầm này là một cái mẫu mới của nhà ABC. Mẫu mới của nhà mát luôn nha các chị nha. Đầm này là một em đầm mới của nhà mát đang lên live với giá sale cực kỳ hấp dẫn là 455.000 em free ship. Tại vì thay vì cái giá gốc bình thường các chị mua là 600 mấy đúng không nè, thì bây giờ mua với giá là 455.000 giùm em nha. Rồi nhanh tay giùm em các chị ơi, chuẩn bị là em sẽ review lại hết tất cả cái sản phẩm luôn. Rồi em sẽ giới thiệu luôn những cái gọi là túi xách cũng như là giày dép của các thương hiệu nhà Sablanca. Cùng với những cái mẫu ngày hôm nay thì có đồ thể thao các chị ha, đồ tập gym, đồ yoga cho các chị yêu nhà mình. Em thấy là trong cái thời điểm này cũng là một cái thời điểm để các chị dành thời gian ra yêu thương bản thân và chăm chút bản thân mình nhiều hơn. Chăm sóc da này, chăm sóc dáng này, chăm sóc tóc này, đó. Chăm chút từng cái một trong cái cơ thể của mình mà bình thường mình dành quá nhiều thời gian để mình bận rộn với công việc hàng ngày. Thì đây là một cái khoảng thời gian để các chị em nhà mình ở lại ở nhà nè, mình có thể chăm chút lại bản thân của mình hơn. Tại vì sau dịch là mình phải nở hoa đúng không nè cả nhà. Rồi nhanh tay giùm em nhá. Mẫu sản phẩm ngày hôm nay em lên cho các chị có giá cũng rất là ưu đãi luôn. Rồi bây giờ còn chị yêu nào thích cái mẫu váy em đang mặc trên người thì mình nhanh tay mình chốt liền giùm em. Và những sản phẩm của nhà ABC ngày hôm nay chị yêu nào chia sẻ like để em tặng quà các chị yêu nhà mình nha. Chia sẻ like giùm em lên 300 lượt chia sẻ để các chị ơi, thật sự không đủ lượt chia sẻ là em không thể nào tặng quà được. Nhưng mà những món quà thì vẫn còn ở đây để mà tặng cho các chị, chứ đâu có đi đâu đâu các chị yêu ơi. Cho nên cố gắng chia sẻ like giùm em. Còn bây giờ thì chắc là em sẽ review lại luôn tất cả các sản phẩm luôn các chị yêu nha. Cho nên là chị yêu nào mà đang xem like thì mình ở lại like chim với em luôn. Em sẽ review lại ở lại live stream với em luôn. Túi sách là mình đã giới thiệu hết rồi đúng không chị? Còn mẫu nào nữa? Mẫu nào chưa giới thiệu em giới thiệu luôn cho mọi người nha. Rồi em sẽ giới thiệu luôn cái mẫu túi sách này nha cả nhà yêu nha. Cái này sẽ là mã SA6 cho em Như. Rồi đây các chị ơi, mã túi này là kiểu là một cái em túi kiểu cầm tay cũng được nha. Nếu mà chị nào thích thì có thể cầm tay như thế này cũng được nha. Còn không thì mình có dây này, các chị có dây kèm theo, các chị mang thèm túi sách giúp em cũng được nha. Những chị nào mà đi làm văn phòng cơ sở hoặc là mình đi tiệc tùng, mình có thể lái cho em cái mẫu túi này nha. Đợi em một xíu đi, em kẹp cái này vào đi. Rồi em... Rồi tạm thời là như vậy đi các chị yêu ha. Rồi đây các chị, để em mở ra bên trong. Ui cái chất da nó mịn mà
rất là mềm luôn các chị. Toàn bộ túi của nhà Sáp Lanka là toàn bộ là chất da tổng hợp hết nha mọi người nha. Thành ra các chị yên tâm về cái chất liệu này. Trời ơi xuất sắc luôn á. Da tổng hợp rất là mềm và cực kỳ mịn luôn nha. Bên trong là chỉ có một ngăn nha các chị nha. Bên trong có một ngăn nhưng mà nó sẽ có một cái ngăn da khó kéo ở bên trên á, để mình có thể để nhờ những cái vật gì nhỏ nhỏ ở trong cũng được nha. Rồi nhanh tay giùm em liền. Cái túi này là màu nó kiểu là màu cam cam đỏ cam nhẹ nhẹ nha các chị ha. Đó, thương hiệu của mình đây, Sáp Lanka là sẽ in khắc đằng sau lưng hết, đầy đủ tang mát, đầy đủ cho các chị nhà mình có dây đi kèm nha. Các chị có thể là xách tay, ví dụ đi tiệc tùng thì mình có thể xách tay như thế này. Còn nếu mà mình đi làm mình có thể đeo dây lên cho em nha. Cái mẫu này em sẽ có hai tông màu, một tông màu kiểu màu cam đỏ đỏ như thế này, kèm với một cái tông màu xám giúp em như thế này. Đây, hai màu giúp em nha. Giá của em này là 645.000 là giá gốc ngày hôm nay Sáp Lanka đang sale với các chị với giá là 222.000. Đây, 222.000 với cái mẫu túi sách này giùm em nha. Đây, để em cầm như thế này nè. Đó, nhìn nó rất là xinh. Sang quá trời, chị yêu nào thích có thể mua tặng cho mẹ mình cũng được nè. Mua tặng cho chị gái mình cũng xinh nha. 322.000 em nhập 322.000. Mã là SA6 cho em như một tông màu xám với một tông màu đỏ cam như thế này. Rồi, ok chưa các chị? Rồi, tiếp theo nha. Bây giờ là em sẽ review luôn nha các chị. Em sẽ nhờ chị Hồi vào review lại với em từ đầu mẫu, từ đầu loa tới giờ luôn. Con hả? Con gì ạ? À con này hả? Trời đất ơi. Rồi bây giờ em còn một cái set thể thao nữa các chị ơi. Đã chia sẻ quá trời quá đất. Vậy mà nó vẫn chưa đủ 300 lượt luôn á các chị ơi, đủ 300 lượt em như mới tặng quà được các chị ơi. Hơn 500 chị đang xem like, gần 600 chị đây. Rồi bây giờ là vô tiếp nha các chị ơi, em qua tiếp một cái sản phẩm nữa rồi em review lại luôn cho các chị nha. Trời cũng khác. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua một cái set mới cho mình nhớ. Và cái set này cũng là cái set cuối cùng ở trong line cho mình nha. Mẫu này cho Hoài mã sở hữu cho mình sẽ là IB3 các chị yêu ha. IB3 hôm nay em đang lên một cái mức giá khá là mềm cho mình nha. IB3 hôm nay một cái set thể thao mà Hoài đang có cho mình tới là hai tông màu các chị yêu ha. Em có tông màu cho mình đó là tông màu em đang mặc là cái tông màu xám xanh đen này. Và tiếp theo cho mình đó là tông màu hồng cam. Thì mẫu này đang có mức giá gốc cho em là 898.000. Thì trong line Hoài giảm trực tiếp cho mình còn cho em Hoài đó là 449.000 nhá. 449.000 set này các chị yêu ha. Mình có thể mặc tập thể dục thể thao hoặc là mặc dạo phố kiểu như là gọi là mặc chạy thể thao các chị, mình mặc chạy bộ ấy ở ngoài đường cũng rất là lịch sự, tại vì thực ra mẫu này nó cũng không phải là quá hở các chị yêu ha. Nếu chị nào mà có ví dụ như cái phần body của mình mà mình tự tin mặc những cái mẫu hở đúng như này ấy, thì Hoài nghĩ là lựa chọn cái set này khi mà mình tập thể dục thể thao hoặc là chạy bộ sẽ rất là thoải mái cho em. Tại vì vải là siêu siêu xịn luôn các chị yêu ha. Mẫu này cho em Hoài đang có mức giá cho mình là 449.000 các chị nhá. Chốt mã trên Hoài đó là IB3 kèm thoại là được ạ. IB3 kèm thoại để được chốt đơn hàng thành công đó là 449.000. Rồi bây giờ thì các chị mình Hoài vẫn có cái mã sản phẩm tiếp theo cho mình đó là IB4 luôn ha. Cho em cái mẫu IB4 luôn, chị em giới thiệu luôn cái mã IB4 cho các chị mình luôn nha. Hoài sẽ giới thiệu luôn cái mã sản phẩm là IB4 luôn để các chị xem. Thực ra những cái concept thể thao này rất là dễ lên form các chị mà mình ha. IB4 này thì mẫu này sẽ là quần dài ạ. Mẫu form quần dài cho em Hoài với mẫu sản phẩm cho mình đó là cái màu xanh nhá các chị mình ha. IB4 này em đang có mức giá gốc cho chị mình đó là 1.098.000. Thì trong live Hoài giảm tiếp cho mình còn 549.000 thôi ạ. Chị nào thích IB8 thì chốt ngay, IB4 thì chốt ngay cho Hoài. IB4 là cái set màu xanh này nhá. Em IB4 này thì Hoài có cho mình này. Áo thì hai màu các chị mình nha. Áo thì có hai màu là màu xanh và màu đen, còn quần trên Hoài chỉ có một màu duy nhất cho mình là cái màu xanh thôi. Còn đối với set IB3 thì Hoài sẽ có hai màu cho mình đó là màu xám và màu hồng. Thì chị nào thích set này mình cứ chốt nhanh trên Hoài nhá. Set này thì Hoài sẽ qua mã khá là nhanh đấy ạ. Hoài chỉ tư vấn sương sương cho các chị mình thôi, tại vì đối với cái set thể thao này khi mà lên livestream thì em Hoài không giới thiệu quá kỹ đâu các chị yêu nhá, tại vì số lượng cũng siêu ít luôn đấy ạ. Rồi mẫu này thì mình chỉ có 1 phút 30 giây thôi nhá. Sau đó Hoài sẽ để Như vào và mình sẽ tiếp tục là review sản phẩm cho các chị mình. Vì nãy là bạn Như là tưởng là hết sản phẩm rồi các chị mình, ai giờ là vẫn còn một set này ha. Mình sẽ giới thiệu set này nhanh thôi và Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu mới. Đối với cái mẫu áo của Hoài đang mặc này, cái em sản phẩm này là nguyên set các chị nhá, em này không bán rồi ha. Mã sản phẩm IB3 sẽ kèm cho Hoài một chiếc áo này có phần ren lỗ phối phía trên để thấm hút mồ hôi siêu tốt và một cái form quần dáng lỡ cho em Hoài ở phía dưới nhá. Còn đối với sản phẩm của IB4 thì em sẽ bao gồm một chiếc áo bra kiểu dạng 2 giây ấy, có cúc ngực sẵn ạ.
Tất cả những mẫu này đều có cùng một dáng và thêm cho em Hoài đó một chiếc quần dài form dáng lưng cao cho em Hoài. Thì quần cho em Hoài mẫu này siêu dễ mặc và cũng rất là ôm form với các chị mình luôn. 549.000 thôi ha. Hôm nay mức giá giảm là siêu mềm. Các chị mặc cho em Hoài những cái concept này đi tập thể dục thể thao là siêu siêu thích luôn, tại vì vải rất là mềm mịn và rất là mát. Đặc biệt là độ co giãn của những em này thì siêu nhiều các chị yêu ha. Và hồi các chị là mình cần à chị yêu ơi, khi mình chơi game mình không có để nhiều icon như chị Nhung Trương ơi, để icon nhiều là nó sẽ không hợp lệ đâu ạ. Các chị mình không để icon dưới Hoài nha. Khi mà mình chơi video mình không để ai cần cho em Hoài. Đầm AB5 là đầm nào? Chị ơi, AB5 là cái mẫu đầm mà Như vừa mặc xong ha. Xíu nữa Hoài sẽ review lại sản phẩm cho mình. Là mình cứ theo dõi livestream của em nhé chị Thoa Lê nhá. Xíu nữa Hoài sẽ lên mã sản phẩm cho mình AB5 là mẫu khác lại chị yêu ha. Rồi chị yêu thích set của em Hoài đang mặc, chốt ngay mã sản phẩm cho em Hoài là IB3. Còn mẫu này sẽ là IB4 các chị yêu ha. Thời gian livestream của nhà em á thì chắc chỉ còn cho mình tầm là 20 phút để em review lại sản phẩm cho mình thôi. Là chị yêu nào đang ở trong livestream này và đang muốn xem những sản phẩm hot hoặc là những sản phẩm đẹp của nhà em á, mình nhớ đồng hành cùng Hoài tới cuối live nha. Tại vì cuối live thì em Hoài sẽ có cái thời gian review cho mình tất cả các mã sản phẩm luôn trong vòng tầm là 20 phút thôi, là không có tới nhiều thời gian và hiện tại thì mình còn chưa tặng voucher nữa nhé. Rồi IB3 cho chị yêu này. Để Hoài xem lượt chia sẻ của chị là mình đang là bao nhiêu. Ôi, lượt chia sẻ của mình sao không tăng ta, lượt chia sẻ của chị mình vẫn vậy ta. Các chị mình ơi, tiếp tục chia sẻ lên cho Hoài nào. Trời ơi, tôi buồn ghê, dễ sợ. Đấy giờ là like là hơn 2 tiếng rồi, để Hoài xem nào. Trời ơi, 2 tiếng hơn rồi mà vẫn lượt chia sẻ của mình đang rất là thấp luôn. Hoài mong là các chị mình sẽ tiếp tục chia sẻ cùng Hoài và Như thật nhiều nha. Tại vì mình chơi game mà mình quên mất cái lượt chia sẻ. Không có lượt chia sẻ là Hoài không có tặng quà cho các chị mình được đâu ạ. Nên là mình cố gắng là chia sẻ thật nhiều với Hoài nha. Các chị mình cứ comment chơi video mà quên nhất mất cái điều quan trọng nhất là mình phải chia sẻ đi, nhớ là chia sẻ cùng Hoài thật nhiều. Rồi ok, mẫu này còn một phút cuối cùng các chị yêu nhé. Hoài đếm đọc lại mã nha. IB3 kèm với IB4. Thực ra là cái mẫu này các chị mình mặc bình thường nó khá là thoải mái, nhưng mà khi mặc lên livestream thì Hoài cũng không tự tin lắm, tại vì là những cái mẫu này thì đa phần là mình sẽ mặc kiểu như ở nhà này hay là mình mặc đi tập ở phòng gym thì nó sẽ thoải mái hơn các chị yêu ha. Tại vì bình thường Hoài theo cái phong cách kín đáo quen rồi nên là Hoài cũng không có kiểu như cũng hơi ngại vấn đề đó là hở phần đúng một xíu. Nhưng mà bình thường nếu như chị nào mà đi tập thể dục thể thao thì mình cũng không ngại mặc những cái mẫu sản phẩm này nhá. Mình đi mặc thể dục thể thao thì mình phải mặc kiểu như thoáng thoáng một xíu để thấm hút mồ hôi tốt này. Đặc biệt cho em Hoài thì nhìn kiểu như là khi mà mình hoạt động thể dục thể thao thì nó sẽ khỏe khoắn hơn các chị yêu ha. Rồi bây giờ các chị nhà mình ơi, em đã hết thời gian cho mẫu này rồi. Để Hoài sẽ mời bạn Như cùng vào để sẽ review lại tất cả các sản phẩm cho các chị mình nhá. À, bây giờ chắc là để Hoài đi thay qua một cái mẫu khác đi. Để Hoài sẽ thay qua cái mẫu khác xong đấy Hoài sẽ quay lại cùng Như và review sản phẩm cùng các chị em mình. Là chị nào thích set này thì cứ chốt ngay cho em Hoài mã sản phẩm kèm thoại cho Hoài là được nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua mẫu các chị em ha. Hoài sẽ nhờ Như vào và sau đấy Hoài sẽ đi thay một set mới để mình sẽ tư vấn lại và giới thiệu lại cho các chị em mình sau nha. Rồi ok này các chị. Bây giờ là em sẽ review lại cái set đầu line đi. Tại vì cái set đầu line lúc mà em mặc lên á, thì các chị vào sau á, chưa có kịp thấy á, thì không có chốt được, thì các chị hỏi rất là nhiều. Thì bây giờ là trong cái lúc này thì em sẽ review và em sẽ mặc lại cái set đầu line cho các chị nhà mình luôn nha. Chị yêu nào mà đầu line mình chưa có chốt được cái set này, hoặc là mình vào sau mình chưa có xem được á, thì bây giờ mình có thể xem lại giùm em, rồi mình chốt luôn giúp em Như nha. Riêng về cái set này thì em thấy rất là thanh lịch, rất là sang trọng này các chị yêu nha. Phơm quần cloth này kèm thêm một em áo rất là điệu đà luôn nha các chị nhé. Và em sẽ lên với cái giá báo lại cho các chị. Trong cái lúc mà em review thì em sẽ review nó sẽ gọi là không có chi tiết nhiều cho bằng cái lúc like. Nhưng mà nếu mà chị nào mình muốn em tư vấn kỹ trong cái sản phẩm này thì có thể comment xuống bên dưới là em ơi, có thể hay là hỏi cái điều gì đó thì comment xuống bên dưới để em có thể tư vấn kỹ hơn giúp cho các chị nha. Chứ nhiều khi là em review lại thì em sẽ cái tốc độ của em nó sẽ nhanh hơn đó các chị. Cố gắng là mình tương tác giúp bên dưới giúp em nhiều nha. Rồi, em sẽ dành để cuối like đi các chị. Sau khi mà em review lại, em sẽ dành tặng một phần quà luôn cho các chị. Tại vì thật sự mà nói thì các chị cũng đã tương tác với em từ đầu like tới giờ, đúng không nè? Các chị cũng đã tương tác từ đầu like và em cũng nghĩ là các chị cũng sẽ rất là muốn được tặng quà. Và em cũng sẽ như vậy, mặc dù là lượt chia sẻ nãy giờ em thấy là nó không có tăng nhiều. Nhưng mà em cũng không biết phải làm sao để cái lượt chia sẻ nó tăng, trong khi cái lượt xem của các chị cũng rất là cao. Thì thôi, em cứ tặng đi ha, em sẽ tặng cho một chị để mình vui ha. Nha mọi người nha. Thì cuối like đi mọi người, bây giờ mọi người đừng có comment chơi game nữa. Mọi người sẽ chốt cho em những cái set đồ review. Rồi một lát nữa khi mà em cuối like em, lúc mà em nói, em sẽ dành khoảng tầm 2 đến 3 phút để mà cho các chị tặng chơi game á, thì em sẽ nói lại nha.
Còn bây giờ mọi người comment nhiều quá, nó bị ẩn comment của các chị đặt hàng rất là nhiều. Rồi bây giờ thì em sẽ lên lại cái set đầu line như thế này cho các chị. Ôi thực sự rất là đẹp với em quần cloth này. Thì những chị yêu nào từ 1m50 nè, 1m48 trở lên đều mặc được cái form quần này giúp em. Tại vì bình thường á, em thấy là lên những cái form quần ống su màu dài á, thì các chị cứ hay hỏi là em ơi cái dài quá không, chị 1m50 chị mặc được hay không. Thì đây các chị ơi, đây là một cái minh chứng này các chị. Mặc cái quần này lên form rất là đỉnh luôn á, cực kỳ hách dáng. Kiểu như là thấp thấp người mặc cũng được, mà cao cao người mặc cũng xinh. Mã sản phẩm bây giờ em báo luôn nha. Set này sẽ là mã áo là AA1 giùm em. Mã áo là AA1 giùm em. Và em có tới 4 size từ S cho đến XL. Chị yêu nào từ 43 cho đến 65 cân đổ về thì thoải mái chốt đơn cho em cái áo này nha. Và chỉ có đúng một cái tông màu trắng duy nhất này thôi nha các chị. Form áo rất là cách điệu cái phần bèo như thế này. Thiết kế kiểu như là thêu như thế này rất là xinh nha các chị nha. Tay loe và tông màu trắng duy nhất thôi. Với giá ngày hôm nay là 215.000 cái áo em đang mặc trên người. 215.000 là mã áo em đang mặc trên người nha. Khi mà em hiện tại em đang đóng thùng ở các chị. Khi mà xỏ form ra thì cái áo nó cũng như là một cái áo bình thường, form baby doll bình thường thôi. Nó sẽ dài qua rốn mình khoảng tầm 2 đến 3 phân giúp em như nha. Nhá, cái áo nó là form bình thường thôi. Hiện tại em đóng thùng thì các chị sẽ thấy nó y chang như mà em đang mặc một áo kiểu crop top. Nhưng mà khi mà thỏa ra thì nó cũng bình thường như những cái áo thun khác thôi các chị yêu ha. Form baby doll á. Rồi, nhanh tay giùm em 215.000 cái áo này đẹp tuyệt vời. Các chị nào mà đi làm văn phòng công sở hoặc là đi chơi, đi dạo, đi giảng dạy, học sinh, sinh viên đều mặc được cái em áo này giúp em Như nha. Rồi tiếp theo sẽ là mã quần các chị yêu nha. Mã quần của em này sẽ là mã AA2 cho em. AA2 này thì em có tới 5 tông màu lần các chị. Giá của em này thì khỏi phải nói các chị ơi, 215.000 có nghĩa là áo với quần ngày hôm nay bằng tiền với nhau luôn. Áo của em cũng 215 và chiếc quần mã AA2 này cũng là 215.000. Hiện tại là em có tới 5 màu giúp em, có size tới L. Màu này là màu xanh dương nè các chị, màu xanh rêu nè, màu cam đất nè, là màu ghi nè các chị, kèm với tông màu đen em đang mặc cho người nha. Cái quần này thiệt sự form dáng cloth này của em, form chính tất này các chị mặc siêu hách dáng. Thấp thấp người nên lấy cho em cái quần này, tại vì đại đa số các chị em nhà mình, đa số khi mà em vào em like á, các chị đều hỏi em là em ơi 1m50 chị mặc có được hay không, em ơi 1m55 mặc có được hay không. Tại vì cái chiều cao của chị em mình đa số thì các chị không phải là ai cũng cao, đúng không các chị? Không phải là 1m70, 1m75 thì cao như vậy thì xinh quá thì ngon quá rồi. Nhưng mà cái chiều cao trung bình thì đại đa số là em thấy là 1m50 đến 1m60 hoặc là 1m65 đổ về rất là nhiều. Thì khi mà các chị lựa chọn sản phẩm quần á, thì các chị nên lựa chọn những cái sản phẩm quần như thế này, mặc lên rất là hết dáng và cực kỳ xinh. Nó sẽ che được mọi khuyết điểm cho mình luôn. Cái phần này nó sẽ chích ly nhẹ nè để nó tạo độ suông, độ phồng rất là tự nhiên cho em quần này nhá. Rồi bây giờ này em sẽ tiếp tục review qua mẫu sản phẩm khác nha. Rồi chị nào lấy thì lên cho em là áo là AA1, còn quần là AA2 giùm em Như nha. Rồi ok, thì bây giờ Vào Hoài và Như sẽ tiếp tục áo là AA1, quần là AA2. A4 với A5. Ủa đừng nói nãy giờ báo giá sai nha. Giới thiệu lại. Ok bây giờ thì vậy là sai mã rồi các chị mình ơi. Vậy thì bây giờ mình sẽ... Vậy là để em nói lại nha. Rồi xé nhép nói lại nha mọi người nha. Cái set em đang mặc mã sản phẩm áo là AA4, cùng quần là AA5 nha các chị nha. Rồi ok nè, không biết nãy giờ các chị nào lên đơn chưa nữa. Nó bị ẩn comment không có đọc được. Giá có... Hồi nãy em có báo giá bị lộn không? Rồi mình sẽ báo lại giá luôn ha. Ok. Giá cho mã nó còn rẻ hơn nữa các chị, hơn quá mọi người ơi. Cái giá em báo nó bị nhầm nha mọi người, lên lại giùm em Như nha. Hình như là chị Nguyễn Khánh Đan, chị Nguyễn Khánh Đan chị mới lên đơn đúng không? Chị lấy A1 là mã áo rồi đúng không? Bây giờ em bán rẻ hơn này chị mua không nè? Rồi em báo lại cái mã giúp em nha chị Nguyễn Khánh Đan. Nãy giờ chị nào mà lên đơn lại á, cái set em đang mặc thì có thể lên lại giúp em Như nha. Lên lại giùm em Như nha cả nhà nha. Mã áo em đang mặc là AA5 giúp em, A4, còn quần là AA5. Được chưa nè cả nhà ơi? Rồi rồi đợi em xíu nè. Áo là AA4, có hai size M với L, giá có 100 bao nhiêu các chị? 215.000 chân mẫu sản phẩm chân bậy, quần sẽ là 185.000. Rồi có nghĩa là áo nó cũng là 215.000 luôn. Nhưng mà cái mã khác nha các chị nha, lên lại cho em là mã AA4 giúp em. AA4 nha. Chị Nguyễn Khánh Đan này đúng không ta? Chị Nguyễn Khánh Đan em thấy lên A1 này, chị lên lại giúp em cái mã nha. Rồi ok. Chị yêu nào nãy giờ lên lại cho em ơi. Lên lại cho em cái mã áo là AA4 giá 215.000, còn quần là AA5 185.000, rẻ hơn. Giá thấp hơn cho nên là ok, lên lại giúp em Như nha. Rồi em qua mẫu.
Ok các chị, mình nếu như tí nữa mình thắc mắc về mẫu này á, thì Hoài sẽ giới thiệu lại thêm một lần cho các chị mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái mẫu đầu like các chị mình này. Đây mẫu đầu like em áo và em chân váy các chị mình nhá. Đây mã áo này, áo mã sản phẩm cho mình sẽ là AA1 các chị yêu nhá. Hôm bây giờ thì Hoài sẽ giới thiệu khá là kỹ. Và chị nào trong cái quá trình mà mình mua hàng lúc nãy mình bị hụt sản phẩm hoặc là mình chưa có xem kịp ấy, thì bây giờ mình nhớ là thích mẫu nào chốt ngay cho em Hoài mã đó nha. AA1 cho em Hoài là cái mẫu áo của Như đang cầm với mức giá cho em Hoài đó là 215.000, là mức giá giảm các chị yêu nhá. Áo có đầy đủ cho mình đó là từ size XL luôn, rất là xinh. Cái màu áo này ở sau nó sẽ chạy thun chỉ, thành ra các chị mặc lên form á, form tới chị tới đâu nó đi tới đó luôn. Ví dụ như 1m50kg hay là 40kg thì nó cũng giống y chang như là em đang mặc trên người lúc nào like luôn nha các chị yêu nha. Cái form áo rất là xinh luôn, kiểu crop top. 1m60 mặc quần có bị ngắn quá không chị? Em 1m58 đấy các chị ơi, mặc thoải mái cho em. Form quần clutch, form quần chín tóc này không có sợ bị ngắn nha. Chừng nào mà chị nào cao 1m70 á, đó thì nó sẽ hơi ngắn một xíu, còn mà dưới 1m6, dưới 1m65 là mặc thoải mái cho em cái form quần clutch mã AA5 này giùm em. Rồi ok, em cảm ơn chị Nguyễn Khánh Đan nha. Rồi ok, chị em nào thích AA1 chốt ngay AA1 kèm thoại cho em Hoài. Còn AA2 là mẫu chân váy của Hoài đang cầm là em chân váy dập ly này, cũng là 215.000 luôn. Tính năng nguyên cành này chỉ có 430.000 là nguyên cành thôi, mức giá khá là mềm. Khi mà mình mua nguyên cành thì mình sẽ được free ship hoàn toàn các chị yêu nhá. Rồi chị yêu nào lấy cái mã áo đấy thì lên cho em là AA1 nha các chị nha. Có tới size XL 65kg đổ về thì thoải mái chốt đơn giùm em như. Còn mã chân váy xếp ly này của em sẽ là mã AA2, giá cũng là 215.000. Rồi em mới trả lời rồi. Cho nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay lên đơn giùm em nha. Rồi cái mẫu váy xanh của chị Hoài mặc, đợi em một xíu nha. Rồi ok các chị yêu này, chị nào mà cần quan tâm mẫu nào thì mình cứ comment Hoài sẽ tư vấn kỹ cho mình ha. Rồi em lên mẫu váy xanh của em đang mặc nha. Em váy xanh của Hoài đang mặc lên mã sản phẩm cho các chị mình đó là AA3 các chị nhá, 395.000 là giá thành sản phẩm ạ. Đầm này thì mình sẽ có cho Hoài đó là 3 màu, màu hồng, màu xanh và màu đen các chị mình nhá. Mã sản phẩm là AA3 cho em Hoài. Chất liệu cô tông thái lên 2 lớp, phần tay dáng bí này, và em này sẽ phối cho em Hoài đó là phần dây ở phía sau rất là xinh cho mình. Em sẽ có 3 màu cho mình đó là hồng, đen và xanh. Chị nào thích an toàn mình có thể lựa màu đen, còn nếu thích những cái tông màu ngọt ngào hơn xíu hoặc là tươi sáng hơn một xíu thì mình có thể lựa cái tông màu hồng hoặc là tông màu xanh cho Hoài các chị yêu nhá. Đa phần là đầm này thì nhà em đều, tất cả đầm của MAC thì đa phần đều lên 2 lớp, và 2 lớp thì siêu dày dặn và thấm hút mồ hôi rất là tốt cho các chị ha. Em thấy cái mẫu đầm này cái phần đuôi nó giống như là đuôi cá đó các chị, mặc lên form rất là xinh luôn. Cái mẫu này đơn giản thôi tại vì nó cũng không quá cầu kỳ và là cũng quá như họa tiết dễ trơn á, nhưng mà em thấy rất là xinh, kiểu đó kiểu nhẹ nhàng thanh lịch rất là tinh tế luôn. Cho nên chị yêu nào mấy mẫu này thì có thể lên đơn nhanh giúp em mã sản phẩm là AA3 giúp em nha, giá là 395.000, em free ship toàn quốc luôn. Với những cái chất liệu mà kiểu cái chất liệu như thế này, cái chất liệu cotton á các chị, cái vải em thấy rất là đẹp luôn á, vải rất là đẹp luôn. Thành ra các chị khi mà mua hàng á, mình được kiểm tra hàng trước khi nhận, mình thoải mái mở ra xem thử cái sản phẩm nó chất lượng như thế nào giúp em nhiều nha. Mẫu này các chị đặt hàng sẽ được free ship luôn nha các chị yêu nha. Ok chị Minh Thủy Hoài chúc nguyên set cho mình ạ. Ok chị Ánh Nguyệt Vi em Hoài lên đơn cho mình này. Các chị ơi, trong quá trình Hoài review á, mà mình thích sản phẩm nào thì mình cố gắng là mình chốt đơn luôn nhá. Tại vì xíu nữa khi mà Hoài like lại tất cả các mẫu của MAC xong rồi thì Hoài sẽ like thêm tiếp sản phẩm là giày dép, túi xách và kể cả đồ thể thao cho các chị mình nữa, nên chắc chắn là trong like mình thích mẫu nào thì mình cố gắng chốt đơn luôn. Và hôm nay Hoài đơn trên 300k thì mình sẽ free ship, nên là chắc chắn nếu như các chị mình mua cái mẫu đầm của Hoài đang mặc cầm AA3 với mức giá trên là 395.000 thì mình sẽ được free ship hoàn toàn các chị yêu nhé. Áo em đang mặc, áo trắng chị mặc còn size S không? Áo trắng của Như mặc thì hết size S rồi ấy chị Thùy Anh ơi. Hiện tại em Như đang mặc size M nè, nhưng mà với cái form áo này chị size S chị có lấy size M mặc bình thường nha. Tại vì cái chất, cái form áo này không phải là cái form áo body hoặc là cái form áo ôm thì mình có thể là mặc lên size giúp em Như cũng được nha. Đây em mặc cũng rất là bình thường đây, đóng thùng vô form rất là ok. Cho nên các chị cứ thoải mái size M, size S, cứ lấy size M giống như em Như đang mặc. Hiện tại em là 44 cân, em đang mặc size S rất là, gọi là size M rất là thoải mái và rất là xinh. Thành ra yên tâm là chốt đơn cho em mã áo này là AA4 giùm em Như nha. Em còn hai size M với L, giá là 215.000 giùm em, một tông màu trắng duy nhất. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên mẫu đầm tiếp theo các chị mình nhớ. Em mã sản phẩm đầm cho em Hoài sẽ là AA6 á. Ủa đầm này đúng ta, sao có 185.000 các chị? Lúc nãy em còn không tin luôn các chị, tại vì cái đầm này giá gốc tới 695.000 là 700.000 cái đầm này. Mà ngày hôm nay nó là cũng là coi như là một cái giá tặng, một cái giá tặng, một em sản phẩm tặng trong cái livestream ngày hôm nay dành cho các chị nhà mình luôn. Nha các chị, tại vì giá ngày hôm nay sale 70-80% là đúng không cả nhà. Thay vì em thấy một cái đầm đi tiệc, một cái đầm đi làm, một cái đầm xinh như thế này các chị mua, cái giá không bao giờ dưới con số 4.
dưới con số 4 của nhà mát, tại vì nhà mát lên giá đầm, các chị nếu mà mua hàng cũng sẽ biết giá của nó sẽ cao hơn so với những cái sản phẩm khác. Còn ngày hôm nay lên với cái mã đầm này, lúc nãy em Như mặc lên cái form đầm bút chì và sát nách rất là xinh, nhưng mà cái phần nách nhà mát may rất là tinh tế, nó sẽ ôm sát vào luôn, nó không có bị lộ ra, nó bị mất tinh tế đi là không có nha các chị. Mẫu này thì hiện tại còn đủ size S, M và L. Chị yêu nào lấy cái mã đầm này thì lên cho em Như là AA6 nha. AA6 kèm loại để được chốt đơn hàng thành công chị yêu nhá. AA6 chỉ có mức giá 185.000 thôi và size số hiện tại là còn đủ đầm rất là đẹp. Mình mặc theo kiểu công sở cũng được này, hoặc đang có màu là màu hồng, màu xám. Cái này là màu đen và cái tông màu BB xám xám rất là đẹp ha. Thì các chị nhà mình đối với cái họa tiết caro thì mặc siêu dễ mà hoài thấy mức giá lên 185.000, mà chị nào bỏ lỡ cái mã sản phẩm sẽ rất là phí nha. Rồi ok, chị Nana hoài chốt đơn, chị Sương Thu Lê hoài chốt đơn cho mình ạ. Mẫu sản phẩm này sẽ là AA6 các chị nhá. Nhanh tay, thật là nhanh tay này, tại vì 185.000 phải gọi là một cái cơ hội siêu siêu hot luôn. Và các chị em cũng biết là đầm 670 giảm tiếp chỉ còn là 185.000 thôi, là mình phải tranh thủ các chị yêu nhé. Hoài đảm bảo là các chị em mình mà mua đầm này thì sẽ rất là hài lòng đấy ạ. Rồi ok nè, rồi em thấy các chị yêu nhà mình đang lên đơn á, chị yêu nào lấy mẫu nào bổ sung giùm em mã sản phẩm kèm số điện thoại nha. Ok chị Nana, AA5 nè, mã AA5 là chiếc quần em đang mặc á, các chị có 185.000 thôi, 5 màu nha cả nhà yêu nha, màu xanh dương nè, màu xanh rêu nè, màu cam, màu ghi với lại màu đen giùm em Như nha. Rồi Hoài lên mã áo tiếp theo cho các chị mình nhá. Em áo này thì lúc nãy Hoài có phối với quần jean rồi ấy, thì bây giờ tại vì là sản phẩm có khá là nhiều màu là Hoài sẽ lên trước mã áo cho mình nhá. Em áo này lên mã sản phẩm cho em Hoài đó là A7 355.000, mẫu áo này các chị yêu nhá. A7 kèm thoại chất cho em Hoài là kiểu dạng cô tông màu, dạng vân suốt các chị, rất là đẹp cho Hoài luôn. Áo có hai lớp và thiết kế cho mình đó là form dáng crop top này, phần tay bồng siêu đẹp, đằng sau có phần khoét và tạo thêm khúc bọc các chị yêu nhé. Đặc biệt là phần sau sẽ có cho mình bo chun ở ngay phần dưới ấy, nên là các chị mình eo bao nhiêu sẽ bo vào bấy nhiêu cho em Hoài. Và phần phía trước sẽ kèm dây để mình tự do cách điệu được các chị yêu nhé. Mẫu này thì Hoài sẽ có 3 màu cho mình đó là cam, đen và màu xanh. Chị nào thích cái tông màu dễ mặc thì mình có thể lựa cho Hoài màu đen, còn màu cam và màu xanh thì nó sẽ là cái tông màu trầm nhưng mà nó không bị tươi đâu nha. Nên là các chị mình yên tâm giúp Hoài là tông màu sáng nhưng không hề tươi, nó là tông màu trầm cho Hoài thôi, nên là mặc dù là mình mặc kiểu như là phối với quần tây hay là quần jean đều rất ok. Hoài sẽ nhờ Như cầm này và em Hoài sẽ lấy tiếp cái mã quần jean cho các chị mình luôn nhá. Chị Song Thư Lê, cái tên quen quá, không biết là em có gặp ở đâu đi chưa mà em thấy cái tên chị rất là quen. Cho em hỏi áo trắng chị đang mặc A5, cái áo của Như đang mặc là mã AA4 nha các chị, với giá là 215.000, hiện tại đang còn size M với lại size L, còn quần của em mặc mới là AA5 nha. Quần em Như mặc là mã AA5 với giá là 185.000, có tới 5 màu các chị nha, màu đen, màu ghi, màu xanh dương, màu xanh rêu với lại màu cam giùm em Như là mã quần AA5, còn áo là AA4 cho em Như. Rồi, mẫu của Hoài đang mặc lên mã cho các chị mình đó là AA3 các chị mình nhá, 395.000 ạ. A3 395.000 là đầm Hoài đang mặc đây chị ơi. Nó sẽ có 3 màu cho Hoài nhá. Đó là hồng, đen và màu xanh Hoài đang mặc ạ. Chị yêu thích A3 chốt A3 kèm loại trên Hoài 395.000 thôi ha. Hoài đang phối hợp cái mẫu này thêm một cái mẫu quần jean AA8 nữa các chị. Quần này đang có mức giá trên Hoài đó là 395.000, mã sản phẩm AA8 nha. Chị yêu thích AA8 chốt ngay AA8 kèm loại cho Hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công ha. Em đang thấy các chị lên đơn khá là nhiều, chị nào thích mẫu nào là cố gắng mình chốt đơn luôn trong quá trình Hoài like nha. Tại vì thời gian cho những mẫu này thì em Hoài cũng còn khá là ít, và các chị mình thích mẫu nào là nhớ lên chốt luôn ạ. Đây cái quần jean cho em Hoài này, form dáng sẽ là form dáng ống suông các chị yêu ha. Quần sẽ có hai màu cho em Hoài đó là màu xanh đậm và màu xanh nhạt, lưng siêu cao luôn ạ. Form quần này bình thường nhà em bán giá gốc cho chị mình là tới là bao nhiêu đấy các chị, 525.000, nhưng trong like Hoài giảm tiếp còn 395.000 thôi. Là chị nào mà thích AA8 chốt ngay AA8 kèm loại, còn áo cho em Hoài sẽ là AA7 kèm thoại nhá. Rồi ok này, chị Yến Nguyễn nè, lấy chốt áo của Như đang mặc AA4 nè. Chị Song Thư Lê lấy áo của Như đang mặc AA4 và quần A5 nè. AA5 màu xám, A5 màu xám là mã quần đúng không chị Ngân Võ nha. Mã A5 là mã em đang mặc là mã quần nha. Còn nếu mà chị, các chị cố gắng nghe kỹ mã giùm em Như nha. Quần của em Như đang mặc là A5, chị Ngân Võ lấy quần của em đang mặc màu xám đúng không chị? Đúng thì ok giúp em Như nha. Chị Vân Anh nè, quần màu đen A5 nè, ok nè, chị Vân Anh cho em xin số điện thoại luôn nha, để em chốt đơn mã quần em đang mặc luôn. Rồi ok, qua tiếp mã sản phẩm nữa nha cả nhà nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua một cái mã áo khác cho mình nhá. Áo này thì tài Hoài đang có cho mình là 3 màu nha. Màu xám này, màu cam sữa và màu tiếp theo trên Hoài sẽ là màu xanh lá các chị, nhưng mà xanh này là xanh nhạt nha, rất là sang trên Hoài. Với mã sản phẩm của em này sẽ là AA9 các chị nhá. 315.000, 215.000 là mức giá giảm nha. 215.000, giá gốc là 325 các chị yêu nhá. Áo có đầy đủ size trên Hoài với chất liệu thun gân và lệch vai siêu đẹp luôn ạ.
Đây các chị ơi, chất liệu cái kiểu này khi mà các chị mặc có thể mặc kiểu như là xéo va xéo cũng được, hoặc là mình mặc rớt vai giống như là lúc này em Như có mặc á, cho nên là mình có thể mặc tùy chỉnh nha. Và cái chất liệu nó sẽ là thun gân như thế này, thì khi các chị mặc á, form các chị tới đâu là nó đi tới đó, rất là đẹp luôn. Đây thì cái form này á, thì em thấy là cái tông màu, những cái tông màu này nó cũng hơi dè dè, em thấy là nó sáng sáng rất là xinh, rất là kiểu năng động trẻ trung này. Mình có thể phối đi chơi đi tiệc tùng gì cũng được, tại vì cái này là áo thun kiểu 215.000 đúng không nè cả nhà ơi, nên chốt cho em cái mã sản phẩm áo này với ba màu rất là gọi là nhiều màu để mình lựa chọn luôn. Lúc nãy thì em có phối cái áo này với lại một cái mẫu chân váy, em sẽ lên đơn cho cái đi kèm cho các chị luôn. Ok nè, em thấy số điện thoại của chị Vân Anh rồi nè, cái mẫu này đi kèm với cái chân váy luôn nè, em giới thiệu luôn cho các chị nha. Chị Trần Thị Vân Anh A5 và A4 nè. Ok chị Trần Thị Vân Anh, bổ sung cho em số điện thoại nha. Rồi tiếp theo nó là lúc nãy em có phối cái áo với lại cái chân váy đi kèm, cái chân váy này là kèm tặng thêm cho mình cái đai luôn nha các chị nha. Đai này đai rời các chị có thể tháo hoặc là gọi là đi phối những cái mẫu khác cũng được. 40kg mặc vừa không chị, có phí ship không? Chị Thúy Phương ơi, quần của em Như A5 em đang mặc trên người 40kg á. Nếu mà nó, em nghĩ là nếu mà eo của chị mà từ dưới 64 á, eo của mình dưới 64 á, thì có thể là nó sẽ hơi rộng khoảng tầm 2 phân đó, thì hoặc là vài ba phân gì đó, thì các chị có thể bóp lại giùm em Như nha. Tại vì quần này là dây kéo khóa đằng sau, thì có thể là nếu mà 40 cân chị có thể là chị sẽ hơi rộng một xíu, bóp lại giùm em. Còn phí ship của nhà mình á, hóa đơn của mình mà trên 300.000 sẽ được free ship, còn hóa đơn của mình là dưới 300.000 thì chỉ có 20.000 thôi nha, đồng giá 20.000 phí ship toàn quốc thôi. Nói chung là cũng rất là mềm nha. Nếu mà chị lấy cái quần em đang mặc, có thể lên cho em là mã AA5 kèm cho em số điện thoại là có đơn. Từ từ em sẽ show lại cái màu quần này. Em thấy cái màu quần này các chị đang lên rất là nhiều cái mã AA5 nha. Rồi ok, tiếp theo em giới thiệu lên tiếp cái chân váy này. Này là mã AA10 đúng không này? A10 với mức giá là 155.000 thôi chị yêu nhá. Sẽ có hai màu cho mình, đó là màu xám và cái màu cam rất là đẹp. Mẫu này thì sẽ là chân váy dạng A và sẽ tặng kèm các chị mình đó là dây thắt đai đi kèm luôn nha. Em này không có phải là bán rời đâu nên các chị yêu không sợ là mua chân váy thì sẽ không kèm đai đâu ạ. Rồi ok này, chị yêu nào lấy cái chân váy này thì nhanh tay. Và em nói luôn là cái chân váy này bên trong có quần nha các chị yêu nha. Bên trong có quần, thành ra các chị mặc rất là thoải mái và dễ chịu. Đằng sau túi này là túi thật nha, túi mổ này là túi thật luôn các chị yêu nha. Form đằng trước của mình á, sẽ có cái đai để mình thắt định hình được cái form rất là đẹp luôn. Em nghĩ là một cái chân váy ngày hôm nay có 155.000 là cái giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ gọi là quá rẻ rẻ luôn rồi các chị. Nó còn rẻ hơn so với một bình thường các chị mua một cái áo thun 180, 190, thì ngày hôm nay chân váy này chỉ có 155.000 thôi nhá. Chị yêu nào ví dụ như đây này, ví dụ mình thắt gọi là sợ mà mặc không vừa, các chị khỏi còn phải đi bóp hay gì luôn, tại vì đã có cái đai này để mình thắt định hình theo cái form mình tới đâu thì mình cứ thắt lên tới đó giùm em Như. Chân váy sẽ là mã là AA10 với giá là 155.000, áo sẽ là mã AA9 với giá là 215.000 giúp em Như nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu 10 các chị mình nhá. Tiếp tục qua một cái set 10 các chị yêu ha. Rồi ok này các chị, một lát nữa em show lại cái màu quần cho của em đang mặc cho các chị xem nha. Tiếp theo em lên cho các chị một em áo sơ mi rất là tiểu thư. Đúng rồi, cái áo này là lúc trước là bán rất là hot, hiện tại số lượng của nhà em cũng còn siêu ít các chị mình nhá. Mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AB1 ạ, 215.000 mã áo các chị yêu nhá. AB1 là mã áo và mình sẽ có họa tiết hoa cho em Hoài, đó là hoa xanh và hoa be. Chỉ có với mức giá là 215.000 các chị có thể sở hữu ngay một chiếc áo KT phối ren siêu đẹp các chị ha. Màu hoa thì sẽ siêu sang cho em Hoài, và đặc biệt là cái phần ở phía trên sẽ là phối ren lỗ ở phía phần trên cổ này và phần tay của các chị em mình nữa. Là em cái áo này á, mình có thể phối cùng với cái mã chân váy luôn các chị mình nhá. Chân váy chim hoài sẽ là AB2 với mức giá là 355 ạ. Chân váy này thì mình có chim hoài duy nhất một màu trắng các chị yêu ha. Form dáng đầm chân váy sẽ là form dáng dài quá gối, và em này sẽ là form dập ly to chứ không phải dập ly nhỏ, nên các chị mình không sợ nhá, gọi là xếp ly to ấy. Còn em này sẽ có lớp lót bên trong nữa các chị yêu nhá, màu trắng nhưng không sơ mỏng nha. Đúng rồi, chính xác luôn các chị ơi. Riêng về mẫu này thì em nghĩ là các chị nên sở hữu cho em ít nhất là một em áo sơ mi cách điệu như thế này, tại vì cái mẫu này em thấy rất là xinh, nó hơi cổ điển một xíu, rất là điệu đà, rất là tiểu thư, nhưng mà không có quá bị bánh bèo nha các chị, yên tâm cho em. Đi làm đi chơi đi tiệc đều thường thỏa thích giúp em nha. Họ tiết hơi nhí thì khi các chị mặc lên đều mang cảm giác trẻ trung và mát mẻ nè. Rồi giá của em này sẽ là 215.000 cho mã AB1 giùm em Như nhé. Chị yêu nào lấy cái mã áo này có thể lên cho em mã AB1 kèm màu kèm số điện thoại. Em sẽ có hai tông màu, một tông màu be và một tông màu xanh giúp em nha. Rồi ok, chị yêu nào thích mẫu này nhanh tay chốt mã sản phẩm kèm loại trên Hoài nhá. AB1 cộng AB2 để chốt nguyên set chị yêu ha. Áo là 215.000, chân váy sẽ là 355 ạ. Rồi
Tiếp theo em sẽ qua mẫu nữa. Các chị yêu nam mình có thắc mắc gì bên dưới, còn muốn em tư vấn thì có thể comment chiều cao cân nặng gì em để em tư vấn size cho các chị nhà mình đây. Nha. Mẫu áo tiếp theo cho em sẽ là AB4 với mức giá cho em hoài chỉ có là 155.000, và mẫu chân váy phối hợp cho các chị mình sẽ là AB5 cũng là 155.000 luôn. Tính là nguyên set thì bình thường mình mua là gần cả triệu, nhưng hôm nay mình mua với mức giá chỉ có là 300 hơn thôi các chị, 301 nguyên cành thôi, thì tại sao mình không chốt đơn ha. Áo thì em có size đầy đủ cho mình và chân váy cũng sẽ có size đầy đủ các chị nhé. Rồi đây các chị ơi, cái chất liệu áo này sẽ là chất liệu thun gân như thế này nè, các chị mặc lên rất là mềm nha. Em thấy cái vải nó mềm rất là mịn luôn á. Các chị có thấy lúc nãy khi mà mặc lên nó đeo cái mít thôi là cái áo nó đã rũ xuống rồi. Có nghĩa là chất vải nó rất là mềm, mình mặc lên cảm giác nó nhẹ nhẹ lắm luôn á, không như là không mặc vậy đó các chị ha. Thành ra chị yêu nào thích cái mẫu này thì có thể lên cho em như cái mã áo là gì đây. AB3 đúng không nè, AB3 giúp em với giá có 155.000, form áo rất là xinh nha các chị, ba màu xanh nè, màu be với lại tông màu cam giùm em như. Tất cả các tông màu đều rất là dễ mặc nha, các chị mình thích cái tông màu cam á, thì mình cũng có thể lựa cái tông màu trầm, cái màu cam đó là cái tông màu xanh các chị yêu ha. Còn màu be thì trước giờ là cái màu be là cái màu siêu dễ mặc rồi, nên là chị yêu nào mà thích tông màu be thì mình cũng có thể chốt luôn nhá. Chân váy thì em sẽ có cho mình một màu duy nhất cho em hoài là cái màu caro chị yêu ha. Chân váy duy nhất cho mình là một cái màu caro như thế này với mức giá là 155.000, và em này thì là sẽ là quần giả váy ha, bên trong sẽ kèm quần các chị yêu nhá, là mình không có sợ kiểu như là khi mà mình mặc ấy là mình sẽ bị ngắn các chị yêu ha. Rồi ok nè, em thấy là chị sẽ Cebu nè, con nói là áo này là có mua rồi nè. Mua rồi thì cho em xin cái feedback nè, cho Như xin cái feedback nha mọi người nha. Rồi bây giờ em Như tiếp tục qua mẫu nữa nha cả nhà nha. Còn nếu mà chị nào mà mình muốn xem kỹ cái mẫu nào thì có thể comment xuống bên dưới giùm em Như. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên cái mẫu đầm này luôn các chị yêu nha. Mẫu đầm này của em là lúc nãy khi mà em mặc vào thì các chị cũng hỏi rất là nhiều nè. Mã này là AB5 giúp em lên form rất là xinh đó các chị. AB5 form đằng sau nó sẽ chạy thun chỉ để mà khi các chị mặc lên nó rất là dễ chịu và thoải mái. Form tới đâu nó đi tới đó, và ở dưới này nó sẽ xẻ tài nhẹ. Cảm giác nó sẽ là hơi messy một xíu các chị ha. Nếu mà chị mà dưới 1m55 mình mặc nó sẽ là hơi messy á các chị. Còn mình cao cao thì mình mặc nó như một cái form bình thường, một cái form đầm dài thôi ha. Đầm này sẽ là AB5 với giá gốc là 645.000, và hiện tại đang lên với giá sale cho các chị là còn 455.000 nha. Chỉ có 455.000 các chị mình đã có thể sử dụng ngay chiếc đầm này rồi. Và chị yêu ơi, đầm mình sẽ có size đầy đủ nhá. Họa tiết cho mình sẽ là hoa nhí các chị yêu ha. Và mình sẽ có cho hoài đó là hai màu, đó là màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Thì chị yêu nào thích mẫu AB5 chút ngay AB5 kèm thoại cho em Hoài nha. Rồi ok nè. Túi cầm bao nhiêu à? Túi em cầm hả? Túi em cầm mình là cho các chị mình ha. Mã SA2 đúng không nè. Túi em đang cầm là mã SA2 nha chị Minelvi ơi. Túi đang cầm này là của nhà Sáp Lanka của em. Giá gốc là 825.000 cho em. Túi này hiện tại đang lên với giá sale cho các chị là còn 412.000 nha. Để em mở lên bên trong này. Bên trong thì sẽ có dây cho các chị nha mọi người nha. Túi này em chỉ có một cái tông màu này thôi cả nhà ơi. Một tông màu gọi là màu be phối với màu nâu tay như thế này. Bên trong có dây dài cho các chị nha. Form túi này sẽ có một ngăn thôi. Một ngăn lớn á các chị nha, và sẽ hai bên hông của túi sẽ có hai cái ngăn nhỏ nhỏ để mình đỡ ở ngoài. Cái mẫu này thì thiết kế nó rất là sang, em thấy cái thiết kế kiểu sang á các chị. Chị yêu nào mà gọi là đi làm văn phòng công sở này mình thích kiểu xách tay cũng được, không thì mình có thể đeo dây giúp em nhá. Ở đằng sau của mình nó sẽ có một cái gọi là một cái viền túi nhỏ như thế này này, để các chị có thể để cạc điện thoại hay là cái gì đó. Rồi form này thì em nghĩ là chị yêu nào thích sự đơn giản nhẹ nhàng tinh tế thì lên cho em mã túi như là SA2 giúp em. À các chị ơi, nếu mà các chị nào mà không có xem được livestream hoặc là không có đặt được những cái sản phẩm trong live á của nhà Sáp Lanka á, khi mà các chị đặt ngoài live, đặt ở trên các trang fanpage á hoặc là vào inbox á, thì các chị nhớ lên cho em cái mã là Sáp Live 8 nha. Sáp Live 8 để mà được bán, được gọi là được mua với cái giá như ở trong live nha các chị nha. Đúng rồi, các chị mình cứ lên trên hoặc nhập mã đó là Sáp Live 8 là sẽ được có mức giá ưu đãi như ở trên live khi mà mình mua tại website hoặc là mua tại cửa hàng của Sáp Lanka, của bên Sáp Lanka luôn các chị mình hát. Rồi bây giờ mẫu túi tiếp theo trên Hoài này, em túi này sẽ là SA, cái mẫu sản phẩm trên Hoài sẽ là SA4 nha. Túi trên Hoài sẽ là SA4 với mức giá là 382.000 các chị yêu ơi. Túi này thì mình sẽ có hai màu để các chị săn, đó là tông màu này thì là tông màu kiểu đỏ rượu rất đẹp nhá, đỏ tía các chị mình. Và em này sẽ thêm trên Hoài cái tông màu cam trầm, nói chung là những cái mẫu này đều là những tông màu đậm. Và em này ra cho mình lên da tổng hợp, da không có phải da bóng các chị yêu nhá, da gọi là da nhẵn nè. Và em này cho em Hoài sẽ có cho mình là một cái ngăn ở bên trong thôi các chị yêu ha. Mẫu này sẽ có một ngăn bên trong thôi và sẽ kèm dây cho các chị mình nữa. Khóa của em này sẽ là khóa 500
châm nhá. Da thì siêu mềm và siêu mịn luôn. Size này cho mình thấy tầm là size 22 các chị mình Hàn, nên là mình mang cũng không quá nhỏ và cũng không quá to. Mình mang vừa thoải mái này, vừa dễ bỏ đồ này, với lại là cái kích thước như thế này á thì các chị mình cũng không bị kén phụ kiện hoặc là kén đồ quần áo mình phối cùng nhá. Rồi ok nè các chị, những chất da này đều là chất da tổng hợp hết của nhà sáp Lanka. Chất da nó rất là mềm, kiểu là mình sờ và rất là mịn luôn nha các chị, yên tâm giúp em Như nha. Rồi chị yêu nào lấy mẫu túi này thì có thể lên đơn kèm mã kèm số điện thoại giùm em Như là có đơn hàng nhá. Chất áo mặc nhẹ ôm không hề lộ viền nội y. Cảm ơn chị Sebu rất là nhiều, cảm ơn chị nha. Rồi các chị ơi, đồ nhà mát xong rồi hả? Đồ của nhà mát là hết rồi đó các chị. Bây giờ em sẽ qua đồ của túi sách của nhà, với là túi sách và lại giày của nhà sách Lanka cũng như là đồ thể thao của nhà ABC nha. Ok, bây giờ mình sẽ lên tiếp mã túi tiếp theo các chị mình nhá. Em này sẽ là SA5 các chị mình nhá. 200 đúng không chị? SA5 đúng không? Mẫu này cho em Hoài sẽ là SA6 nhá, 322.000. Cái túi rất là đẹp cho các chị mình nhá. SA6 322.000. Túi sẽ có hai màu cho em Hoài, đó là màu xám nhá và tông màu em đang cầm là tông màu cam các chị, cam trầm nhá. Túi bên trong sẽ có cho mình đó là một ngăn và còn cho em có thêm cái ngăn nhỏ để mình có thể bỏ thêm ví dụ như là bát bo này hay là các thẻ ngân hàng các chị yêu ha. Túi này thì một là mình có thể xài theo kiểu dạng clutch, hai nữa là mình sẽ có dây đeo kèm để các chị mình đeo chéo nhá. Một chiếc túi mà rất là tiện lợi như thế này và mức giá cho Hoài chỉ có 322.000 thôi. Nên là chị nào thích túi này nhanh tay chốt mã cho em Hoài đó là SA6 kèm số điện thoại nhá. Rồi ok nè các chị yêu ơi, chị nào thích thì nhanh tay giúp em nha. Cái mẫu này thì cái phong cách nó sẽ sang trọng nè, tinh tế nè. Những cái mã túi của nhà Sáp Lanka em thấy đều sang hết các chị yêu ơi. Chỉ là nếu mà các chị mình thích cái bản nó như thế nào và cái thiết kế nó như thế nào thôi ha. Rồi nhanh tay giùm em, bây giờ em qua tiếp cái mã sản phẩm nữa nha mọi người nha. Còn mã giày này bây giờ em sẽ qua tiếp cho các chị mã giày SA1 mã giày nha. Rồi, mã SA1 của em sẽ có hai tông màu nha các chị nha. Lúc đầu live em có lên cho chị các chị là một cái form giày búp bê. Nếu mà chị nào mà không thích mang giày cao á, gọi là tín đồ của búp bê thì nên lấy cho em những cái mẫu này. Form đo giày búp bê mũi nhọn này của em với chất da tổng hợp mềm mà mịn và kiểu da là mình mang đi rất là êm chân nha các chị, nhìn cho em nè. Phần đế là chống trơn trượt cho các chị nhà mình luôn nha. Bên trong là sẽ có khắc logo của nhà Sáp Lanka luôn. Mã sản phẩm này thiết kế rất là tinh tế các chị này, chị viền chéo qua như thế này với tông màu be và tông màu nu phối với nhau rất là sang chảnh. Còn nếu mà không các chị thích an toàn có thể lấy cho em tông màu đen này. Sản phẩm này với mã sản phẩm là SA1 dùm cho em với giá gốc là 455.000, hiện tại đang lên với giá là 222.000 cho em mẫu giày búp bê này thôi. Với cái form giày kiểu ra cái đế của mình nó khoảng tầm là 2 phân đi các chị ha. Mình mang thì nó cũng không quá bệt cho nên cũng rất là thoải mái cho các chị nhà mình luôn. Mẫu này thì mình sẽ có là màu nâu phối và màu đen tuyền luôn các chị yêu nhá. Như chị nào thích màu đơn sắc thì mình có thể lựa cái tông màu đen. Còn thích cái tông màu phối mình có thể là cái tông màu cà phê này các chị mình phối cho em Hoài màu nâu rất đẹp. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ tiếp tục lên mã tiếp theo cho các chị mình nha. Rồi, qua tiếp cho các chị nhà mình sẽ là một em cũng là tiếp tục kiểu dạng gần giống giày búp bê nhưng mà có khoét điệu là có khoét góc cho các chị mình nha. Đúng rồi, riêng cái mẫu này thì em thấy là những chị mà làm văn phòng công sở, giáo viên, giảng viên hay rất là gọi là hay mua những cái sản phẩm này. Kiểu mang nó cũng rất là thoải mái, cũng dễ chịu và không có phải là quá kín giống như là giày búp bê các chị. Kiểu nó nhìn nó rất là phóng khoáng ha. Rồi, mã sản phẩm này thì nó sẽ có hai tông màu. Cái cách điệu ở đây nó sẽ gọi là cái viền này sẽ là viền thiết kế hoa văn rất là sang chảnh cho các chị nhà mình luôn. Một tông màu kem và một cái tông màu hồng rất là xinh. Đế của mình khoảng tầm là 2 phân để các chị đi rất là thoải mái. Chất da vẫn là chất da tổng hợp, đế chống trơn trượt và chất da mềm này mình đi rất là êm chân luôn. Mã sản phẩm là gì đây chị ha? Mẫu sản phẩm chiêu hài sẽ là SA2 các chị mình nhá. SA3 này của em sẽ là giá gốc là 465.000, hiện tại đang lên cho các chị với giá là 232.000 dùm em Như nha. Lên cho em mã sản phẩm là SA3 kèm cho em màu sản phẩm và số điện thoại luôn, 232.000 dùm em Như nha. Rồi tiếp theo sẽ có cái đôi giày của Hoài và Như đang mang nhé. Hoài và Như đang mang thì đôi giày này sẽ là SA5 các chị yêu ha. SA5 sẽ có cho mình hai màu này, giống các chị thấy là sẽ có một cái màu da beo màu nâu và tiếp theo chim Hoài sẽ là một cái màu xanh khá là sang rêu rất là đẹp cho các chị mình. Mức giá chỉ có 247.000 thôi chị yêu nhá. Nên là chị nào mà thích cái đôi giày này thì nhanh tay chốt mã chim Hoài đó là SA5 kèm thoại đây ạ. Rất là xinh. Cái gót của mình là khoảng tầm là 5 đến 7 phân gì ạ, đúng không ta?
chắc khoảng tầm là 7 phân nha các chị nha. Nhưng mà cái gót này kiểu gót trụ thì mình mang lên cảm giác nó cũng không có đau chân một xíu nào. Các chị có thấy là nãy giờ em mang cái đôi này cũng khá là lâu rồi đúng không các chị? Nhưng mà rất là êm chân và cực kỳ thoải mái luôn. Mặc dù là mang tới 7 phân nhưng mà cảm giác không có bị đau chân chút xíu nào hết trơn á. Cho nên các chị yên tâm nha. Với cái form này em thấy rất là sang chảnh. Cái form này là cái chất này các chị nên đi tiệc là em thấy là đúng mà luôn. Tại vì cái chất họa tiết nó sẽ là da beo kèm với cho em viền là da rắn, da beo và da rắn thì còn ai quyền lực bằng đúng không cả nhà nha. Cho nên chị yêu nào mà lấy cái đôi giày này thì có thể lên cho em mã sản phẩm là SA máy đây này. SA 5 nhá, 247.000. Ok, bây giờ sẽ nhờ Như giới thiệu luôn cái túi của Như đang cầm nha. Túi của em Như đang cầm sẽ là mã SA2 giúp em Như nha. Mã này thì em thấy là các chị cũng đặt hàng rất là nhiều nè. Tại vì cái túi nhìn cơ bản rất là sang chảnh luôn các chị, đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà rất là đẹp luôn. 400 bao nhiêu đó các chị ơi? 412.000. Cái túi này đang sale 50% nha các chị. Nhanh tay đặt hàng ngay trong live giùm em Như nha. 412.000 mà sản phẩm là SA2. Bên trong là có một ngăn lớn, có dây khóa kéo khóa lại ở trên và có dây để mà mình đeo chéo lên luôn nha mọi người nha. Rồi kéo khóa này cũng là khóa 500 cho các chị nhà mình luôn. Chị em nào thích mẫu này thì có thể lên đơn cho em lại sản phẩm là SA2. Kèm sơ thoại chỉ có đúng một tông màu này duy nhất thôi. Tông màu be phối, tông màu nâu, viền màu đen cho em rất là sang chảnh luôn. Em thấy xách tay cũng được mà đeo chéo cũng xinh ha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ lên sản phẩm cho các chị mình của sản phẩm iBasic các chị mình nhé. Hiện tại thì cái concept thể thao này là một cái sản phẩm các chị mình rất là ưa chuộng luôn, thì Hoài sẽ giới thiệu thật là nhanh các chị ha. IB1 là mức giá cho sản phẩm, là mã sản phẩm cho cái mẫu set này. Thì set này Hoài đã mặc đầu like rồi và chốt khá là nhiều. Thì mẫu này hiện tại đang có mức giá giảm các chị chỉ còn 399.000 thôi nhá. Các chị thích IB1 chốt ngay IB1 cho em Hoài. Chất liệu của em này sẽ là kiểu như dạng là poly phối với standard spandex. Rồi, cái chất liệu này thì khỏi phải nói các chị ơi, em thấy là bình thường nếu mà bây giờ ở trong cái thời điểm này các chị có thể tập ở nhà là thể dục nè, hay là tập gym ở nhà hoặc là tập yoga thì các chị mặc những cái form này á rất là thoải mái và cũng dễ chịu khởi động cho mình. Có gọi là khi mình mặc cái đồ này vào thì mình cảm giác mình muốn đi tập liền đúng không cả nhà? Cho nên khi mà các chị mặc vào em thấy rất là không những đẹp, không những thời trang nhưng mà nó cũng tạo thêm cái cảm giác là mình muốn tinh thần tập thể dục nhiều hơn đúng không? Và em thấy là khi mà lúc nãy mà mặc vào á, cái form quần này dáng y chang như là một cái quần mà định hình nữa các chị. Nó lên form cái lưng của mình rất là cao, cái lưng quần này các chị nó định hình được cái form. Nó vừa cảm giác là sẽ lên form của mình trông rất là thon và nó cũng tạo cảm giác là nó sẽ định hình được cái form eo. Trong nó khi mà các chị mặc vào á, nó sẽ lên form cơ thể mình có cái cảm giác là sao ta? Mình muốn tập thể dục để cho cái eo của mình nó y chang như là khi mình mặc cái quần định hình này lên vậy đó cả nhà nha. Nhưng mà nó không hề bị khó chịu và bức bách một xíu nào hết trơn á nha. Hai tông màu. Hai tông màu cho mình đó là cái màu đỏ đỗ các chị mình và cái tông màu tiếp theo cho mình là tông màu xám nhá. Rồi Hoài lên tiếp mã tiếp theo ha. Rồi ok nè, những cái thương hiệu của nhà ABC em thấy lên sản phẩm rất là chất lượng, cái vải nó co giãn rất là tốt luôn, nhưng mà các chị giặt nó không hề bị nhão giãn phơn một xíu nào. Cái chất nó co giãn như là cao su vậy đó các chị ha. Đây là rồi lên mã tiếp theo cho mình sẽ là IB2 nhá. IB2 với mức giá gốc trên Hoài đó là 1099, có nghĩa là 1.1.000 các chị. Đúng rồi. Và đang được giảm tiếp cho mình, còn trên Hoài đó là 549.000 thôi nha. Đây, em phải để gần lại cho các chị tại sao một cái bộ đồ gọi là một cái bộ đồ tập gym, một bộ đồ tập yoga cho các chị khi mà các chị mua với giá gốc là 1.1.000, cái chất lượng nó như thế này nè các chị ơi, cái vải nó em sờ và rất là dày dặn nhưng mà khi các chị mặc lên nó không có nóng, tại vì những cái vải á nó sẽ có những cái đường để mà mình gọi là thoát khí á các chị. Đó, nó sẽ thoát khí ra, nó không có bị bít lại, các chị khó thở một xíu nào hết trơn hết nha. Và đặc biệt là form này, form dài này khi các chị mặc vào nó cũng có thể là giữ gìn cho cái làn da của mình, các chị mặc đi chạy bộ bình thường cũng được nè. Đó, cái form này của em hiện tại đang lên giá sale 50% cho các chị lận là còn 549.000 giùm em Như với hai tông màu. Một cái tông màu kiểu màu tím tím nha, màu nâu nâu tím tím với lại một cái tông màu xanh đen giúp em, mã sản phẩm là IB2 cho em Như nha. Lưng thì siêu cao luôn các chị yêu ha. Và chị nào thích mẫu này thì nhanh tay chốt mã trên Hoài đó là IB2 kèm thoại 549.000 nhá. Rồi em lên tiếp mã tiếp theo cho các chị mình nha.
mã sản phẩm cho mình đó là IB3 các chị yêu ha. IB3 Hoài đang có cho mình hai tông màu, đó là tông màu xám và tông màu kem sữa. Mẫu này cho em cam sữa các chị mình nhớ. Và mẫu này cho em Hoài thì sẽ có mức giá cho mình đó là 449 ngàn. 449 ngàn một set. Thì form quần này không phải form quần dài nhá, form quần này sẽ là form quần lửng các chị yêu ha. Và cái mẫu này thì cũng là chất liệu tương tự như mẫu khác, và tất cả những sản phẩm của IBZ thì các chị mình biết rồi là chất liệu siêu đẹp rồi ha. Mình có thể mặc hàng ngày này, mặc tập thể dục thể thao hoặc là mặc chạy bộ trên mặt rất thoải mái. Trong thời điểm này có thể là mình không thể mặc chạy bộ, nhưng mà Hoài nghĩ là mình cũng có thể đó là mặc chạy ở trong sân hoặc trong khu vực khuôn viên của nhà mình này, hoặc là mình tập thể dục ở trên thảm yoga cũng rất là thoải mái luôn. Những cái mẫu này ôm fit form cực kỳ đẹp các chị mình nhân, nó sẽ ôm sát vào cơ thể và để mình có thể phát hiện ra được là phần nào là phần xấu và phần nào là phần đẹp, để mình có thể là tập thể dục và tác động vào những cái phần mà mình cần mong muốn các chị yêu nhé. Rồi ok nè các chị yêu nha mình. Với cái form này em thấy rất là phóng khoáng, rất là dễ chịu nè các chị. Đó, thành ra là các chị có thể mặc ở nhà mình, mặc bình thường thay cho những cái bộ đồ mặc nhà cũng được nha. Cái này nó sẽ có những cái mút ngực xịn sò cho các chị rồi. Cho nên các chị cứ yên tâm giúp em. Mã sản phẩm này sẽ là IB3 đúng không nè. IB3 cho các chị nhà mình nha. Hai tông màu, một tông màu cam sữa và một tông màu xanh đen giúp em nhiều nha. Rồi ok, mẫu sản phẩm tiếp theo các chị mình nha. Mẫu sản phẩm tiếp theo cho em Hoài đó là IB4 các chị mình. IB4 này có một màu thôi đúng không nè. Cái này thì mẫu áo mình sẽ có hai màu nhá. À, bây giờ là mình chỉ chốt có một màu này thôi các chị nhá, là cái tông màu xanh nguyên set này ha. Và mức giá hiện tại là 549 ngàn chị yêu nhá. Chắc vải rất là mịn nha, em sờ và rất là mịn và cực kỳ mát nha. Toàn bộ là đều có mút hết, có nhiều chị hỏi là ừ cái này có mút hay không, đều phải có mút hết nha các chị yêu nhà mình nha. Cho nên cứ yên tâm mà chốt đơn cho em. Em thấy những cái sản phẩm này thì thay vì các chị không những là bình thường mình mặc đi tập thể dục hay là đi chạy bộ thì mình mới mặc đâu, ở nhà mình cũng có thể mặc những cái sản phẩm như này. Một cái chất gọi là chất thun phối viền lưới dưới này rất là đẹp này các chị, để em lại gần cho mọi người xem. Đó, nó sẽ thoát khí cho mình, cho nên mình yên tâm giúp em. Những mẫu này thì lưng quần siêu cao để nó lên form, nó định hình được cái form eo cho các chị tập á, nó có cảm giác nhìn nó đẹp hơn cho các chị yêu nhà mình ha. Rồi chị yêu nào lấy cái mẫu này thì có thể lên cho em mã sản phẩm là IB4. Giá ngày hôm nay đang sale cho các chị từ 1.1 triệu, sale còn 549 nghìn giùm em nha mọi người nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài đã review lại tất cả các sản phẩm rồi và mình sẽ dành 5 phút các chị mình nhá. Mình sẽ để 5 phút để các chị nhà mình sẽ comment lại cho em Hoài, và thích mẫu nào thì mình cứ comment này, hoặc là muốn xem lại mẫu nào mình comment thì Hoài và Như sẽ tư vấn cho các chị mình 5 phút cuối, và sau đó Hoài và Như sẽ up live stream ngày hôm nay luôn các chị yêu nha. Và bây giờ các chị nhà mình này, mình nhớ là tương tác của em thật nhiều ạ. IB3 giá bao nhiêu? IB3 là giá gốc là 898 ngàn, đang hiện tại đang sale còn là 449 ngàn nha chị nha. IB3 tính ra mà bình thường mình mua một cái mẫu áo của IB3 thôi, cái chị áo bra rồi nhá, là mình mua đã là 300 ngàn rồi. Nhưng hôm nay khi mà mình mua nguyên set chỉ còn 449 ngàn thôi, thực ra tính ra cái áo chỉ có 100, cái quần chỉ có 100 ngàn chị yêu ha. Tại vì cái áo rất là đẹp luôn. Đây Hoài dơ là cái sản phẩm IB3 các chị xem nhé. Thực ra cái sản phẩm áo này rất là may, rất là kỳ công và rất là đẹp cho Hoài luôn đấy ạ. Đây các chị, form đằng sau để em đưa, lúc nãy form đằng sau kiểu như là y chang mình mặc hai cái áo lồng vào nhau vậy đó cả nhà nha, rất là đẹp luôn. Cái mã này hiện tại đang sale tới 50% lận, nhà IBZ đang lên cho các chị cái giá sale cực kỳ hot. Bình thường các chị không thể nào mà săn được cái giá sale như thế này đâu, cho nên ngay trong live thì các chị cố gắng đặt hàng nhanh giúp em Như nha. IB3 mã là 449 ngàn. Chị Nguyễn Khánh Đăng ơi, nếu như mà mình comment nhầm mã thì mình có thể là comment lại cho em Hoài cũng không sao các chị yêu ha. Hoặc là ngày mai các bạn nhà mình tư vấn cho mình thì mình có thể báo lại các bạn, thì các bạn sẽ đưa cho mình mẫu sản phẩm đó là đúng cái mã sản phẩm mình mong muốn không. Bây giờ mình có thể comment lại giúp Hoài không sao, cái mã mình nhầm thì mình có thể xả nhá. Rồi ok các chị yêu nha mình, cái mã nhầm là lúc nãy em Như có báo nhầm cái mã set em đang mặc trên người đúng không này. Để em báo lại một lần nữa, ai cho em xin lại cái màu của cái quần đi, tại vì em thấy cái quần của em là các chị chốt rất là nhiều, có 185 ngàn mà bảo sao không bùng nổ đơn được các chị. Mã áo là AA4 cho em Như nha. Đúng rồi, mã áo là AA4 giúp em Như nha. Còn mã quần này là AA5, áo là 215 ngàn, còn quần là 185 ngàn. Công tới là 5 tông màu, màu xanh dương nè, màu xanh rêu, màu cam, màu ghi với lại màu đen em đang mặc trên người. Tổng cộng quần là 5 màu rất nha. Là đẹp luôn. Quần form dáng trên mình sẽ là clutch các chị mình, thì cái form quần ống suông clutch dáng ngắn gọi là chín tấc ấy, thì các chị mình độ cao bao nhiêu mình mặc cũng rất là ok. Và những chị nào với tầm 1m55, 1m5 bình thường mình ngại mang những cái form quá dài ấy, thì mình có thể lựa những cái form này mặc vào sẽ rất là dễ thương, và nó cũng không cần, cũng không quá là gọi là trẻ con quá, mà nó cũng khá là đứng để các chị có thể mặc đi làm nha. Rồi ok này các chị yêu nào lấy mẫu quần này lên nhanh giúp em là mã AA5 nha, mã quần là AA5. Có bao nhiêu size ạ? Đồ của nhà ABC đều có size là SML, nhớ giúp em nhiều nhiều em nha. Đều có size cho mình nha các chị. Bây giờ các chị cứ lên đơn trước cho em cái đã, còn về size số sẽ có các bạn gọi điện tư vấn size sau. Ok vừa thì bên nhà chốt, còn nếu không vừa sẽ hủy đơn, cho nên yên tâm giúp em.
mẫu IB3 nè. Nếu mà chị nào lấy IB3 có thể lên cho em IB3 kèm giúp như số điện thoại nha cả nhà. Còn bây giờ thì nếu mà không có chị yêu nào mình hỏi câu hỏi nào nữa thì em như cũng đã review lại hết tất cả các sản phẩm từ đầu live tới giờ của nhà Mát nè, của nhà sách Blanca cũng như là của nhà ABC rồi. Thì bây giờ chắc là em sẽ offline luôn nha cả nhà nha. Hẹn các chị vào một cái live tiếp theo vào thứ hai tuần sau. Các chị nhà sách Blanca, nếu mà những cái sản phẩm mà các chị không thể đặt ở trong live á, nếu mà chị nào mà xem lại cái live này thì các chị có thể nhập cái mã giúp em là sách live 8 nha các chị, để mình được mua hàng với giá như trong live giúp em. Và thời hiệu là sẽ đến hết ngày 22 tháng 8 này thôi nha cả nhà nha. Còn những chị yêu nào đơn hàng của ngày hôm nay chúng ta trên 300 ngàn đều được free ship hết. Tại vì là số lượng lượt chia sẻ của mình là không đủ 300 lượt chia sẻ, cho nên em không thể nào dành tặng hoàn quà được rồi các chị ơi. Nếu mà tầm 280-250 thì em cũng đã tặng rồi, nhưng mà không được đủ, cho nên là bên chương trình người ta không có cho em tặng quà. Thì em sẽ dành cái phần quà tặng này em sẽ dành lại những cái phần live sau nha mọi người nha. Rồi bây giờ thì xin cảm ơn các chị mình đã đồng hành cùng Hoàng và Như suốt 3 giờ đồng hồ để mình xem những sản phẩm hot này, và đã cùng săn của em rất là nhiều sản phẩm gọi là mức giá siêu mềm nhá. Bây giờ thì cảm ơn tất cả chị mình và cảm ơn tiếp đó là thương hiệu này, đó là iBasic và Sáp Lanca đã cùng đồng hành cùng nhà Mark trong buổi livestream ngày hôm nay. Xin chúc tất cả các chị sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ và nhớ là đón chờ livestream tiếp theo của nhà em vào thứ hai tuần sau vào khung giờ 11 giờ nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các chị nha. Bye bye cả nhà.